cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 961, đây là muốn đùa chơi chết tôi sao? Một bên hứa dịch cũng bị dọa sợ không hề nhẹ. Nguyên bản hắn còn cho là hiểu lầm, nhưng vào lúc này trong lòng lại bồn chồn phản ứng của oản oản tiểu thư có gì đó sai sai nha. Có lẽ nào thật có cái gì đi? Tư giả hàn, thật sao? Ánh mắt của tư giả hàn càng lạnh hơn, đem điện thoại di động của mình đưa ra trước mặt của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản liếc màn hình điện thoại di động của tư giả hàn một cái, nhất thời trợn to hai mắt, hít tin nhắn này. Không phải là của em gửi. Tư giả hàn, đương nhiên không phải là em. Đại não của Diệp Oản Oản hỗn loạn tương bừng, nhanh chóng đảo một vòng lớn, cuối cùng mới phản ứng lại đại khái đã phát sinh chuyện gì. Hình như là có người cầm điện thoại di động của nàng gửi tin nhắn cho tư giả hàn rồi. Nàng liếc nhìn thời gian tin nhắn được gửi đi, đây không phải là lúc nàng ra khỏi cửa vào buổi sáng sao khi đó có thể cầm đến điện thoại di động của nàng thật giống như chỉ có thể là đường đường làm bậy diệp oản oản luống cuống tay chân giải thích thế này a à cửu anh nghe em giải thích em tối hôm qua tối hôm qua quả thật là không ở một mình lại có thể thừa nhận miệng nó đây là chuyện gì vậy trời một bên hứa dịch nghe đến đó rốt cuộc không có cách nào lại ngồi yên không xen vào nữa rồi, hích, hoàn hoàn tiểu thư, cô nói chuyện xin đừng nói một nửa mà. Nhất định tối qua là cô ở cùng với một người con gái khác, đúng không? Audio điện tử võ tấn bền Chuyện cho tới bây giờ, khẳng định là không thể nói láo nữa rồi. Diệp Oản Oản chỉ có thể ho nhẹ một tiếng mở miệng, không phải là con gái. Là con trai, em tối hôm qua đúng là cùng con trai ngủ ở chung một chỗ. Cầm của hứa dịch, loảng xoảng rơi xuống đất. Hoàn hoàn tiểu thư, người đừng có nói giỡn nữa mà. Tư dạ hàn gần từng chữ từng chữ mà mở miệng, diệp. Hoàn, hoàn, ngươi, nói, lại, lần, nữa. Vào giờ phút này, biểu tình của tư giả hàn quả thật là có thể dọa cho trẻ con đang khóc cũng phải sợ hãi mà nín ngay. Hắn là ai? Tư giả hàn nhìn chằm chằm nàng, cung húc, Diệp Oản Oản ngẩn ngơ, sặc, cung hút, Làm sao lại có thể chứ? Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang suy nghĩ, xem phải bắt đầu kể từ lúc nào, sau lưng một trận tiếng bước chân lộc cộc truyền tới. Diệp Oản Oản nhìn thấy sau lưng của hai người, một thân ảnh nho nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở chỗ đó. Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng, hắn, chính là người ở phía sau lưng anh. Tư giả hàn nghe vậy, sống lưng trong nháy mắt cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, chuyển thành xanh mét hứa dịch đã bị dọa đến hồn phi phách tán vội vàng nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác cái gì tên gian phu kia lại còn dám xuất hiện tầm mắt của tư giả hàn cũng hướng theo ánh mắt của diệp oản oản nhìn lại nhưng mà lại nhìn thấy không không có người khục khục thấp xuống tầm mắt của anh phải hạ thấp xuống một chút diệp oản oản ho nhẹ một tiếng nhắc nhở vì vậy tầm mắt của tư giả hàn đi xuống một chút sau đó liền thấy một đứa bé trai phấn điêu ngọc trác đang đứng ở trước người hắn. Tầm mắt một lớn một nhỏ, liền như vậy ở trong không khí đụng vào nhau. Hứa Dịch tìm thấy đừng sống từng trong chỗ chết, đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm tên tiểu nãi hoa sau lưng ông chủ nhà mình. Đây, đây là tình huống gì? Con trai, trong miệng oản oản tiểu thư, chẳng lẽ chính là đứa con trai, nhìn qua chỉ mới có 4, 5 tuổi này. Trong hành lang, không khí bỗng trở nên yên lặng quỷ dị ngay cả âm thanh hô hấp cũng có thể nghe được. Biểu tình trên mặt nhiếp đường tiêu là sự nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc mới có một thanh âm phá vỡ sự yên lặng quỷ dị như vậy. Mẹ, tiểu nãi oa ngẩng đầu lên, hướng về phía của Diệp Oản Oản nhìn lại, sau đó nhõng nhẽo mà kêu một tiếng. Cái thanh âm này giống như sấm, nổ vang rền trong bầu không khí yên tĩnh. Con người của tư giả hàn chợt co rút lại. Hứa dịch trợn to hai mắt ta đi. Mới vừa rồi tên tiểu nãi hoa kia kêu oản oản tiểu thư là gì? Mẹ, mẹ. Diệp oản oản yên lặng bưng kín mặt mình. Ông trời, ông đây là muốn đùa chơi chết tôi sao? mươi 962, con của anh. Nguyên lai oản oản tiểu thư là cùng một đứa bé ngủ chung. Hứa dịch bên này vừa mới thở phào vì nguy cơ được giải trừ. Kết quả, không nghĩ tới một giây kế tiếp liền nghe được đứa bé kia kêu Diệp oản oản một tiếng, mẹ, đây quả thực con đáng sợ hơn gấp trăm lần khi nghe được diệp oản oản nói chính mình tối hôm qua cùng với con trai ngủ chung oản oản tiểu thư tại sao lại đột nhiên nhô ra một đứa con trai lớn như vậy hứa dịch nhìn chăm chú thằng bé trai trước mắt vừa nhìn diệp oản oản vừa kêu mẹ đại não bị đả kích trầm trọng nhiếp đường tiêu sau khi kêu mẹ một tiếng ánh mắt liền lại lần nữa rời đến trên người nam nhân ở bên cạnh mẹ mình hai nam nhân một lớn một nhỏ một lạnh giá băng lãnh nơi đáy mắt nhuộm đầy sự kinh ngạc, một người khác lại giống như Ngọc Tuyết vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt là chút lạnh lùng cùng vẻ hiếu kỳ muốn tìm tòi nghiên cứu. Diệp Oản Oản nhìn nam nhân lớn, lại nhìn một chút nam nhân nhỏ, nội tâm chỉ có một ý tưởng, ban đầu rốt cuộc là não nàng đang đi hóng gió ở nơi đâu, mà lại đáp ứng giúp nhiếp vô danh. Vào giờ phút này, mưa gió trên mặt tư giả dạ hàn ùn ùn kéo tới, quả thật là khiến cho nàng tê cả ra đầu. Dưới khoảnh khắc sống còn, Diệp Oản Oản quả quyết xải bước hướng về phía đường đường đi tới, đầu tiên là một tay đem đường đường bế lên, sau đó ôm lấy cậu bé đi tới trước mặt của Tư Giả Hàn. Ánh mắt của Tư Giả Hàn hỗn loạn yên lặng nhìn cô gái trước mặt mình, hiển nhiên không hiểu được nàng muốn làm gì. Diệp Oản Oản không nói hai lời, đem cậu bé hướng vào trong ngực của Tư Giả Hàn nhét vào, "Tư Giả Hàn, của, của anh, con của anh." Tư Giả Hàn nhiếp đường tiêu, hứa dịch mới vừa rồi oản oản tiểu thư nói cái gì mà coi như là người trong cuộc như tư giả hàn sắc mặt âm vụ lạnh giá trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc khuôn mặt không nhiễm khói lửa lần đầu tiên trong đời xuất hiện biểu tình mờ mịt luống cuống cứng đờ ôm lấy cậu bé mềm mại núp ních ở trong ngực con con trai hắn diệp oản oản theo sát bên nhìn về phía cậu bé trong ngực tư giả hàn và mở miệng đường đường chuyện này vốn là định ngày mai sẽ nói cho con hiện tại để mẹ giới thiệu một chút đi, đây là ba của con. Trong ngực của tư dạ hàn, vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt của tiểu nãi hoa quả thật là cùng một lông một dạng với tư dạ hàn, biểu tình của hai người nghịch ra y chang nhau. Nhiếp đường tiêu lầm bẩm ba, ba. Diệp hoàn hoàn, đúng vậy. Tư giả hàn, hứa dịch, xin hỏi, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, đủ loại khúc khuỷu, đầu óc của hắn đã hoàn toàn đứng máy ho khan nơi này nói chuyện có hơi bất tiện chúng ta tìm địa điểm thích hợp hơn đi nha ha ha diệp oản oản vừa nói vừa đổi thành thúc giục đi nhanh một chút đi nói xong không dám đối mặt với ánh mắt của tư giả hàn một người một ngựa chạy trước nhanh như một cơn gió liền chạy mất dạng sau lưng chỉ còn lại tiểu nãi hoa được ôm trong ngực tư giả hàn một lớn một nhỏ mắt lớn chừng mắt nhỏ tư giả hàn muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ có thể tiếp tục ôm lấy hài tử trong ngực. Đây đại khái là lần đầu tiên trong đời tư giả dạ hàn ôm trẻ con, tư thế vô cùng không được tự nhiên, thậm chí tay chân đều có chút luống cuống, không biết thả ra như thế nào. Bất đắc dĩ nhìn về hướng cô nàng đã chạy trốn không còn thấy bóng dáng một cái, tư giả dạ hàn cẩn thận đổi tư thế, ôm chặt lấy đứa bé trong ngực mình, sau đó từng bước đi thẳng về phía trước. Trong lúc đó, cậu bé một mực vẫn dùng cặp mắt to đen nhánh kia nhìn hắn ta hắn không thích bị người khác đụng chạm, hơn nữa tư thế ôm của người này không hề thoải mái chút nào, cứng rắn chắc chắn, không được mềm mại như mẹ, cũng không được thoải mái như mẹ. Nhưng mà, tại sao nhóc lại có thể cũng không cảm thấy ghét? Tư giả hàn bước chân trầm ổn, ôm lấy tiểu nãi hoa trong ngực đi về phía trước. Lúc này, trong ngực truyền tới một âm thanh nhõng nhẽo. chương 963, ánh mắt hắn nhìn tôi xanh dần. Nhiếp đường tiêu, chú chính là ba của con sao. Thời điểm cậu bé hỏi câu hỏi này, trong giọng nói không hiểu vì sao lại có cảm giác như thở phào nhẹ nhõm vậy. Tư giả hàn. Đối với vấn đề này, tư giả hàn tỏ vẻ, hắn cũng rất muốn biết. Sau khi rời khỏi tiệm karaoke, Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho Hàn Thiên Vũ, nhờ hắn hỗ trợ nói với mọi người một tiếng, nàng có chuyện đi trước, sau đó nhắn đường bân cùng Tống Cường lái xe của nàng về, sau đó lên chiếc Cayenne kia của tư giả hàn. Cùng lúc đó, trong phòng karaoke, hàn thiên vũ hơi nhíu mày nói với mấy người bên cạnh diệp bạch có chuyện đi trước cung húc lén lén lút lút trốn về nghe thấy lời này một cái nhất thời đổi sắc mặt cái gì đi trước xong đời xong đời rồi diệp ca ca không có sao chứ hàn thiên vũ nhất thời hướng về phía cung húc nhìn lại thế nào cung húc vẻ mặt đưa đám che lấy trái tim nhỏ đầy hoảng sợ ghé vào bên tai hàn thiên vũ thấp giọng mở miệng nói mới vừa rồi khi tôi cùng diệp ca ca cùng đi ra ngoài thấy bạn trai của diệp ca ca đến rồi bạn trai của diệp bạch hàn thiên vũ trầm ngâm cung húc gật đầu đúng vậy không biết vì sao đột nhiên lại tới hơn nữa ánh mắt nhìn tôi thật là đáng sợ tất cả đều là sát khí làm tôi sợ muốn chết hàn thiên vũ cậu lại làm cái gì cung húc nhất thời xù lông cái gì gọi là cậu lại làm cái gì tôi rõ ràng là cái gì cũng không có làm có được không vì sao ánh mắt hắn nhìn tôi xanh dần, tựa như Tôi, tôi chỉ kéo cánh tay của Diệp ca ca mà thôi, cũng không thể ngay cả cái này mà cũng không được chứ Nói xong có chút lo lắng, thiên vô ca, anh không biết đâu, biểu tình khi đó của người nam nhân kia có thể dọa chết người đấy Nhưng muốn đại khai sát giới, huyết tẩy tam giới Diệp ca ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Biểu tình của Hàn Thiên Vũ cũng rất bất an, nhưng mà, đây là chuyện giữa tình nhân người ta với nhau, bọn họ người ngoài cũng không tiện nhúng tay nếu không càng nhúng tay càng loạn hàn thiên vũ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ thở dài cậu biết rõ tình huống đặc thù của diệp bạch hẳn là nên giữ một khoảng cách cùng với anh ấy cung hút ngữ khí rất là ai oán mà lầu bầu giữ cái gì nha diệp ca ca coi như là thích nam nhân nhưng một chút hứng thú đối với tôi cũng không có hàn thiên vũ hiếm thấy hắn ta lại có thể tự biết mình một chút hy vọng diệp bạch bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không hắn luôn cảm thấy người nam nhân kia không đơn giản bên kia dưới lầu của tiệm karaoke sau khi diệp oản oản chui vào trong xe lập tức lấy điện thoại di động ra khẩn cấp nhắn một tin nhắn cho tư dạ hàn sau khi tư dạ hàn đến đầu tiên là mở cửa xe sau đó ôm cậu bé chui vào trong xe đứng ở ngoài xe đang chuẩn bị lên xe Thanh âm báo có tin nhắn từ điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mở điện thoại di động ra nhìn một cái, là tin nhắn của Diệp Oản Oản gửi tới, "A à Cửu, chờ lát nữa bất kể em nói cái gì, làm ơn nhất định phải phối hợp với em, nhờ cậy nhờ cậy." Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày. Diệp Oản Oản nhìn xuyên qua cửa sổ xe, nhìn thấy biểu tình của Tư Dạ Hàn, vì vậy cắn răng tiếp tục nhắn, "Cục Cưng, có được hay không?" Tư Dạ Hàn vẫn không có phản ứng. Vì vậy, Diệp Oản Oản tiếp tục gửi. Bảo bảo, có được hay không? Tâm can à, Phản Anh. Lão công lão công lão công. Thời điểm gửi đến tin nhắn thứ tư, Diệp Oản Oản rốt cuộc mới nhận được trả lời. Bảo bảo yêu thích nhất, ừ. Diệp Oản Oản che ngực thở vào một cái, cũng còn may, cũng còn may. Sau khi tư giả hàn lên xe, xe vững vàng mà bắt đầu chạy. Tài xế cùng hứa dịch ngồi ở phía trước, Diệp Oản Oản, nhiếp đường tiêu, tư giả hàn ba người ngồi ở trên ghế sau. Bầu không khí trong xe, tương đối quỷ dị. chương 964, người cha được chính thức xác nhận. Diệp Oản Oản không mở miệng, hai người bên cạnh cũng không có ý tứ muốn nói chuyện, trong buồng xe từ đầu đến cuối là một mảnh yên lặng. Hai người này một lớn một nhỏ có thể nói là tương đối giữ được bình tĩnh. Cuối cùng, một đường không lời, xe rốt cuộc lái đến hồng hoa tiểu lâu. Hứa Dịch lảo đảo người đi ra mở cửa xe phía sau, nhìn ba người trước mặt. Lại nói, ông chủ nhà mình còn có oản oản tiểu thư mang theo đứa bé trai này đứng chung một chỗ, mặc dù dị thường huyền huyễn không tưởng tượng nổi, nhưng theo cảm giác hình ảnh mà nói, lại tương đối là cảnh đẹp ý vui. Vì vậy cho nên trước mắt hắn lại sinh ra ảo giác ba người một nhà. Một, một nhà ba người. Sau khi phản ứng lại mình vừa suy nghĩ cái gì, Hứa Dịch nhất thời bị chính mình dọa cho sợ không nhẹ. Biên rồi sao? Đứa bé trai nhìn kiểu nào cũng ít gì đã 5 tuổi, mà oản oản tiểu thư năm nay mới 20 tuổi. Nếu như đứa nhỏ này là do oản oản tiểu thư sinh, đây chẳng phải là nói, oản oản tiểu thư còn vị thành niên đã mang thai. Nếu là như vậy, ông chủ nhà hắn rốt cuộc là có bao nhiêu cầm thú A? À? Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn làm sao có thể có ý tưởng đáng sợ như vậy? nhưng đứa nhỏ này luôn mồm luôn miệng kêu oản oản tiểu thư là mẹ oản oản tiểu thư lại chính miệng nói đứa nhỏ này là con trai của cửu gia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đứa nhỏ này làm sao lại tới hứa dịch hỏi đường bân cùng tống cường vừa đuổi theo ở phía sau hai người vô cùng ăn ý lắc mạnh đầu một hồi cái vấn đề này coi như là muốn hỏi hẳn là cũng nên đi hỏi cha của cậu bé mới đúng chứ trở lại trong phòng diệp oản oản rốt cuộc cũng tránh không thoát Tư giả hàn ngồi ở trên ghế salon, Diệp Oản Oản dẫn theo nhiếp đường tiêu ngồi ở đối diện, kiên trì đến cùng mở miệng giới thiệu, chuyện này mới vừa có chút vội vàng, hiện tại mẹ chính thức giới thiệu một chút, đường đường, người này, chính là cha của con. Lần nữa nghe được Diệp Oản Oản chính thức xác nhận, cậu bé nhất thời ngẩng đầu lên, hướng về phía của tư giả hàn nhìn lại. Mà tư giả hàn ở đối diện, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Oản Oản vội vàng âm thầm nháy mắt cho Tư Dạ Hàn, nhìn tư giả hàn đầy vẻ cầu cứu anh hứa là phối hợp với em rồi đó nha đừng không nói lời nào mà vì vậy dưới sự thúc giục của diệp oản oản tư giả hàn rốt cuộc nhìn về phía cậu bé mở miệng xin chào lần đầu gặp mặt ta họ tư tư Dạ hàn là cha của con cái cằm của diệp oản oản loảng xoảng rơi xuống đất lời giới thiệu này vì sao lại quen thuộc như vậy quả thật là giống với lời giới thiệu của đường đường khi lần đầu tiên gặp mình gần y như đúc Rơi à, nàng đã đều sắp hoài nghi liệu cậu nhóc này có phải là con riêng của tư giả hàn hay không. Sau khi tư giả hàn nói xong, Diệp Oản Oản nhất thời khẩn trương hướng về đường đường ở bên cạnh nhìn lại, nhìn xem phản ứng của hắn có bị lộ hay không. Cậu bé mím môi, một hồi lâu sau mới mở miệng mẹ. Diệp Oản Oản lập tức nói, mẹ ở đây, đường đường có gì muốn hỏi sao? Nhiếp đường tiêu, mẹ, mẹ xác định, chú này là cha của con sao? không có khả năng là người khác. Tư giả hàn, Diệp Oản Oản, cái câu hỏi này. Diệp Oản Oản lúc này giọng đầy chắc chắn, đương nhiên, đời của mẹ chỉ từng yêu có mỗi một mình cha con, dĩ nhiên chỉ có thể cùng cha con sinh ra con. Nói xong vẫn không quên lấy lòng, hướng về tư giả hàn ở đối diện nhìn một cái. Nhưng thần sắc của đường đường dường như vẫn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà, mẹ, cậu nói mẹ lúc trước đã từng thích qua rất nhiều người. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Miệng nó, nhiếp vô danh tên kia, lại có thể loại anh trai đào hố cho em gái nhà mình như vậy sao? chương 965, anh chỉ luôn yêu mình em. Thân nguội mất tích, cho nên tránh thoát một kiếp, kết quả là gì, nàng bị gài bẫy. Nhận ra được tầm mắt tư giả dạ hàn từ đối diện nhìn tới, Diệp Oản Oản cũng sắp khóc, vội vàng lấy ánh mắt ra hiệu. Bảo bảo, tỉnh táo lại một chút, với sự thông minh tài trí của anh, chắc chắn có thể biết đứa nhỏ này không có quan hệ với em à nha. Người yêu thích rất nhiều người được nhắc đến cũng không phải là em đâu nha. Diệp Oản Oản chỉ có gắng ngượng mà bịa ra một lời giải thích, đường đường à, con còn nhỏ, cho nên rất nhiều chuyện không hiểu, thật ra thì thời kỳ thanh xuân tuổi trẻ của một người, thích qua mấy người, đó là chuyện rất bình thường. Diệp Oản Oản đang bận giải thích cho đường đường, đột nhiên phát hiện ánh mắt tư giả hàn rơi vào trên người mình có gì đó không đúng, vì vậy yếu ớt hỏi, hích, thế nào? Em nói sai cái gì sao? Tư giả hàn ngồi dựa lưng trên ghế salon, nhìn lấy nàng, mặt không thay đổi mà mở miệng, anh chỉ luôn yêu mình em. Bị phản bác Diệp oản oản. Vạn vạn không ngờ tới, tư giả hàn lại sẽ phá đám nàng như vậy. Này này, đã hứa là phối hợp rồi cơ mà. Bất quá, tại sao bị phá đám mà lại có thể vui vẻ như vậy được nhỉ? Diệp oản oản vắt hết óc mở miệng, vậy vậy là anh rất may mắn, em thì tương đối thảm rồi, trăm ngàn cay đắng, cửu tử nhất sinh, nhiều lần trải qua thiên phàm, mới tìm được anh. Tư giả hàn, nhiếp đường tiêu, Diệp Oản Oản không ngừng cố gắng mở miệng, đường đường, con chỉ cần biết, con là tình yêu của cha mẹ kết tinh, là bảo bối chân quý nhất của cha mẹ. Cậu bé nghe vậy, cuối cùng mới gật đầu một cái. Diệp Oản Oản khẩn trương đã hơn nửa ngày, cuối cùng đã tạm thời trấn an được nhiếp đường tiêu, bận rộn để cho cậu bé đi trước lên lầu tắm rửa, tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng mà, đứa nhỏ vẫn hoàn toàn giải quyết chưa xong, đứa lớn lại càng vướng víu. Sau khi đường đường lên lầu, trong phòng khách liền chỉ còn lại có Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn hai người. Tư Dạ Hàn, nói đi. Diệp Oản Oản, nói rất dài dòng. Tư Dạ Hàn, vậy thì kể tóm tắt. Diệp Oản Oản, được rồi. Diệp Oản Oản không có cách nào, chỉ có thể đem ngọn nguồn tất cả đều cùng kể qua một lần. Kết quả, mới vừa nói xong, liền đối mặt với ánh mắt, em cho là anh sẽ tin tưởng sao? Của tư Dạ hàn, ngay cả Diệp Oản Oản cũng đều cảm thấy lời giải thích này quá chắc phá, huống chi là tư Dạ hàn đây. Nhưng mà, đây thật sự là sự thật nha. Diệp Oản Oản nổi giận đùng đùng mà lầu bầu mở miệng, em biết chuyện này em giải thích chút ít qua loa, nhưng đây thật sự là sự thật nha. Anh đây là ánh mắt gì, có phải là đang hoài nghi em đang gạt anh hay không? Anh sẽ không phải là đang hoài nghi đứa nhỏ này là con tư sinh của em đấy chứ? Tư giả hàn nghe được ba chữ cân tư sinh xong, con người thầm thúy dâng lên một gợn sóng không dễ gì mà phát hiện được. Diệp Oản Oản vẫn còn đang tức giận mà tiếp tục mở miệng, nhờ cậy nha, anh suy nghĩ kỹ một chút, cũng không khả năng nha. Em vẫn còn nhỏ mà, người ta mới có 20 tuổi à nha. Làm sao lại có thể sinh ra con trai lớn như vậy cơ chứ? tại sao anh lại không nói đứa nhỏ này là con tư sinh của anh đây tính cách này vẻ mặt này thần thái này liền ngay cả giọng nói chuyện cũng đều cùng với anh một lông một dạng đấy tư giả hàn diệp oản oản đại khái cũng cảm giác được lời này của mình có chút lố rồi vội vàng đổi lời nói a cửu được rồi được rồi không nên tức giận nha anh nhìn đường đường xem lớn lên giống em tính tình giống anh anh cứ coi như nó là do hai chúng ta sinh nuôi tầm vài ngày là tốt rồi tư giả hàn khóe miệng hơi rút lại. Diệp oản oản quơ quơ cánh tay hắn, A cửu, thân thế đứa nhỏ này rất đáng thương, mẹ bỏ rơi nó không quan tâm, cha là ai cũng không biết, từ nhỏ đã đi theo ông ngoại bà ngoại. Mấy năm nay một mực tìm cha mẹ ruột đều không tìm ra được. Thật ra thì ngay từ đầu em cũng không muốn tìm anh đóng giả cha của nó. Tư giả hàn nhìn nàng một cái, em muốn tìm ai? chương 966, hay là, ngủ chung. Phát hiện ý đầy nguy hiểm từ nơi đáy mắt của người nào đó ở đối diện, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến thành màu đen. Có lầm hay không, tìm anh không được, không tìm anh cũng không được. Làm người cũng quá khó khăn đi mà. Không, không đúng, em ngay từ đầu muốn tìm chính là anh. Loại chuyện này, em nhất định là muốn tìm bạn trai để hỗ trợ nha, em chỉ lo là anh sẽ như bây giờ, không tin lời em nói. Diệp Oản Oản đang còn giải thích Tư giả hàn cũng không biết đang suy nghĩ gì, dường như lòng có chút không yên, tầm mắt rơi vào trên người của nàng, lại không có tiêu cự. Diệp oản oản bị nhìn mà có chút sợ hãi, ây! Sao, thế nào, làm gì lại nhìn người ta như vậy? Tư giả hàn tựa hồ đang nghĩ tới điều gì, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, nhéo nghi tâm một cái, hồi phục tâm trạng, không có việc gì. Nói xong, trong miệng thở dài lẩm bẩm, em không biết. À! Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ mộng bức, hoàn toàn nghe mà không hiểu được tư giả dạ Hàn đang nói gì. "Nàng không, nàng không biết cái gì? Ai, không nói những thứ này nữa. Lâu như vậy không gặp, anh cũng không nhớ em sao?" Cặp mắt Diệp Oản Oản sáng lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người nào đó. "Từ khi thân thể bắt đầu chuyển biến tốt, càng ngày càng điên đảo chúng sinh à nha." Đang chuẩn bị chơi trò tiểu biệt thắng Tân Hôn, cũ kỹ, sau lưng chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Mẹ! Diệp oản oản nhất thời vèo một cái, đứng thẳng người, ho khan, đường đường, con tắm sạch chưa, mẹ đợi lát nữa liền đi qua ngủ cùng con nha a. Nhiếp đường tiêu, vâng. Thật vất vả thu xếp lịch trình chạy về, nhưng phải phòng đơn gối chiếc, tư giả hàn. Diệp oản oản, hích, đường đường còn nhỏ, ngủ một mình sẽ sợ. Tư giả hàn, lúc trước bất kể tình huống gì, nàng đều sẽ đúng hạn chạy về ngủ cùng hắn. Diệp oản oản nhìn, đứa lớn, lại nhìn, đứa nhỏ, bó tay toàn tập, đảo trong mắt một vòng, rốt cuộc có chủ ý, hay là, ngủ chung. Nàng thật là quá thông minh rồi. Tư giả hàn, nhiếp đường tiêu, một lớn một nhỏ lướt nhau một cái, cũng không nói gì, coi như là âm thầm chấp nhận. Cuối cùng, trở thành ba người cùng nhau nằm ở trên giường. Để giống với một nhà ba người, Diệp Oản Oản để cho cậu bé nằm ở giữa nàng và Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản, đường đường, muốn mẹ kể cho chuyện cổ tích cho con không? Nhiếp đường tiêu, muốn. Diệp oản oản, đường đường muốn nghe kể chuyện gì? Nhiếp đường tiêu, chuyện mẹ kể tối hôm qua. Tư giả hàn, lúc trước oản oản cũng dỗ hắn ngủ như vậy. Diệp oản oản gật đầu một cái, ồ ồ ồ, chuyện cổ tích tối hôm qua, cô bé quàng khăn đỏ cùng lão sói xám sao? Được, được rồi. Diệp oản oản ho nhẹ một tiếng, bắt đầu kể chuyện cổ tích, ngày xưa ngày xưa, có một cô bé đáng yêu, ai thấy đều thích, người thích nhất là bà ngoại của nàng. Một lần, bà ngoại tăng cho cô bé một chiếc khăn quàng đỏ làm bằng ti nhung. Từ đó về sau, cô bé cũng không nguyện ý mang một chiếc khăn quàng nào khác, vì vậy mọi người liền gọi nàng là cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé quàng khăn đỏ không biết chó sói là một tên xấu xa, vì vậy nói với chó sói nàng phải đi vào rừng thăm bà ngoại. Chó sói tính toán ở trong lòng, vật nhỏ này ra mịn thịt mềm, mùi vị khẳng định là tốt hơn so với lão thái bà kia. Ta phải bài trí chiến lược, khiến cho cả hai người đều không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Tư Dạ Hàn nghe đến đó, ngước mắt hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái. Diệp Oản Oản không hề chú ý tới tầm mắt của Tư Dạ Hàn, tiếp tục kể. Bà ngoại, miệng của bà sao lại lớn như thế, dọa người à nha. Cô bé quàng khăn đỏ hỏi, có thể một cái ăn sạch người đó, à hi hi. Cho sói mới vừa nói hết lời, liền từ trên giường nhảy cỡn lên, đem cô bé quàng khăn đỏ nuốt vào bụng tư giả hàn. Diệp oản oản kể hai lần, rốt cuộc dỗ cho cậu bé ngủ rồi. Mới vừa thở vào nhẹ nhóm, liền thấy tư giả hàn đang dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn mình, hích, thế nào? Tư giả hàn, không giống nhau. Diệp oản oản, cái gì không giống nhau? Tư giả hàn, so với phiên bản em kể cho anh nghe, không giống nhau. chương 967, là độc nhất vô nhị. Không giống nhau. Dĩ nhiên là không giống nhau rồi. Câu chuyện trước đó nàng kể cho tư giả hàn nghe, đó là lúc nàng cao hứng bịa ra mà. Diệp oản oản nhất thời ho khan một trận, khục khục khục. Chuyện em kể cho đường đường là phiên bản phổ thông, chuyện em kể cho anh nghe càng lợi hại hơn nha, là bản đặc biệt do em độc chế. Là độc nhất vô nhị. Tư giả hàn, cô bé quàng khăn đỏ ăn lão sói xám, thật là đặc biệt. Lúc này, bên tai truyền tới một loạt âm thanh rột rột, cậu nhóc trong lòng giống như một vật nhỏ đáng yêu khẽ giật mình, Nhu Thuận không dứt mà rúc vào trong ngực của Diệp Oản Oản ngủ yên, tay nhỏ còn níu chặt vạt áo của nàng. Diệp Oản Oản bị vẻ đáng yêu kia đốn tim, oa. Wow. Thật là đáng yêu, Tư Giả Hàn anh xem, có phải là đặc biệt đáng yêu, siêu siêu đáng yêu hay không? Vì muốn cho Tư Giả Hàn tiếp nhận đường đường, Diệp Oản Oản trực tiếp bán cái, cẩn thận từng ly từng tí đem cậu bé đặt vào lòng của Tư Dạ Hàn. Cậu nhóc sau khi bị chuyển đổi vị trí khẽ nhíu mày một cái, bất quá rất nhanh lại tiếp tục ngủ say. Tư giả hàn lo lắng nhìn cậu bé trong ngực mình. Bên cạnh đột nhiên có cảm giác nhiều hơn một cái bánh bao nhỏ, rất khó mà hình dung. Đáng yêu quá, đáng yêu quá đi. Ai, đứa bé vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như vậy, lúc trước khi em thấy đứa nhỏ này còn có suy nghĩ, trừ phi là gen của hai chúng ta chung vào một chỗ, mới có thể sinh ra được một đứa bé ai gặp cũng đều yêu thích như vậy. Anh nói xem, ba mẹ nó làm sao lại nhẫn tâm bỏ rơi nó cơ chứ? Diệp Oản Oản vừa nói vừa thở dài một hơi. Đối với câu kia, trừ phi là gen của hai chúng ta chung vào một chỗ, mới có thể sinh ra được một đứa bé ai gặp cũng đều yêu thích như vậy, của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn nhìn cậu nhóc bên cạnh, lại tỏ vẻ không phủ nhận vô cùng hiếm thấy. "Tư Dạ Hàn, ai tìm em nhờ hỗ trợ?" Vòng quan hệ xã giao của Diệp Oản Oản không lớn, người quen bên cạnh chỉ có những người đó, tựa hồ cũng không thể nào. Vừa nhắc tới vấn đề này, Diệp Oản Oản liền lòng đầy chua xót một gã ngu ngốc. Bất quá em càng ngu ngốc hơn, lại có thể đáp ứng hỗ trợ hắn. Trước đây em không phải là có kể với anh, em tìm mấy người đóng vai quần chúng có thân thủ không tệ, đóng giả Death Rose cứu mấy người lính đánh thuê. Coi như là thiếu nợ bọn họ một món nợ ân tình, cho nên mới đáp ứng hỗ trợ. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của tư giả hàn liền có chút khó coi. Nhà đầu này, trước đây lá gan quá nhỏ, chẳng qua chỉ thấy chút máu đều đã sợ đến không chịu được, sau này lá gan càng ngày càng lớn, lớn đến vô biên. Ban đầu khi đi cùng và bị bao vây ở nước B khi đó, Tác Phong làm việc càng về sau, càng phát sinh sự thay đổi. Hiện tại thì hay rồi, lại có thể trực tiếp ấm trẻ con đem về nhà nuôi. Cũng may, chuyện càng kinh thế hãi tục hơn hắn cũng đã gặp qua vô số, đối với loại chuyện nhỏ này, ngược lại cũng được tính là lãnh đạm bình tĩnh. Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói, về phần vai trò cha của anh, coi như là em cho hắn www uhm một chút khuyến mãi. Tóm lại, khi nào tìm được cha mẹ ruột của đứa nhỏ này, em liền xong việc rút lại ngay. Cho tới hiện tại, ho khan, hai chúng ta, coi như là thực tập một chút nhé. Thực tập một chút. Sắc mặt của tư giả Hàn không dễ phát hiện tối sầm đi. Đêm khuya, Diệp Oản Oản cùng cậu bé đã chìm sâu vào giấc ngủ, một lớn một nhỏ hô hấp đều đặn vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Tư giả hàn lẳng lặng nhìn hai mẹ con ngủ an lành bên cạnh mình, không khỏi có chút hoảng hốt. Tương lai có một ngày, bọn họ cũng sẽ có một đứa con của mình hay không? Lúc này điện thoại di động ở bên cạnh bỗng rung lên một cái. Tư giả hàn vô cùng nhẹ nhàng đứng dậy, cầm điện thoại di động đi ra ngoài sân thượng. Alo, ông chủ, mấy người tư minh lễ chạy trốn tới hải ngoại, người của chúng ta một đường truy lùng, thời điểm đến địa giới châu Âu, đột nhiên đã mất đi tung tích của bọn họ sau lưng của tư minh lễ, khẳng định còn có thế lực khác. chương 968, gió lớn quá rồi nghe không rõ. thân sắc tư giả hàn cũng không hề biến hóa chút nào, cho thấy rõ ràng đã sớm tính tới. Nếu như chỉ có một mình tư minh lễ, hắn không có lá gan đó, càng không có bản lãnh điều động thế lực hải ngoại. Đầu kia điện thoại di động, người kia tiếp tục mở miệng báo cáo, người cứu oản oản tiểu thư, cũng không tra ra dị thường gì, có lẽ là sân sau mà mấy người lính đánh thuê bên cạnh oản oản tiểu thư nhờ vả. Ông chủ, tư minh lễ bên kia, hiện tại phải làm sao? Người ở đầu kia của điện thoại di động xin chỉ thị. Tư giả hàn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng mở miệng nói, giúp tôi đi thăm dò một người. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, tư giả hàn đứng bình tĩnh trong bóng đêm, mặt mũi biến ảo chập chờn. Thời điểm trước kia, khi hắn chưa trở về nước, nội bộ tư gia hỗn loạn tưng bừng, tranh đấu không ngừng giữa các hệ phái. Cho dù hệ phái tư gia phức tạp, nhưng có lão phu nhân cùng nhị trưởng lão tư minh vinh ở bên kia chấn giữ, cũng sẽ không ẩm ý đến mức độ tư gia thiếu chút sụp đổ. Chuyện này, tuyệt đối có người nào đó âm thầm bày ra, hơn nữa người này đối với tư gia hiểu rõ vô cùng, cho nên mới có thể dưới tình huống không ra mặt, cũng có thể dùng mỡ nó dán nó, làm cho tư gia nội đấu không ngừng, từ đó ngư ông đắc lợi. Giã tâm của người kia tuyệt đối không phải là muốn trợ giúp tư minh lễ đoạt quyền, sau đó từ trong đó đạt được lợi ích, mà là toàn bộ tư gia. Nếu không phải là khi đó tư gia hàn kịp thời trở về nước, tiếp quản tư gia, chỉ sợ hiện tại tư gia đã không còn tồn tại. Sau khi hắn trở lại tư gia, toàn bộ tư gia vững như bàn thạch, người kia không tìm ra sơ hở nào để tấn công, liền lại lợi dụng tranh đoạt, đương thời chủ mẫu tư gia tương lai, để khơi mào mâu thuẫn. Người này, Tuyệt đối có liên hệ rất lớn cùng Tư gia, hơn nữa rất có thể ẩn núp ngay bên trong Tư gia. Sáng ngày hôm sau, Diệp Oản Oản vừa mở mắt liền thấy đường đường nằm bên cạnh cùng Tư gia Hàn ở đối diện. Hai người này một lớn một nhỏ, quả thật là quá đẹp mắt có phải hay không? Nàng nếu có lão công cùng con trai đẹp trai như vậy, quả thật là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Diệp Oản Oản đang thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời này, sáng sớm nguy chat đã vang lên nhiếp vô danh hữu danh muội muội đường đường bên kia có khỏe không cầu hình cầu hình diệp oản oản anh nói cái gì gió lớn quá rồi tôi nghe không gió nhiếp vô danh hắn rõ ràng là nhắn tin có được hay không nhiếp vô danh phi thường tự giác gửi đi một bao tiền lì xì diệp oản oản vui vẻ đem bao tiền lì xì nhận lấy hôm nay tâm tình không tệ vì vậy cầm điện thoại di động lên tiện tay liền chụp một tấm ảnh của đường đường gửi cho nhiếp vô danh. Trong hình, ánh nắng sáng sớm theo cửa sổ chiếu vào, đường đường quần áo ngủ hoạt hình có mau nhung, đang ngủ thật say, đầu nhỏ còn dán vào trong ngực của tư dạ hàn. Diệp Oản Oản vừa chụp hình, một bên vừa chỉ một ngón tay, trọt trọt vào khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của cậu nhóc. Rất nhanh ảnh chụp liền được gửi tới, nhiếp vô danh vui đến dạo rực. Thật hâm mộ, lại dám trọt trọt vào mặt của tiểu ma đầu. Sau đó nhìn kỹ một chút, Nhiếp Vô Danh phát hiện ra có gì đó sai sai. Người nằm bên cạnh đường đường dường như không phải là Diệp Oản Oản à nha. Nhiếp Vô Danh, miệng nó, nam nhân bên cạnh đường đường là ai? Mặc dù Diệp Oản Oản không chụp tới khuôn mặt của Tư Dạ Hàn, bất quá Nhiếp Vô Danh tự nhiên có thể nhìn ra bên cạnh đường đường còn có một người đang nằm, nhìn thân hình là một nam nhân. Diệp Oản Oản, nói nhảm, là cha của đường đường đó nha. Nếu không còn có thể là ai? Nhiếp Vô Danh, hả, cha của Đường Đường. Đầu kia điện thoại di động, Nhiếp Vô Danh qua thật lâu mới phản ứng lại được, sau đó trả lời một câu. Nhiếp Vô Danh, cô từ đâu tìm đến? Thuê bao nhiêu tiền một ngày? Diệp Oản Oản, tiền cái đầu anh, đây là nam nhân của tôi. Không phải là người đóng thế. Chương 969, bảo bảo, chào buổi sáng. Nhiếp Vô Danh ách, Đường Đường nó có tin không? Diệp Oản Oản, dĩ nhiên, anh nghĩ tôi giống như anh không đáng tin vậy sao? Nhiếp vô danh, hữu danh muội, cô thật sự là quá đáng tin rồi. So với muội muội và em rể của tôi bỏ nhà ra đi, đến cả mình sinh con cũng không biết, còn đáng tin hơn. Diệp Oản Oản không còn gì để nói. Cũng đừng chỉ đích danh người nào có được hay không, người một nhà các người đều rất không đáng tin cậy. Sau khi gửi WeChat đi xong, Diệp Oản Oản quả quyết đem tên của nhiếp vô danh lưu thành nhiếp đào hố. Cùng lúc đó, trong một thành phố nào đó ở Bắc Âu, quầy rượu tầng trệt. Nhiếp vô danh nhìn ảnh chụp của đường đường, thấy cậu bé thích ứng rất tốt, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Trọng điểm là, lại lấy thêm được một tờ giấy thông hành để hoãn thời gian thi hành án tử rồi. Nhiếp vô danh lập tức đem ảnh gửi đến hộp thư của cha hắn. Một lát sau, uy chat của hắn vang lên là Thái Hậu nhà hắn tự gửi yêu cầu kết bạn sang. Nhiếp vô danh sợ đến mức tay run một cái, quả thật là thụ sủng nhược kinh, vội vàng click chấp nhận. Sau khi WeChat của hắn bị hủy kết bạn, cũng không hề đề nghị kết bạn trở lại, nhưng bây giờ Thái Hậu lại có thể tự mình thêm hắn vào danh sách bạn bè rồi. Nhiếp vô danh, mẹ, mẹ thấy rồi đó, hiện tại đường đường ở bên kia rất tốt, ăn ngon ngủ say, con đã nói người con tìm rất đáng tin hai người vợ chồng son bọn họ đều cực kỳ tốt nhiếp vô danh ra sức đánh chữ mãi qua nửa ngày trời bên kia rốt cuộc mới hồi âm có hình của cô gái kia không nhìn thấy mẹ mình trả lời nhiếp vô danh có chút kinh ngạc sao lại muốn có ảnh của diệp oản oản nhiếp vô danh suy nghĩ một chút sau đó thử hỏi do mẹ mẹ muốn ảnh của diệp tiểu thư làm cái gì sau đó điện thoại di động của nhiếp vô danh vang lên đúng là thái hậu nhà hắn gọi tới hắn không thể không lần nữa thụ sủng nhược kinh, số điện thoại của hắn bị cho vào danh sách đen, cuối cùng cũng được giải phóng. Nhiếp vô danh cẩn thận từng ly từng tí nhận điện thoại, alo, mẹ. Sao vậy? Con không cảm thấy, nàng cùng vô ưu của chúng ta rất giống nhau sao? Đầu kia điện thoại di động truyền tới một âm thanh lộ ra chút tiểu tụy. Nhiếp vô danh nghe vậy mở miệng nói, chuyện này, quả thật có chút giống, thời điểm con lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cũng không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần. Bất quá, nói thật, nàng ấy so với vô ưu của chúng ta xinh đẹp hơn, những phương diện khác cũng hoàn toàn không giống. Hơn nữa mẹ à, còn có điều tra, người ta là Diệp Gia Nhị Tiểu Thư ở Đế Đô, có cha có mẹ, còn có một ca ca, bây giờ còn có bạn trai quan hệ không tệ, lại càng không có bệnh án mất trí nhớ, không thể nào là vô ưu Hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể tìm được vô ưu nhưng cũng không thể tùy tiện cứ thấy em gái nào trên đường hơi giống em gái mình một chút liền nhận vơ à nha. Điện thoại di động bên kia trầm mặc hồi lâu, nhiếp phu nhân mới mở miệng, giúp ta cảm ơn nàng đã chiếu cố đường đường. Nhiếp vô danh, con biết rồi, mẹ cũng đừng quá lo lắng, muội muội từ nhỏ đến lớn đều chạy khắp nơi, chưa từng ăn qua thua thiệt bao giờ. Nói không chừng lúc nào đó chơi chán, liền tự mình quay trở về. Nhiếp phu nhân than nhẹ một tiếng, che giấu sự bất an trong giọng nói, chỉ hy vọng là như thế. Hoa quốc, hồng hoa tiểu lâu. Cậu bé ở bên cạnh từ từ mở mắt, sau đó liền phát hiện mình đang được ôm chặt bên trong một vòng tay vững chãi. Cảm giác so với lúc được mẹ ôm không giống, quả thực là vòng tay thật to lớn vững chắc. Có thể vì nhận thấy được động tính trong lồng ngực, tư giả hàn cũng tỉnh lại. Các người đã tỉnh rồi. Diệp Oản Oản đã ở bên cạnh tỉnh một hồi lâu, thấy vậy vui vẻ mở miệng, bảo bảo, chào buổi sáng sau khi Diệp Oản Oản nói xong câu chào buổi sáng này. Đột nhiên phát hiện, không khí vốn an lành tĩnh lặng, không hiểu sao bỗng ngưng trệ. Tiểu bao sứa mới vừa tỉnh ngủ cùng tư dạ hàn, tất cả đều bình tĩnh đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. chương 970, đại ma đầu bị đầy vào lãnh cung. Vui vẻ nói xong câu, chào buổi sáng, Diệp Oản Oản nhất thời trợn tròn mắt. Bởi vì một lớn một nhỏ toàn bộ đều nhìn về phía mình rất rõ ràng, đường đường nhất định là một bảo bảo, nhưng mà, nàng bình thường đối với cục cưng tư giả dạ hàn của mình, cũng gọi là bảo bảo nha. Diệp Oản Oản đầu tiên nhìn về phía tiểu bao sữa mới vừa tỉnh ngủ. Gào, bảo bảo thật đáng yêu, quả thực là không đỡ được. Diệp Oản Oản vừa nhìn về phía tư giả dạ hàn bên cạnh. Lại nói, hình ảnh mỹ nhân mới vừa tỉnh dậy, lực sát thương cũng đủ hung tàn à nha. Trọng điểm là hai người đối với tiếng xương hô này, tựa hồ có vẻ vô cùng quan tâm. Không phải chỉ là một cách gọi thôi sao, tại sao lại thế chứ? Làm sao mà ngay cả phương diện này, một lớn một nhỏ này cũng tương tự nhau đến như vậy? Sau một trận chiến trời long đất lở ở trong đầu, Diệp Oản Oản quả quyết hướng về phía tiểu bao sữa siêu kiêu nhìn lại, đưa tay xoa xoa đầu của tiểu gia hỏa, sau đó mở miệng nói, bảo bảo, chào buổi sáng, tối hôm qua con ngủ có ngon không? Tiểu, bảo bảo, bị Diệp Oản Oản sờ đầu, nhất thời giống như đóa hoa hướng dương nhỏ vậy, trong nháy mắt rụi rụi, trong đôi mắt trong suốt sáng ngời tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cậu bé cọ cọ bàn tay của Diệp Oản Oản, sau đó dùng sức gật mạnh cái đầu nhỏ, vâng ạ, đường đường ngủ rất ngon. Mẹ, chào buổi sáng. Nhìn thấy Diệp Oản Oản không chút do dự đi về phía tiểu bao sữa, tư dạ hàn. Giờ phút này thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn, chính là đứa nhỏ này không phải là con của bọn họ tối hôm qua vẫn còn đang ấp ủ hình ảnh một nhà ba người trong tương lai giờ phút này ý nghĩ đó đã hoàn toàn bị dập tắt bảo bảo muốn mẹ giúp con mặc quần áo không diệp oản oản ôn nhu hỏi cậu nhóc tựa hồ là muốn cự tuyệt nói mình có thể nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại gật đầu một cái diệp oản oản đúng rồi hôm nay mặc quần áo mới mẹ mua cho con đi cậu nhóc khéo léo mở miệng được ạ à? diệp oản oản trước đó đã mua cho đường đường không ít quần áo còn có mấy bộ đồ đôi cho mẹ con vì vậy hào hứng từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ bộ đồ nhỏ là quần sọt xin và áo thun nhỏ màu trắng trên áo thun còn có in hình con heo con hoạt hình màu hồng rất đáng yêu mau tới đây mẹ thay cho con cậu bé nhìn vào bộ đồ nữ cho người lớn ở bên cạnh mẹ có cùng con mặc không diệp oản oản cười nói dĩ nhiên mẹ cũng mặc giống con nhất thời cậu bé khẽ mỉm cười trên khuôn mặt nhỏ phúng phính lúm đồng tiền như ẩn như hiện sau khi tỉnh dậy rời giường hình ảnh hai mẹ con sống chung có thể nói là vô cùng hòa hợp ở bên cạnh là tư giả hàn đã hoàn toàn bị quăng vào trong góc lơ đẹp hắn phảng phất đã thấy viễn cảnh tương lai vạn nhất bọn họ có em bé kết quả của hắn sẽ là như thế nào rồi được rồi trước tiên đi rửa mặt sau đó xuống bếp ăn điểm tâm đi Diệp Oản Oản giúp cậu nhóc thay quần áo xong, sau đó mở miệng nói. Tâm tình cậu bé ngày hôm qua một mực đều có cái gì đó không đúng, giờ phút này rốt cuộc đã khôi phục lại, khuôn mặt nhỏ nhắn dạng dỡ đi rửa mặt, sau đó xuống lầu. Sau khi đường đường rời đi, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc hướng về tư giả Hàn ở bên cạnh nhìn lại, khục. A à cửu, nghĩ bằng đầu gối cũng biết được, giờ phút này biểu tình của tư giả Hàn có hình dáng gì là một giấm vương của Đông Á, bình giấm tư giả hàn ngay cả một con hổ cũng có thể nuốt được, huống chi chỉ là một người còn sống sờ sờ. Nhưng hết lần này tới lần khác vì cái thứ được gọi là con trai của hắn, cho nên mới vừa rồi hắn đã phải cực kỳ nhẫn nại. Tư giả hàn bị đầy vào lãnh cung, ngồi tê đít nơi mép giường, thản nhiên nhìn nàng một cái, có chuyện gì? Nhìn thấy bộ dáng ngạo kiều của tên, đại ma đầu, nào đó, Diệp Oản Oản quả thực có chút giở khóc giở cười. Diệp Oản Oản thở dài, sau đó chậm rãi đi tới, quỳ một chân đọc theo mép giường, hơi hơi cúi người, đôi môi ôn nguyễn hướng về phía khóe môi của nam nhân hôn lên, nhẹ giọng mở miệng nói, lão công, chào buổi sáng. Audio điện tử võ tấn bền chương 971, một nhà ba người thật chỉnh tề Tiếng, lão công, ôn nguyễn kia của cô gái vang lên ở bên tai, sắc mặt tư giả hàn bỗng ngẩn ra. Một giây kế tiếp, bàn tay to lớn đặt lên sau ót của cô gái, dùng sức hôn sâu hơn nụ hôn này. Diệp oản oản rào hoạt như tiểu hồ ly vậy, hít mắt khẽ cười một tiếng, nếu như là đã có bảo bảo thực sự rồi, cục cưng của em tự nhiên cũng phải tiến hóa chứ. Đối với xương hô mới này, có hài lòng hay không? Tư giả hàn đáp lại bằng cách dùng sức cắn một cái trên môi của thiếu nữ, dùng hành động trả lời cho câu hỏi của nàng. Diệp oản oản đột nhiên nghĩ đến cái gì, hưng phấn bỏ dậy, a, đúng rồi đúng rồi, đồ đôi kia thực ra có tới ba bộ, có một bộ cho đường đường, có một bộ cho em, anh cũng có nha. Một nhà ba người chúng ta nhanh cùng nhau mặc vào đi. Một nhà ba người, tư giả hàn, Diệp Oản Oản cũng coi như là vô cùng chuyên nghiệp. Rõ ràng tính tình nàng ghét phiền toái nhất, cũng không thích tiếp xúc với trẻ con, hắn lại không ngờ tới, nàng lại sẽ cùng một đứa bé chung sống tốt như vậy. Có thể là cảm giác thích của lạ nhất thời, lại còn dáng dấp tinh xảo đẹp mắt của đứa bé kia, chiếm một phần nguyên nhân rất lớn. Diệp Oản Oản đầu tiên quay lưng lại, tự thay bộ quần áo của mình, sau đó đem bộ đồ của tư giả Hàn đưa cho hắn. Trên người Diệp Oản Oản chính là một cái váy có dây đeo, bên trong là áo thun trắng in hình con heo hồng nhỏ nhỏ giống như trên người đường đường, bên ngoài là một cái váy jean có dây đeo, nhìn qua quả thật rất giống với một học sinh trung học phổ thông. A à cửu, mau mau nhanh, anh cũng mặc vào đi người một nhà phải thật là chỉnh tề mới đúng sau khi diệp oản oản mặc xong hưng phấn thúc giục tư giả hàn nhìn chiếc áo thun in hình con heo nhỏ màu hồng rất rõ ràng người nào đó đời này đại khái cũng chưa bao giờ mặc qua một bộ quần áo ngây thơ như vậy diệp oản oản lão công lão công tư giả hàn ừ một lát sau thay quần áo xong diệp oản oản cùng tư giả hàn cùng nhau đi xuống lầu nhìn thấy một nhà ba người mặc đồ cặp nhóm năm người núp trong bóng tối đầy vẻ bát quát. Khắc quả phụ được ca tụng là hậu cung có cả ngàn nam sủng, tư gia tu la gia chủ trong truyền thuyết không gần nữ sắc, tư giả hàn, lại có thể sánh đôi cùng nhau, mặc áo hoạt hình in hình con heo hồng với con trai. Hình ảnh này, nếu không phải là tận mắt thấy, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, còn có người càng thêm khiếp sợ hơn so với nhóm năm người. Hứa Dịch từ tối ngày hôm qua vẫn luôn lo lắng ông chủ nhà mình bên này sẽ xảy ra chuyện, thức trắng cả đêm chờ tại Hồng Hoa tiểu lâu không hề rời đi, tùy thời đợi lệnh. Chờ mãi chờ mãi đến lúc trời sáng, kết quả không ngờ được lại nhìn thấy một hình ảnh tưởng như chỉ có thể xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Chuyện này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Oản oản liếc qua nhìn thấy Hứa Dịch trong phòng khách, kinh ngạc mở miệng, "Ai? Hứa quản gia, anh vẫn còn ở đây à?" Hứa Dịch Hắn một mực đều ở đây có được hay không? Tình hình tối hôm qua đáng sợ như vậy, hắn nào dám đi. Diệp Oản Oản nhìn thấy biểu tình của Hứa Dịch, lúc này mới nghĩ đến sự tình phát sinh hôm qua quá vội vàng, còn chưa kịp giải thích rõ ràng với Hứa Dịch, vì vậy đi tới, nhỏ giọng cùng Hứa Dịch đơn giản giải thích đầu đuôi sự tình một chút. Hứa Dịch, cái gì? Hắn lo lắng cả đêm, kết quả lại là giúp người khác nuôi oa, giả bộ làm cha mẹ người ta coi như là trí tưởng tượng của hắn phong phú, cũng không có khả năng nghĩ đến loại tình huống này nha. Hắn thật sự là, phục rồi. Hố sâu được đào sẵn như vậy, chạy đi giả làm cha của một đứa bé, chẳng lẽ ông chủ lại dễ dàng tự nguyện nhảy vào như vậy hay sao? Hứa dịch khiếp sợ hướng về ông chủ nhà mình nhìn lại. Chỉ thấy, trên bàn ăn, một lớn một nhỏ mặc đồ đôi, ngồi đối diện nhau. Tư giả hàn ung dung thong thả ăn bữa ăn sáng, hơn nữa cực kỳ thuận tay gắp cho cậu bé đối diện một cái trứng rán. Có thể nói là, vô cùng thích ứng. Hóa ra từ đầu tới cuối phở phạc, lo lắng hão huyền, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. chương 972, hẹn hò đặc biệt. Sau khi Diệp Oản Oản cùng hứa dịch giải thích qua, liền vui vẻ đi ăn điểm tâm. Diệp Oản Oản nhìn thấy tư giả hàn gắp thức ăn cho đường đường. Đường đường đối với tư giả hàn mặc dù không được tính là thân thiết, nhưng cũng không bài xích, lại còn khách khí nói cảm ơn. Hết thảy đều tốt hơn so với nàng tưởng tượng, Diệp Oản Oản vô cùng vui vẻ yên tâm. Hôm nay tư giả hàn không đi làm, Diệp Oản Oản cũng nghỉ phép. Diệp Oản Oản trước đó đã đặt ra quy định, chỉ cần là hai bên đều có thời gian rảnh, ít nhất một tuần phải ra ngoài hẹn hò một lần. Bất quá hôm nay, có vẻ sẽ có nhiều thêm một người rồi. Diệp Oản Oản nháy mắt, nhìn về phía tư dạ hàn cảm nhận được ánh mắt của cô gái, tư dạ hàn. Nhờ cậy, nhờ cậy, lão công à. Diệp oản oản mấp máy môi, rõ ràng là đang gọi bằng xương hô mới kia. Lông nghi của tư dạ hàn thoáng qua vẻ bất đắc dĩ cùng dung túng, nhìn về phía cậu nhóc đối diện mình, mở miệng nói, muốn đi chơi ở đâu. Cậu bé nghe vậy, có chút sợ sệt ngẩng đầu lên, chơi đùa. Diệp oản oản lập tức mở miệng nói, đúng vậy, hôm nay cả ba và mẹ đều rảnh có thể dẫn con ra ngoài chơi. Bảo bối, con muốn đi nơi nào? Vườn thú, công viên hay là leo núi, muốn đi nơi nào cũng đều có thể nha. Đối với vấn đề này, nếu như là những bạn nhỏ khác, có lẽ cũng đã sớm vui vẻ nói ra vô số những thứ muốn làm rồi, nhưng Đường Đường lại có vẻ như chưa bao giờ nghĩ đến loại vấn đề này, càng không biết là nên làm gì khi ở cùng một chỗ với ba mẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mơ hồ. Diệp Oản Oản nhìn cậu nhóc đầy thương cảm, vội mở miệng nói, vậy thì để mẹ quyết định đi, chúng ta đi công viên, có được hay không? Cậu bé lập tức gật đầu một cái, được. Diệp Oản Oản cười nói, vậy thì quyết định thế này, ăn xong bữa sáng, chúng ta liền xuất phát. Ăn sáng xong, một nhà ba người liền lên xe đi đến công viên lớn nhất ở Đế Đô. Hôm nay ba người mặc đồ cặp hoạt hình, vừa vặn cũng cực kỳ thích hợp với kiểu du ngoạn như thế này. Diệp Oản Oản nắm tay dẫn cậu bé đi, sau đó mở miệng nói, đường đường người ở đây rất động nắm tay của ba mẹ đi cậu nhóc hướng về phía nam nhân cao lớn ở bên cạnh nhìn lại tư giả hàn cũng nhìn tiểu ra hỏa đưa bàn tay to lớn ra cậu nhóc do so dự một chút sau đó cũng đưa tay nhỏ ra nắm lấy tay của nam nhân kia mới vừa tới cửa diệp oản oản liền thấy có bán kẹo bông đường hơn nữa làm cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ a wow, à cửu tư giả hàn sau khi đi theo oản oản hẹn hò mấy lần từ ban đầu không dính chút khói bụi trần gian, cái gì cũng hoàn toàn không biết, bây giờ đã có tiến bộ về chất. Hắn đã sớm bảo hứa dịch chuẩn bị xong tiền lẻ, hơn nữa không cần Diệp Oản Oản mở miệng nói, cũng đã thuần thục móc tiền ra trả, muốn mấy cái. Diệp Oản Oản, lớn như vậy, một cái là đủ rồi. Một cây kẹo bông đường hình trái tim đủ màu sắc sặc sỡ rất nhanh đã làm xong. Đến đây, đường đường, nếm thử một cái. Diệp Oản Oản đem cây kẹo đường chuyển đến trước mặt đường đường. Đường đường nhìn, vật thể chưa xác định, nhìn giống như đám mây màu sắc sặc sỡ trước mặt, ngẹo đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hiếu kỳ, cái này, có thể. Ăn. Bên cạnh, tư giả hàn mặt không đổi sắc mà mở miệng giải thích cho con trai, có thể, đây là kẹo bông đường. Diệp Oản Oản nhìn hai cha con trò chuyện, không nhịn được bật cười. Ban đầu tư giả hàn chính mình cũng không nhận biết được kẹo bông đường đấy nhé hiện tại cũng đã có thể dạy con trai rồi. Diệp Oản Oản nhìn về phía đường đường, đúng vậy, đây là kẹo bông đường, ăn ngon lắm. Tới đây nếm thử một cái. Cậu bé cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sáng lên, vừa vào miệng liền tan ra, ngọt. chương 973, thấy được kỳ quan. Một lớn một nhỏ nhà này thường sẽ không biết chơi đùa, cũng may có Oản Oản xuất hiện. Wow, thật may mắn, hôm nay có xe hoa diễu hành còn có lễ hội pháo hoa nữa qua wow, cái băng tóc này thật là đáng yêu em muốn mua qua wow, cái kẹo que này nhìn có vẻ ngon em muốn mua còn có quả khí cầu này em cũng muốn dọc theo đường đi diệp oản oản còn hưng phấn hơn cả trẻ con nhảy nhót tưng bừng mà kéo một lớn một nhỏ chạy khắp nơi trong chốc lát như đã muốn mua sạch tất cả những gì có bán ở công viên tư giả hàn theo ở phía sau che chở cho hai mẹ con không bị đám đông xô đẩy sau đó léo đéo ở phía sau trả tiền. Trong chốc lát, trong tay Đường Đường liền bị Diệp Oản Oản chất đầy đồ vật, tay trái là một cây kẹo que cầu vồng thật lớn, tay phải là một quả bóng bay, trên đầu là một chiếc băng đô hình tai mèo, trên cổ treo một vòng hoa xinh đẹp. Trên cổ Diệp Oản Oản và Tư Giả dạ Hàn cũng treo một vòng hoa tương tự, trên đầu Diệp Oản Oản chính là băng đô hình tai thỏ, trên đỉnh đầu của Tư Giả dạ Hàn chính là băng đô hình tai sói, còn bị Diệp Oản Oản đeo cho một chiếc mặt nạ hình đôi mắt màu đen đi ngang qua nơi chụp ảnh Hàn Quốc, Diệp Oản Oản kéo, hai cha con, cùng chụp không ít ảnh đáng yêu, quả thực là tuyệt phẩm. Diệp Oản Oản vừa cười tùm tỉm vừa xem đi xem lại rất nhiều lần, sau đó giao cho đường đường ở một bên vẫn luôn nhìn nàng chăm chú, tới đây, đường đường, con giữ nhé. Cậu bé lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, giống như đang cầm một bảo bối cực kỳ chân quý, hai mắt thật to đầy chuyên chú nhìn những bức hình kia, giả dạ, vâng. Rất nhanh đã tới trạng vạn tối, bắt đầu có xe hoa diễu hành, đám người cũng càng ngày càng đông, càng ngày càng chật trội, chung quanh là tiếng huyên náo đầy hưng phấn. Đường đường còn nhỏ, rất nhanh đã bị che khuất tầm mắt. Tư giả hàn hướng về hai mẹ con cạnh mình nhìn một cái, đưa mấy món quà vặt trong tay cho Diệp Oản Oản, cầm một chút. À, nha, Diệp Oản Oản cầm lấy những món đồ kia. Sau đó Diệp Oản Oản liền thấy được, tư giả hàn đột nhiên không người, một tay đem đường đường bế lên, sau đó một tay khác ôm Diệp Oản Oản vào trong ngực, tránh khỏi đám người chen lấn. Diệp Oản Oản chớp chớp mắt một cái, trong nháy mắt nai vàng ngơ ngác chạy loạn trong lòng. Dáng vẻ khi tư giả hàn ôm lấy đường đường, lại đẹp trai hơn bất cứ lúc nào. Quả thực vốn rất khó có thể tưởng tượng, nếu như tư giả hàn có con sẽ là hình dáng gì, hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy, nếu như tư giả hàn thực sự làm cha mà nói, hẳn là sẽ thật ôn nhu. Mặt trời chậm rãi xuống núi, Chuyến đi chơi công viên kết thúc, các vị khách lần lượt rời đi. Diệp Oản Oản chạy đi cách đó không xa mua đồ lưu niệm, Tư Giả Hàn ôm lấy Đường Đường đứng tại chỗ đợi nàng. Lúc trở về, Diệp Oản Oản nhìn thấy hai cha con, không nhịn được lấy điện thoại di động ra, chụp được một cảnh này. Buổi tối, Tư Giả Hàn đã đặt sẵn một phòng VIP, một nhà ba người sau khi rời khỏi công viên liền đi ăn. Một nhà ba người vừa từ công viên trở về, trên người vẫn mặc đồ đôi cầm trong tay không ít quả vặt cùng đồ lưu niệm cũng như băng đô cải đầu mua ở công viên. Nhà hàng này tại đế đô vô cùng nổi tiếng, mỗi ngày chỉ làm 10 bàn, người bình thường muốn ăn một bữa, phải đặt trước cả tháng trời mới được. Diệp Oản Oản và Đường Đường, còn có tư giả Hàn đang đi vào phòng ăn, không ngờ lại bất ngờ gặp phải vài người quen. Lâm Khuyết vốn là đang cùng trò chuyện vui vẻ cùng tạ chiết chi ở bên cạnh, sau khi nhìn thấy ba người đối diện xong, cả người liền giống như bị điểm huyệt, không nhúc nhích ngây ngốc đứng ở chỗ đó, ánh mắt trợn tròn, tôi con miệng nó, vừa thấy được cái gì. Ánh mắt của tạ chiết chi tràn đầy hứng thú liếc nhìn tư dạ hàn, cùng với bộ đồ hình con heo hồng trên người hắn, lại liếc nhìn tiểu bao sữa nắm tay hắn và diệp oản oản, khẽ cười một tiếng mở miệng nói, a à, chúng ta có khả năng đã thấy được, kỳ quan. chương 974, tôi cùng A cửu sinh ra. Lâm khuyết cả người giống như bị sét đánh ngu luôn rồi, khó có thể tin mở miệng, con miệng nó tôi đây xuyên việt đến tương lai sao hay là đã lạc vào thế giới khác tại sao tôi nhìn thấy cửu ca lại có con trai không đúng đây không phải là cửu ca của tôi cửu ca làm sao lại sẽ ăn mặc như vậy y phục trên người hắn là cái đồ chơi gì diệp oản oản lập tức giơ tay lên trả lời là con heo nhỏ ồ là con heo nhỏ miệng nó trọng điểm không phải là cái này có được không lâm khuyết lại càng thêm bơ phờ rồi diệp oản oản cười ha hả vẫy tay hướng về phía hai người lên tiếng chào hai vị đã lâu không gặp nha tạ chiết chi ý vị thâm trường quét ba người một cái quả thật là đã lâu không gặp lâu đến mức đến con các người cũng đều sinh rồi diệp oản oản hơi nhíu mày suy nghĩ một chút lâm khuyết quả thật là rất lâu chưa từng gặp nhưng tạ chiết chi thật ra thì cũng không bao lâu lần trước thời điểm nàng bị tư minh lễ nhốt vào ám thất cũng mới vừa gặp qua tạ chiết chi Kiếp trước ấn tượng về tư giả hàn ở trong trí nhớ nàng là độc lai độc vãng, không có lấy bất kỳ bằng hữu nào, cũng không tin bất luận kẻ nào bên người. Thậm chí ngay cả hứa dịch một mực đi theo hắn cũng là như vậy. Mấy người duy nhất ở trước mặt nàng xuất hiện qua mấy lần, hơn nữa cũng đã tới cẩm viên, tựa hồ chỉ có lâm khuyết và tạ chiết chi, hơn nữa số lần cũng ít vô cùng. Khi trước nàng một mực suy đoán, tư giả hàn và hai người này có lẽ cũng chỉ là bạn trên thương trường, tình nghĩa cũng chẳng mấy keo sơn. Nhất là Tạ Chiết Chi, là một nghệ sĩ trong giới giải trí, cả ngày lấy việc tạo phúc cho các thiếu nữ khắp thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, nhìn kiểu nào cũng làm không hợp gu của Tư Dạ Hàn, làm sao có thể có giao tình gì quá sâu. Lâm Khuyết mặc dù là nhị thiếu lại bát quái muốn chết, nhưng dù gì hắc bạch lưỡng đạo đều đã lăn lộn đến mòn cả gót giày rồi, Tư Dạ Hàn cùng hắn hơi hơi thân cận còn có thể hiểu được. Nhưng mà khi đó người mà Dạ Hàn phái tới tiếp ứng nàng, lại vừa vặn chính là người không ai ngờ nhất, Tạ Chiết Chi. Bên cạnh, Lâm Khuyết nghe vậy cũng không biết nói gì, thôi đi. Đã lâu không gặp cũng không có khả năng sinh được một đứa con lớn đến như vậy. Diệp oản oản, cô lại quậy ra trò gì nữa đây? Đứa bé này là cô bắt cóc ở nơi nào? Nghe được lời của Lâm Khuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhiếp đường tiêu vốn đang đầy vẻ vui thích thỏa mãn bỗng trở nên sắc lẹm. Diệp oản oản lập tức trợn mắt chừng Lâm Khuyết một cái, Lâm nhị thiếu, anh mới là kẻ bắt cóc trẻ con. Đây là lão nương chính mình sinh ra, có được không? Lâm khuyết trợn to mắt chó, mặt không cách nào tin tưởng, cô. Chính cô sinh ra. Diệp oản oản hư một tiếng, đúng, là chính tôi sinh đấy. Thế nào, tôi cùng A cửu sinh ra đấy. Lâm khuyết khóe miệng co giật, cô đùa với tôi à, miệng. Diệp oản oản nghĩa chính ngôn từ mà mở miệng, anh xem một chút là biết ngay, trừ tôi cùng A cửu, còn có ai có thể sinh ra được bảo bảo đáng yêu như thế đây anh dám nói không phải là do tôi sinh ra hay sao? Lâm Khuyết quan sát tỉ mỉ tiểu bao sữa được hai người dắt đi, trong lúc nhất thời bỗng cảm thấy bối rối, chuyện này. Thật đúng con miệng nó là, giống như người một nhà à nha. Lâm Khuyết nói xong đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai, miệng nó. Không đúng. Diệp Oản Oản tiểu nha đầu kia mới bao lớn a, nàng năm nay không phải là mới 20 tuổi thôi sao? Lâm Khuyết nhất thời nghẹn ngào không nói nên lời, cô con miệng nó mới bay lớn cô mà sinh vậy cửu ca cũng thật là cầm thú diệp oản oản trầm ngâm cho nên chân tướng chỉ có một lâm khuyết cái gì diệp oản oản cửu ca của anh quả thật rất cầm thú vì diễn xuất nàng cũng chỉ có thể ủy khuất tư dạ hàn một chút tư dạ hàn lâm khuyết lâm khuyết nghẹn ngào nửa ngày mới mở miệng tôi nhổ vào coi như là cầm thú vậy cầm thú kia cũng tuyệt đối là cô. Diệp oản oản liếc hắn một cái, có gì khác nhau sao? Dù sao thì cũng là tôi cùng A cửu sinh ra đấy. chương 975, một chút lễ ra mắt. Cặp mắt lâm khuyết sáng lên nhìn chầm chầm tư dạ hàn, mở miệng nói, cửu ca cửu ca, em muốn nhập bàn. Hiếm khi gặp, ăn cơm chung không? Diệp oản oản, sợ rằng nhập bàn là giả, bát quái mới là thực sự. Ánh mắt kia của lâm khuyết, đều đã lóe lên lục quang rồi tư giả hàn sắc mặt thở ơ nhìn hắn một cái không có hứng thú lâm khuyết nhất thời mặt đầy bi thương làm gì lại hẹp hòi như vậy càng đông càng vui mà tạ chiết chi khẽ cười một tiếng nhìn về phía diệp oản oản mở miệng diệp lão bản vừa vặn tôi có chút chuyện công muốn cùng cô trò chuyện một chút hiển nhiên chỉ số thông minh của tạ chiết chi và lâm khuyết không ở cùng một cấp bậc hắn biết rõ trong cái nhà này quyền phát biểu ở trong tay ai cho nên trực tiếp liền hướng về Diệp Oản Oản mở lời. Diệp Oản Oản nghe vậy trầm ngâm, chuyện công. Mặc dù tạ chiết chi và nàng đều cùng ở trong giới giải trí, nhưng tên kia đã sớm là tồn tại như thần, không cùng đẳng cấp với loại vẫn còn đang lăn lê bỏ lết dưới tầng đáy như nàng, có thể có chuyện công gì muốn nói cùng nàng đây. Diệp Oản Oản còn đang trần chờ, tạ chiết chi đột nhiên lấy điện thoại di động ra, không biết là làm cái gì. Đúng lúc này, máy của Diệp Oản Oản bỗng vang lên là tin nhắn của tạ chiết chi. Nàng nhớ lại rất lâu trước đó đã từng add friend với tạ chiết chi trên WeChat, bất quá lại chưa từng nói chuyện bao giờ. Giờ phút này mở ra nhìn một cái, lại thấy tạ chiết chi lại có thể phát một bao tiền lì xì cho nàng. Đây là ý gì? Tạ chiết chi mở miệng nói, lần đầu gặp mặt, tặng cho cháu trai một chút lễ ra mắt. Con người Diệp Oản Oản nhất thời sáng lên. Vạn vạn không ngờ tới, có con trai còn có loại chỗ tốt này có thể thu được phong bì lì xì. Nhìn cân nhà người ta, Tạ Chiết Chi kia, sao hôm nay bỗng đẹp trai hơn mọi ngày à nha. Diệp Oản Oản mở hồng bao ra, nhìn thấy số tiền bên trong, nhất thời càng thêm hài lòng. Diệp Oản Oản mới vừa rồi còn che chở Đường Đường cách xa hai người này, nhất thời thái độ thay đổi 180 độ, Đường Đường, nhanh cảm ơn vị thúc thúc này đi. Đường Đường nhu thuận mở miệng, tạ ơn thúc thúc. Tạ Chiết Chi cười một tiếng, không cần khách khí. Diệp Oản Oản, đã như vậy, tạ ảnh đế, chúng ta hãy cùng nhau ăn cơm đi. Lâm Khuyết sừng sờ, vậy còn tôi thì sao đây? Diệp Oản Oản, anh có liên quan gì tới bảo bảo nhà tôi? Dựa vào, Lâm Khuyết đảo trong mắt một vòng, lập tức giờ giờ trên người mình, cuối cùng trực tiếp móc ra một chồng tiền mặt, ha ha, mới vừa rồi là lỗi của chú, là lỗi của chú. Không nên nói lung tung, đây là hồng bao chú tặng cho cháu ngoan của chú này. Thấy Lâm Khuyết cái tên này cuối cùng cũng hiểu được, đại nghĩa, rồi, Diệp Oản Oản nhíu mày, vậy cũng còn chấp nhận được. Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng, A Cửu, vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, càng đông càng vui. Tư Dạ Hàn, ừm. Lâm Khuyết, đệt, vì sao mới vừa rồi hắn còn nói không có hứng thú cơ mà. Cuối cùng, Tạ Chiết Chi cùng Lâm Khuyết cũng gia nhập gia đình của bọn họ, cùng ăn chung. Diệp Oản Oản và Đường Đường, còn có tư giả hàn một nhà ba người ngồi cùng một bên, tạ chiết chi và lâm khuyết ngồi ở đối diện. Tư giả hàn, ăn cái gì? Diệp hoàn hoàn, anh chọn đi, món em thích ăn anh đều biết mà. Vì vậy tư giả hàn rất nhanh đã gọi vài món thức ăn, sau đó lại đi hỏi đường đường ở bên cạnh, con thì sao? Ánh mắt quan sát hai người đối diện của nhiếp đường tiêu chậm rãi thu hồi, ngay sau đó ngẩng cái đầu nho nhỏ xinh xinh của mình lên nhìn về phía tư giả hàn, mở miệng nói, cha, đường đường ăn gì cũng được ạ. Tư giả hàn nghe được tiếng, cha, này, thần sắc thoáng run rẩy một chút. Đứa nhỏ này, bắt đầu từ tối hôm qua, cho tới hôm nay đi chơi cả một ngày, thật ra thì cũng chưa bao giờ chính thức gọi hắn một tiếng, cha, lần này là lần đầu tiên. Phốc, đối diện, lâm khuyết chợt nghe được một tiếng gọi, cha, này, trực tiếp phun thẳng một ngụm nước chanh đang uống ra ngoài. Hình ảnh trước mắt, thật sự là bất khả tư nghị chương 976, xem xét ký với tôi không? Diệp Oản Oản nghe được tiếng, cha, này, trái tim nhỏ nhất thời bị rung động một chút. Ai nha, đường đường rốt cuộc gọi tư giả hàn là cha. Tại sao lại cảm thấy vui vẻ và yên tâm như vậy cơ chứ? Lâm Khuyết nhìn một nhà ba người ôn nhu ngọt ngào ở phía đối diện, bắt đầu hoài nghi, mình rốt cuộc là tới nơi này để làm gì? Tìm ngược sao? Cho nên, Đứa nhỏ này rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Lâm Khuyết chủ yếu là vì muốn làm rõ ràng vấn đề này nên mới tới, nhưng bây giờ lại phải kìm nén không thể hỏi, quả thực là ngược tâm tức phổi. Còn có một chuyện vô cùng trọng yếu, Cửu ca, anh làm sao lại có thể mặc loại này quần áo này đi ra đường cơ chứ? Hình tượng anh lập ra trong lòng em cũng đã muốn đổ sập rồi đấy. Diệp Oản Oản ngồi ở đối diện, không nói gì, nhìn biểu tình của Lâm Khuyết thay đổi không ngừng y như đèn kéo quân cửu ca đây thật sự là con của anh sao ánh mắt của lâm khuyết đảo đi đảo lại trên hai người một lớn một nhỏ tư giả hàn sắc mặt trong trẻo lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái có vấn đề gì sao lâm khuyết không có vấn đề sao diệp oản oản liếc hắn một cái con trai của tôi cùng a cửu mà thôi có cần thiết phải ngạc nhiên như vậy sao lâm khuyết đã bị hai người này làm cho bối rối không cần thiết sao cậu xem tạ ảnh đế người ta kìa Lãnh đạm bình tĩnh biết bao nhiêu. Đúng rồi, tạ ảnh đế, mới vừa rồi anh nói, có chuyện muốn nói cùng tôi. Diệp oản oản lười tiếp tục quan tâm đến Lâm Khuyết, lập tức cho hắn vào thùng rác, nhìn về phía tạ Chiết Chi mở miệng hỏi. Tạ Chiết Chi đặt cái ly trong tay xuống, mở miệng nói, hợp đồng của tôi cùng SG sắp hết hạn rồi. Tạ Chiết Chi ký hợp đồng với công ty kinh doanh ở nước ngoài, là một trong ba đại cự đầu của nước MSG. Ồ! diệp oản oản gật đầu một cái cho nên chuyện này có liên quan gì đến nàng sau khi hợp đồng của anh hết hạn anh định tự mình mở công ty sao hay là chuyển về một công ty khác trong nước diệp oản oản thuận miệng hỏi với năng lực của tạ chiết chi vốn đã sớm có thể đơn độc tự mình tách ra rồi bất quá hắn dường như hoàn toàn không có ý định này mở công ty ngược lại tôi không có hứng thú tôi dự định đổi sang một công ty khác ở trong nước quả nhiên tạ chiết chi mở miệng nói, nói xong, cười như không cười nhìn về phía Diệp Oản Oản, thế nào, Diệp Lão Bản có xem xét ký với tôi không? Phục TTT, chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, lúc này đến phiên Diệp Oản Oản phun trà. Nani, sao tiếng Nhật, cái gì? Đùa sao? Một đại minh tinh được ba đại công ty tầm cỡ quốc tế tranh đoạt, lại tình nguyện để cho nàng xem xét ký hợp đồng. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới có được hay không. Diệp Oản Oản sạc mãi không thôi. Đường đường lập tức lo âu hướng về Diệp Oản Oản nhìn sang, đưa khăn giấy cho nàng. Tư giả hàn vỗ vỗ sau lưng của cô nàng một cái, hướng về tạ chiết chi lườm cho vài phát. Tạ chiết chi cố chống lại ánh mắt của tư giả hàn, trực tiếp nhìn sang. Diệp Oản Oản cuối cùng mới bình tĩnh lại, tôi nói này tạ ảnh đế, anh đừng nói giỡn được không? Miếu của tôi nhỏ, không thể chứa nổi một vị đại thần như anh à nha. Nếu như tạ ảnh đế muốn ký hợp với công ty trong nước, có đủ năng lực để ký hợp đồng với hắn chỉ có Hoàng Thiên giải trí dưới cờ tập đoàn Diệp Thị, Hoàn Cầu giải trí và Nghệ Phong truyền thông. Hoàng Thiên giải trí là công ty giải trí hàng đầu trong nước, Hoàn Cầu giải trí là nhân tài mới nổi, là một trong những chi nhánh trong nước của một trong ba công ty lớn toàn cầu SK. Nếu như công ty này muốn tranh thủ mà nói, ưu thế cũng rất lớn cuối cùng chính Nghệ Phong truyền thông, mặc dù danh tiếng hơi yếu hơn một chút nhưng luôn chú trọng bồi dưỡng những nghệ sĩ trường phái thực lực. Về phần công ty kia của nàng, bất quá mới vừa khởi nghiệp, làm sao có thể đủ tầm ký hợp đồng với hắn. Tạ Chiết Chi khẽ cười một tiếng, tôi là nói nghiêm túc, Diệp Lão Bản phải suy nghĩ, xem xét thật kỹ một chút à nha. Diệp Oản Oản, nàng xem xét cái rắm cái này rõ ràng chính là đang muốn chơi đùa nàng đây. Cái tên này, không phải là đang bởi vì giận chuyện lần trước mà trả thù nàng đấy chứ chương 977, ai thầm miến ai. Lần trước tư giả hàn đột nhiên hộp máu, nàng bị tư minh lễ tìm đến gây phiền toái. Khi đó, tạ chiết chi cầm theo ngọc bội và nhẫn của tư giả hàn đến tìm nàng tại gác xếp, nói phải dẫn nàng rời đi. Sau khi khiếp sợ vì người đến lại là tạ chiết chi, Diệp Oản Oản đương nhiên không đồng ý đi cùng với hắn. Nhưng Diệp Oản Oản cũng hiểu rất rõ, nếu như nàng cố ý không đi, tạ chiết chi vì hoàn thành lời dặn dò của tư giả hàn, nhất định sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế đối với nàng. Cho nên thế nào hả? À? Dưới tình huống khi đó, nàng cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn không bình thường mà thôi. Chính là, khi đó nàng nói với Tạ Chiết Chi, nếu như hắn dám cưỡng chế đưa nàng đi, nếu như Tư Giả Hàn không chết, nàng liền sẽ nói cho Tư Giả Hàn biết. Tạ Chiết Chi thầm mến nàng, hơn nữa lại còn đã sớm chờ đợi ngày này rồi, khăng khăng muốn dẫn nàng bỏ trốn. Phản ứng lúc đó của Tạ Chiết Chi, có thể tưởng tượng được mặc dù khi đó nàng dùng biện pháp này quả thật là có hơi quá quắt một chút nhưng là do mị bị ép vào đường cùng rồi mị vô tội à nha sau đó sự thật đã chứng minh thật đúng là một biện pháp tốt quá đi mà tạ chiết chi bị hù cho sợ mà bỏ chạy ngay lập tức tóm lại diệp oản oản hoàn toàn không có phản ứng với lời nói vừa rồi của tạ chiết chi chỉ coi như là hắn cố ý đùa nàng thản nhiên tiếp tục cùng đường đường ăn cơm lơ đẹp vị ảnh đế của chúng ta sang một bên Tạ Chiết Chi đưa tay ra cầm ly nước uống ở trước mặt, kết quả không cẩn thận lại làm nghiêng ly, đổ lên người của Tư Dạ Hàn. Tạ Chiết Chi giả vờ vô tội, a, à, ngại quá. Tư Dạ Hàn ngước mắt, che giấu ý cảnh cáo nơi đáy mắt, lườm Tạ Chiết Chi một cái. Ngay sau đó đứng lên, tôi đi vào nhà vệ sinh. Tạ Chiết Chi cũng đứng lên, ai, tôi cùng cậu. Diệp Oản Oản cắn đũa, nhìn hai người cùng đi vào nhà vệ sinh, vì sao nàng lại cảm thấy Tạ Chiết Chi là đang cố ý? Cửa sổ cuối hành lang bên cạnh phòng vệ sinh. Tư Giả Hàn nhìn cậu bạn của mình, sắc mặt có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, có chuyện gì? Tạ Chiết Chi bị ghét bỏ đành than thở, tỏ vẻ không biết nói gì, lãnh đạm như vậy sao? Chẳng lẽ, không phải là cậu thực sự cho rằng tôi thầm mến tiểu nha đầu kia đấy chứ? Ánh mắt của Tư Giả Hàn nhất thời lạnh thêm vài phần. Tạ Chiết Chi, dù cho là thầm mến, vậy chắc hẳn nên là cô ấy thầm mến tôi mới phù hợp với logic, không phải sao? được rồi lời này vừa nói xong sắc mặt của người nào đó càng khó coi hơn rồi tạ chiết chi dơ hai tay lên đầu hàng được rồi được rồi tôi thừa nhận chuyện lần trước là tôi không hoàn thành nhưng mà do tôi làm việc bất lực chiếm ba phần còn do cục cương nhà cậu quá bá đạo chiếm bảy phần khi đó nếu như cậu tèo cũng còn đỡ nếu cậu không tèo nàng cứ như vậy đi bêu xấu tôi tôi còn có thể sống sao cho nên tôi cũng đành đợi đến khi xác nhận cậu đã thực sự tạch rồi mới dám đưa nàng ta rời đi mà. Tạ Chiết Chi nói như đúng rồi. Cho nên, đứa bé kia, rốt cuộc cậu lấy ở đâu ra vậy? Sẽ không phải đúng thật là do hai người sinh ra đấy chứ. Tạ Chiết Chi lập tức đổi chủ đề. Tư giả hàn mặt không đổi sắc nói, giúp người khác nuôi mấy ngày. Tạ Chiết Chi cười khẽ, nói vậy còn nghe hợp lý, thật giống như việc mà nàng ta dám làm. Tư giả hàn nghe đến đó, sắc mặt nhất thời thay đổi tạ chiết chi thần sắc bất đắc dĩ, cậu lừa gạt cái loại đần độn như lâm khuyết thì thôi không nói, nhưng cũng không thể kéo sự thông minh của tôi xuống đến cùng trình độ với hắn chứ. Thành thật mà nói, ngay từ đầu quả thật tôi thiếu chút nữa cũng bị cậu lừa, hoàn toàn không hề hoài nghi qua, mãi đến, lần đó tôi đi tư ra đón nàng ta. Phong cách hành sự này, rõ ràng hiển nhiên chính là. Những lời tiếp theo của tạ chiết chi, đều bị chôn vui trong tầng băng xương bỗng nhiên xuất hiện trong mắt của tư giả hàn, Tạ Triết Chi vội nuốt lại những lời sắp nói vào miệng, thay bằng một câu đầy ẩn ý, dĩ nhiên, đã đủ để cho tôi xác định không phải là nàng, vẫn là cậu. Hắn hiểu rất rõ Tư giả Hàn, cho nên từ khi vừa mới bắt đầu, hắn đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với Diệp Oản Oản. Chương 978, khoảng cách thẩm mỹ quá lớn. Sau khi Tạ Triết Chi nói xong, sắc mặt Tư giả Hàn không hề biến hóa chút nào, chỉ lạnh lùng mở miệng, nàng đã chết rồi thấy hắn không thừa nhận, tạ chiết chi cũng không thể làm gì khác hơn ngoài nhún vai một cái, tự hiểu, không hề nói gì thêm. Này này này, hai người các người nói gì sau lưng tôi đấy? Tạ chiết chi, tôi nhìn một cái là biết ngay anh cố tình câu cửu ca đi đó nha. Lâm khuyết nổi giận đùng đùng chạy tới, có bí mật lớn gì, tại sao phải gạt tôi? Đứa bé kia rốt cuộc là thế nào? Tạ chiết chi liếc lâm khuyết một cái, lão oản oản giúp người khác nuôi mấy ngày mà thôi, cửu ca của cậu đang đóng vai, cha hờ, tạm thời. Lâm Khuyết bày ra biểu tình thế giới quan bị lật đổ, đệt, thế này cũng hơi quá trớn rồi, cửu ca thành thế này đều do nàng. Tạ Chiết Chi cười khẽ, cậu nói xem, là cửu ca yêu, hay là cậu yêu? Đương nhiên không phải là tôi rồi, có điều, khoảng cách thẩm mỹ của cửu ca cũng hơi quá lớn rồi. Lâm Khuyết lầu bầu, ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi, sau cùng mở lời, tháng trước. Quái vật, tại xích diễm học viện, sau khi tiến hành đánh giá cấp bậc võ đạo, đã bị người khác thay thế. Nghe được lời này của Lâm Khuyết, tư giả hàn bỗng trở nên trầm ngâm. Tạ chiết chi bình thản nói, Giang Sơn đời nào chả có nhân tài xuất hiện, huống chi là loại địa phương như thế. Kỷ lục, sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị người ta phá vỡ mà thôi. Thần sắc Lâm Khuyết vẫn còn có chút tức giận không thôi, bất quá cũng không có cách nào phản bác lại lời nói của tạ chiết chi, thần sắc hơi trầm xuống nói, lão hội trưởng đến bây giờ vẫn còn chưa có tin tức, gần đây tình hình của chư thần hoàng hôn cũng càng ngày càng tệ hại. Lúc này, cuối hành lang bỗng có một loạt tiếng bước chân truyền tới, Diệp Oản Oản nghẹn ngào không biết nói gì nhìn ba người đứng thành một hàng nơi cuối hành lang, ta nói tại sao đàn ông các người đều có sở thích cùng nhau đi cầu tập thể vậy chứ hả? Không cần nghĩ cũng biết, hai người này nhất định là đang hỏi về chuyện của đường đường. Bất quá, Diệp Oản Oản nói xong, nơi đáy mắt lại lóe lên một vẻ hoài nghi nàng mới vừa rồi hình như nghe được cái gì giống như là chư thần hoàng hôn các người đang nói gì thế cái gì mà chư thần tư giả hàn che giấu vẻ hàn quang nơi đáy mắt cất bước đi về phía cô nàng đang nói về công ty của em lâm khuyết bị hàn quang kia liếc qua sợ đến mức co rụt cổ lại à công ty của em thế nào diệp oản oản mơ hồ tạ chiết chi không nhanh không chậm mở miệng nói khoảng thời gian này có lẽ sẽ có người tìm đến làm phiền cô, đoàn phim bên kia tốt nhất là nên an bài nhiều nhân thủ một chút. Nghe tạ chiết chi dặn dò, nét mặt Diệp Oản Oản trở nên tập trung hơn, ngay sau đó mở miệng, đa tả đã nhắc nhở, tôi biết rồi. Gần đây nàng phất lên nhanh như vậy trong làng giải trí, nhất định sẽ có đối thủ cạnh tranh căm ghét, điều này nàng cũng đã tính đến rồi. Chẳng qua là nàng không ngờ tới, tạ chiết chi lại đột nhiên muốn lấy lòng nàng như vậy ắt hẳn là muốn cấp thể diện cho tư giả hàn đúng rồi diệp lão bản nhớ cân nhắc ký hợp đồng với tôi nhé tạ chiết chi khẽ mỉm cười diệp oản oản ha ha đây căn bản cũng không phải là vấn đề nàng chưa cân nhắc qua tạ chiết chi công ty nào mà chẳng muốn có nàng đương nhiên cũng muốn vấn đề là công ty nhỏ của nàng vốn không thể nhét lọt hắn được thấy sự chú ý của diệp oản oản bị rời đi thân sắc tư giả hàn mới bình ổn trở lại chẳng qua là sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Hồng hoa tiểu lâu, sau khi ăn cơm tối trở về, Diệp Oản Oản dỗ đường đường đi ngủ, sau đó trò chuyện cùng Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản, mục tiên sinh lúc nào sẽ đến Hoa Quốc? Tư Dạ Hàn, ngày mốt. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, ồ, vậy em còn cần phải chuẩn bị thêm gì không? Tư Dạ Hàn, không cần. Lại nữa rồi, có hỏi cũng như không. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn vậy. Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn một cái, ngay sau đó hơi nhíu mày, a, à, anh làm sao vậy? Sao em lại có cảm giác tâm tình của anh tối nay có chút không đúng? Tâm tình không tốt sao? Đại khái cũng chỉ có Diệp Oản Oản, mới có thể từ trên gương mặt không cảm xúc này của Tư Dạ Hàn, nhìn ra tâm tình của hắn không tốt. chương 979, anh rất khỏe. Tư Dạ Hàn nghe vậy, không hề mở miệng, mà lại cúi người, hôn nhẹ lên trán của thiếu nữ, Diệp Oản Oản sờ chán một cái, bất mãn lầu bầu, thật là qua loa lấy lệ. Đáy mắt tư giả hàn thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, một lần nữa hôn lên khóe môi của cô gái. Ôm lấy thân thể mềm mại của cô gái, âm thanh như thở dài của tư giả hàn vang lên bên tai cô, anh rất khỏe. Đêm khuya, trong một căn nhà riêng nào đó ở đế đô. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, nhìn con gái mình ở trước mặt, mục tiên sinh ngày mốt sẽ đến, nhược hy, con chuẩn bị thế nào rồi? Tần Nhược Hy vẻ mặt đầy tự tin, cha yên tâm, đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Tần Phong nhìn con gái mặc một thân quần áo luyện công màu đen ở trước mặt mình, hài lòng gật đầu, ừ, mục tiên sinh say mê võ đạo của Hoa Quốc, mà thân thủ con lại giỏi như vậy, ấn tượng của mục tiên sinh đối với con luôn không tệ. Tần Phong nói xong, lại tiếp lời, lần này vừa vặn đúng dịp đại hội giao lưu võ đạo toàn cầu được tổ chức tại Hoa Quốc, đến lúc đó mục tiên sinh nhất định sẽ đi xem thi đấu, còn đến lúc đó chuẩn bị vài cao thủ đi qua tần nhược hy vâng thưa cha nữ nhân kia gần đây có động tình gì không tần phong hỏi nghe nói đang đóng phim tần nhược hy trả lời hừ tần phong khinh thường hừ lạnh một tiếng loại nữ nhân kia không có khả năng lọt vào mắt mục tiên sinh lão phu nhân đã lớn tuổi cũng càng ngày càng hồ đồ cứ dung túng cho gia chủ tùy ý nghịch ngợm sáng ngày hôm sau quang diệu truyền thông các nhân viên đang túm năm tụm ba lại nói chuyện phiếm và trao đổi tin bát quái. Phó Tổng Giám Đốc Diệp thật là lợi hại nha, công ty mới vừa mở không bao lâu, cũng đã có chút danh tiếng trong ngành. Ngay cả Hoàng Thiên cũng không làm gì được hắn, trước đó còn bày đặt nói muốn kiện hắn, kết quả thì sao, lòi ra lại là vừa ăn cướp vừa la làng. Hay nhất chính là, Hoàng Thiên làm một trận ẩm ý như vậy, lại không công quảng cáo cho đối thủ. Bộ phim mới của Phó Tổng Giám Đốc Diệp cuối cùng được tuyên truyền miễn phí. Nếu như Phó Tổng Giám Đốc Diệp vẫn còn ở Quang Diệu thì thật tốt, chỉ tiếc. Lúc này, nơi cửa, Thái Dũng Thắng cùng trợ lý riêng nhanh chân xải bước đi vào. Hai người đương nhiên cũng nghe được những lời xì xào kia. Trợ lý nhất thời ra vẻ nghiêm nghị trách mắng, mấy người các ngươi. Không lo làm việc, tất cả đều trò chuyện vớ vẩn cái gì. Muốn bị trừ lương đúng hay không? ánh mắt của Thái Dũng Thắng đầy âm lãnh liếc qua mấy người kia. Các nhân viên vừa bát quái nhất thời cúi đầu, không dám nói nữa. Bên trong khu làm việc là một mảnh tĩnh lặng. Sắc mặt Thái Dũng Thắng đen sạm lại, đi vào trong phòng làm việc. Mấy tên vừa rồi đàm luận về Diệp Bạch, tất cả đều sa thải cho tôi. Thái Dũng Thắng giận dữ gào lên. Trợ lý riêng nghe vậy, thần sắc khó coi, chuyện này. Thái Tổng, gần đây mới có một số nhân viên từ chức, nhân sự công ty vốn đã thiếu hụt, nếu vào lúc này lại sa thải bọn họ, e là. Trước đó Thái Dũng Thắng chèn ép Diệp Bạch rời khỏi công ty, dẫn đến nòng cốt của quang diệu truyền thông như Lạc Thần, Cung Húc, còn có Felix toàn bộ đều theo hắn rời đi, cuối cùng thậm chí ngay cả Hàn Thiên Vũ của Tổng Công ty cũng bỏ nhảy. Bởi vì sự tình huyên náo quá lớn, khi đó trừ chủ tịch lấy lý do thiếu năng lực làm việc bãi chức của Thái Dũng Thắng. Nhưng chỉ một tháng sau, Thái Dũng Thắng lại lần nữa quay lại quang diệu truyền thông, còn trực tiếp đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc, gọi là lấy công chuộc tội, để cho hắn một cơ hội trấn hưng lại quang diệu truyền thông. Thái Dũng Thắng dùng sức vỗ bàn, đáng chết, nếu không phải bởi vì Diệp Bạch, quang diệu làm sao lại sẽ biến thành bộ dáng như bây giờ. Rõ ràng là một khối thịt lớn béo bở, nhưng bây giờ chỉ còn lại thịt vụn, vậy mà hắn bị buộc phải miễn cưỡng nuốt cục tức này xuống. Càng làm cho hắn oán giận chính là, sau khi Diệp Bạch rời khỏi quang diệu, lại ăn sung mặc sướng, đây há chẳng phải là đang đá vào mông của hắn hay sao? chương 980, xem người còn cuồng thế nào? Trợ lý riêng thấy vậy, trong mắt gian xảo đảo một vòng, ghé vào tai Thái Dũng Thắng mở miệng nói, Thái Tổng, thật ra thì để đối phó với Diệp Bạch căn bản cũng không phiền toái như vậy. Bây giờ lăn lộn trong giới giải trí, ai mà lại không có bảo kê chống lưng? Diệp Bạch tại đế đô không quyền không thế, Đối với bảo kê lại càng không thể nào có quan hệ gì. Đoàn phim bên kia cùng lắm cũng chỉ có vài tên bảo vệ, chỉ bằng ngày đi tìm Trương lão tam giúp một chuyến, tùy tiện quấy rối đoàn làm phim của bọn họ một chút. Bộ phim này của bọn họ đừng mơ tới việc an ổn hoàn thành. Thái Dũng thắng nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên một cái. Không tệ, hắn làm sao lại không nghĩ tới. Hơn nữa đến lúc đó coi như là điều ra, cũng không tra ra được là người do hắn phái tới. Chẳng qua là, Trương lão tam đâu có dễ mời như vậy." Thái Dũng thắng cao mày. Trợ lý riêng nhắc nhở, "Thái tổng ngài quên à, Trương lão tam kia có xích mích với cung húc, hiện tại cung húc lại chẳng thèm hòa giải đã rời khỏi hoàn cầu, ngài chỉ cần tùy tiện khích thêm mấy câu bên tai Trương lão tam, với tính tình của Trương lão tam, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu." Nghĩ tới đây, tâm tình Thái Dũng thắng nhất thời khá hơn nhiều, cậu nói không sai, "Đi, tối nay giúp tôi hẹn với Trương lão tam." Vâng, Thái Tổng, tôi đi ngay đây. Buổi tối, khách sạn 6 sao cao cấp ở Đế Đô. Một tên nam nhân cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo ba lỗ màu đen, thần sắc không kiên nhẫn mở miệng, thế nào? Tìm tôi có việc gì? Thái Dũng Thắng một bên vừa để cho một nữ nghệ sĩ rót rượu cho hắn, vừa lấy thái độ ân cần mà mở miệng, trương ca, quả thật có chút việc cần tìm anh hỗ trợ. Gặp phải một vấn đề đau đầu, có mấy tên không hiểu quy củ, muốn làm phiền anh, dạy cho bọn chúng một bài học. Trương Lão Tam cười lạnh một tiếng, tổng giám đốc Thái, ngài đây là muốn tôi làm côn đồ hay sao? Thái Dũng Thắng vội vàng mở miệng nói, Trương ca, ngài nói gì vậy? Ngài là người nào? Người trong nghề tại Đế đô, ai mà không biết ngài đây? Hoàn cầu còn không phải đều dựa vào ngài tỏa chấn hay sao? Trương Lão Tam vốn là huấn luyện viên đội tán thủ của tỉnh, sau khi giải nghệ, từng lăn lộn giam hồ một đoạn thời gian, kiếm được chút tiền liền tẩy trắng mở một công ty vệ sĩ nhân viên bảo vệ của Hoàn Cầu, tất cả đều được thuê từ công ty của hắn. Nghe nói như vậy, thần sắc trương lão tam mới hòa hoãn lại mấy phần. Thái Dũng Thắng tiếp tục mở miệng nói, huống chi, trương ca, cung húc tiểu tử thúi kia, trước đây tại nơi đông người như thế làm ngài mất mặt, chẳng lẽ ngài cũng không hề so đo chút nào sao? Có phần cũng quá tiện nghi cho tiểu tử kia rồi. Trương lão tam nghe vậy, ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Trước đây hắn coi trọng một nữ nghệ sĩ, muốn cưỡng ép thu vào tay, kết quả bị tên tiểu tử cung húc kia phá hư, còn làm nhục hắn trước mặt mọi người. Chẳng qua lúc đó bởi vì cung húc là nghệ sĩ của Hoàn Cầu, có chữ hồng quang từ bên trong hòa giải, cộng thêm e ngại cung húc được thế lực của gia đình hắn bảo bọc, nên hắn đành phải miễn cường nuốt cục tức này xuống. Thấy thần sắc trương lão tam có dấu hiệu giãn ra, Thái Dũng Thắng lập tức nháy mắt cho trợ lý riêng. Trợ lý lập tức cầm một chiếc vali đi qua, bên trong toàn bộ đều là tiền mặt đầy áp, trương lão tam thờ ơ liếc qua số tiền vali coi như là tôi cấp thể diện cho trừ tổng thái dũng thắng vội vàng rót rượu cho hắn trương ca đa tạ đa tạ nhưng mà trương ca tên tiểu tử diệp bạch kia vô cùng âm hiểm xảo trá ngài nhất định phải cẩn thận một chút đừng để hắn thoát thái dũng thắng nhắc nhở trương lão tam đem rượu trắng trong ly uống một hơi cạn sạch yên tâm lần này tôi sẽ tự mình đi thái dũng thắng nhất thời vui mừng quá đổi trương ca ngài tự mình đi xử lý, đương nhiên là sẽ không phát sinh bất cứ vấn đề gì. Ha ha, thật may là nhờ có cung húc, nếu không trương lão tam cũng sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Hừ, Diệp Bạch, ta xem ngươi còn cuồng thế nào. Audio điện tử võ tấn bền chương 981, có quen mấy vị cao thủ. Buổi tối hôm đó, đoàn làm phim sinh tử một đường có một buổi quay đêm đoàn người đang khẩn trương quay phim, nơi lối vào có bảo vệ canh giữ, bỗng xuất hiện một số tiếng huyên náo. Diệp mộ phàm hỏi một nhân viên ở bên cạnh, chuyện gì xảy ra? Người nhân viên thần sắc cũng có vẻ mơ hồ, trả lời, hình như là có fan xông vào trường quay, bị bảo vệ ngăn cản liền bắt đầu chửi bới, nên mới sinh ra cãi vã. Diệp mộ phàm bước nhanh về phía tiếng ồn ào truyền tới, kết quả, thấy được một vài gương mặt thân quen sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời trầm xuống, những người này không phải là fan. Dường như hắn vừa thấy được người của Trương Lão Tam. Những người này, rõ ràng là cố ý đến gây sự. Loại chuyện này trong ngành thường xuyên gặp như cơm bữa, việc đối thủ cạnh tranh mời người tới quấy rối, chửi bới, gây chuyện làm loạn, cũng không phải là hiếm gặp. Trường quay được thuê theo ngày, trễ một ngày, tổn thất không chỉ là tiền thuê phim trường. Nếu dây dưa làm lỡ việc quay phim, bỏ lỡ khoảng thời gian công chiếu tốt nhất như vậy tổn thất không chỉ là con số nhỏ công ty lớn không ai dám đắc tội nhưng những công ty mới như bọn họ khó tránh khỏi sẽ gặp phải tình huống như thế này diệp mộ phàm cất bước đi qua trương ca hôm nay làm sao lại có thời gian rảnh rỗi tới thăm loại địa phương nhỏ bé như công ty của tôi vậy nếu có hiểu lầm gì chỉ bằng chúng ta tìm một quán nào đó ngồi cùng nhau lai dai vài lon rồi từ từ giải quyết nếu như có thể Dùng tiền giải quyết, dĩ nhiên là biện pháp tốt nhất. Trương lão Tam lại chỉ cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, không có gì để nói. Tụi bay, đập cho tao." Ngươi, sắc mặt Diệp Mộ Phàm đột nhiên biến đổi. Trương lão Tam nói xong liền đặt mông ngồi xuống ghế salon, gọi thằng quát con cung húc ra đây gặp tao. Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm hắn ta, đồng thời nói với trợ lý đông tử của cung húc ở bên cạnh, "Đi, trông chừng cung húc, đừng để cho cậu ấy ra đây." Lỡ chẳng may vai chính bị thương, bộ phim này càng không có cách nào tiếp tục quay. Diệp Mộ Phàm còn đang muốn thương lượng với Trương lão Tam, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, là Diệp Oản Oản gọi tới. "Alo, Oản Oản?" Diệp Mộ Phàm đi sang một bên nghe máy. "Alo, ca ca, hôm nay em..." Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, ở đầu dây của Diệp Mộ Phàm đột nhiên vang lên những tiếng động ầm ầm, vì vậy vội vàng hỏi thăm, "Bên anh có chuyện gì vậy? Tại sao lại ồn như thế?" không có gì, Diệp Mộ Phàm nhìn thấy máy móc thiết bị bị lũ côn đồ kia đập phá, vội vàng đi ra xa một chút, đánh chống lảng, em vừa muốn nói gì với anh. Có phải là có người đến gây phiền toái hay không? Diệp Oản Oản trầm giọng hỏi. Ngày hôm qua nàng còn đang nghĩ đến chuyện này, ai ngờ hôm nay thực sự có người ngay lập tức đến làm loạn. Ca, anh đừng vội, bảo tất cả nghệ sĩ đều rời đi, nhất là cung húc. Cậu ta tính tình nóng nảy, anh cố gắng kiềm chế, đừng để cậu ấy xúc động, em sẽ tìm người tới trợ giúp nhanh thôi. Diệp hoàn hoàn vội vã mở miệng. Tìm người, em muốn tìm ai? Diệp ngộ phàm cao mày. Em tình cờ có quen được mấy vị cao thủ, anh cố gắng ổn định tình hình trước, em sẽ bảo bọn họ qua ngay. Diệp ngộ phàm cao thủ, hoàn hoàn, em không biết đâu. Nhóm người trương lão tam phần lớn là thành viên đội tuyển tán thủ cấp tỉnh đã giải nghệ, người bình thường căn bản không dễ dàng đánh lại bọn họ huống chi bọn trương lão tam còn có nhiều năm làm bảo kê trong ngành giải trí. Anh à, em tự có chừng mực, tóm lại anh cứ ổn định mọi người trước đã, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Oản Oản sau khi dặn dò cùng Diệp Mộ Phàm, ngay lập tức cúp điện thoại. Hồng Hoa Tiểu Lâu, Diệp Oản Oản nói chuyện điện thoại xong, liền gọi nhóm 5 người tất cả đều tập hợp. Diệp Oản Oản, có chuyện này cần các người đi xử lý một chút. 5 người thần sắc nghiêm túc, ông chủ, có chuyện gì, xin cứ phân phó. Bên đoàn phim có người đến gây rối, cần phải có người sang chân áp. Diệp Oản Oản mở miệng. Nàng còn đang suy nghĩ xem, phái ai đi mới tốt. chương 982, tuân lệnh chủ nhân. Hải địch nhất thời sắn tay áo lên, cả giận nói, người nào lá gan lớn như vậy, thậm chí dám quấy rối cả chủ nhân. Bất quá, bây giờ chủ nhân muốn che giấu thân phận, cũng khó trách. Để tôi suy nghĩ một chút nên phái ai đi. Diệp Oản Oản lẩm bẩm, ánh mắt đảo trên người năm người. Chủ nhân, tôi tôi tôi, để tôi tới đi, ngài muốn giết chết ai, chỉ cần một câu nói của ngài. Diệp Oản Oản nghe vậy, khóe miệng co rút lại, chẳng qua chỉ là đi chấn áp một trận, tỏa chấn cho đoàn làm phim một chút mà thôi, không cần các ngươi giết người, hiểu không? Mới vừa rồi, nghe giọng nói của Diệp Mộ Phàm trong điện thoại, sự tình hẳn là rất nghiêm trọng. Người bên kia đều là cựu thành viên đội tuyển tỉnh môn tán thủ, thân thủ không yếu, muốn chân áp, vẫn nên tìm một người đáng tin cậy một chút thì hơn. Người có thân thủ tốt nhất trong năm người chính là Kiều Kiều, hay là chọn Kiều Kiều. Vì vậy, Diệp Oản Oản sau khi cân nhắc thật kỹ mới mở miệng nói, Kiều Kiều, em đi một chuyến đi. Kiều Kiều lập tức sách váy lên, vui vẻ bái tạ một cái, mở miệng nói líu lo, tuân lệnh chủ nhân. Diệp Oản Oản nói xong cũng có chút hối hận, lại nói, Kiều Kiều có phải là quá hưng phấn rồi hay không? mà thôi cứ vậy đi hưng phấn một chút cũng được chấn áp được là được trường quay đập đập nhiệt tình vào cho tao nơi phim trường không ngừng truyền tới âm thanh huyên náo cùng tiếng hét chói tai hỗn loạn của đám người lạc thần mặt đầy vẻ nôn nóng mới vừa rồi là điện thoại của diệp ca sao diệp ca nói thế nào diệp mộ phàm trầm ngâm nói cậu ấy nói sẽ kêu người qua giúp một bên đông tử mở miệng diệp ca đi gọi trợ thủ nhưng bọn họ nhiều người như vậy huống chi lần này trương uy còn đích thân tới trừ phi là lương hâm đông cũng qua đây may ra hắn ta còn nể mặt vài phần diệp mộ phàm cũng không mấy hy vọng vào diệp oản oản nàng là một cô gái làm sao có thể sẽ biết được mấy loại chuyện giang hồ giang nắng này cơ chứ chờ tôi đi gọi điện thoại diệp mộ phàm hít sâu một hơi mở miệng những người trong nghề này ban đầu hắn đều có chút hít giao tình Chẳng qua là sau khi cha hắn xa cơ, toàn bộ cũng đều mất liên lạc. Vô luận như thế nào, cứ thử một chút xem sao. Mắt thấy đám người trương lão tam càng ngày càng quá đáng, Diệp mộ phàm cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức gọi điện thoại. Đầu kia của điện thoại di động vang lên rất lâu, rốt cục cũng có người bắt máy. Alo, Lương ca. Alo, cậu là ai thế? Em là Diệp mộ phàm, có chuyện này, muốn nhờ cậy anh hỗ trợ em bên này có chút đụng chạm với Trương Uy, không biết có thể làm phiền anh làm người trung gian, hòa giải một chút được hay không. Nam nhân ở đầu dây bên kia có vẻ đột nhiên nhớ ra, ô, tôi tưởng là ai, hóa ra là Diệp Thiếu ra à. Thích, không phải là tôi không giúp cậu, chẳng qua là gần đây tôi phải chuẩn bị cho một giải đấu võ thuật lớn, cần phải bế quan gấp rút huấn luyện đệ tử. Mấy việc vớ vẩn này, thật sự là không có cách nào lưu tâm đến, quả thực vô cùng xin lỗi. Đầu bên kia điện thoại sau khi nói xong, cũng không đợi Diệp Mộ Phàm trả lời, liền trực tiếp cúp máy, tỏ vẻ cực kỳ kỳ thị và xa lánh. Đối phương rõ ràng cho thấy, không muốn vì loại chuyện nhỏ này mà tạo thành mâu thuẫn với Trương Lão Tam. Ai cũng biết Diệp Mộ Phàm bây giờ đã không còn là Diệp Đại Thiếu Gia, mặt mũi của hắn đã không còn đủ để kêu gọi bất kỳ ai nữa rồi. Diệp Mộ Phàm cắn răng, hiện tại không còn cách nào, cũng chỉ có thể đợi người của Oản Oản đến oản oản đã sớm đổi tính sẽ không hành sự lỗ mãng như trước giọng nàng ở trong điện thoại nói có vẻ chắc ăn như vậy nói không chừng thật sự có thể tìm được người hỗ trợ diệp mộ phàm còn đang lo âu lúc này từ sau lưng cung húc giận dữ lao vọt ra đậu mẹ họ trương kia mày không phải là muốn đến tìm tao hay sao con miệng nó ai làm nấy chịu mày muốn tìm phiền toái thì trực tiếp tới tìm tao đây này chương 983, chờ lão đại tao tới, mày nhất định phải chết. Đáy mắt trương uy lóe lên một tia âm vụ lạnh lẽo, a à, cung thiếu ra, đừng nóng, tao dĩ nhiên là sẽ không quên phần mày đâu. Trước đây, tiểu tử thúi này làm nhục hắn, ngày hôm nay hắn nhất định phải đòi lại công bằng. Diệp mộ phàm nhất thời nổi giận, cung húc, ai cho cậu đi ra ngoài. Cung húc cởi áo khoác trên người ném sang một bên, đệt. Lũ chó đó đã đến tận cửa đập thẳng vào mặt chúng ta, tôi làm sao lại có thể có đầu rút cổ trốn ở bên trong. Không phải chỉ là đánh nhau thôi sao, đánh thì đánh, ai sợ ai. Diệp mộ phàm quả thật là muốn sứt đầu bể chán, tính tình của tên này sao lại giống như pháo hoa vậy cơ chứ, cứ đụng vào là nổ đùng đùng. Diệp mộ phàm cắn răng, Diệp ca bảo cậu tốt nhất đợi ở bên trong, không cho phép ra ngoài. Cung húc nhìn một mảnh hỗn độn ở phim trường, sắc mặt âm vụ, lần này anh có chuyển lời của Diệp ca cũng vô ích hắn không thể bởi vì việc của riêng mình mà làm liên lụy đến toàn bộ đoàn làm phim. Cung Húc nói xong liền muốn lao ra ngoài, tự mình giải quyết xung đột. Lúc này, Lạc Thần ở bên cạnh mở miệng nói tỉnh queo, Diệp ca đây là thương tiếc cậu, sợ cậu bị thương. Câu, Diệp ca thương tiếc cậu, này, trong nháy mắt đã khiến cho Cung Húc dừng bước lại. Lạc Thần thừa cơ hội này đem hắn ta kéo ngược trở lại, tiếp tục mở miệng nói, huống chi cậu còn là vai chính, nếu cậu bị thương, ảnh hưởng đối với cả đoàn làm phim sẽ còn nghiêm trọng hơn. Đạo cụ dụng cụ đều chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là cậu, biết chưa? Diệp mộ phàm ở bên cạnh, quả thật là nghe được mà lệ rơi đầy mặt. Nhìn đi nhìn lại, vẫn luôn là lạc thần đáng yêu hiểu chuyện biết bao nhiêu. Tinh khí hăng thiết vịt này của cung húc, không thể sửa đổi một chút nào sao? Ở đối diện, Trương Uy thấy cung húc dừng bước không tiến lên, nhất thời trên mặt đầy vẻ diễu cợt, thời điểm trước đây mày cướp đi nữ nhi của tao không phải là lớn lối lắm hay sao thế nào giờ lại biến thành con rùa đen rúc đầu rồi mày mới là con rùa đen rúc đầu cung hút sống giận diệp mộ phàm rất sợ cung hút lại không kiềm chế được vội vàng kéo hắn lại cung hút nhịn một chút diệp bạch đang dẫn người chạy tới cung hút hít sâu một hơi họ trương mày chờ đó cho tao trương uy nhất thời cười to Yo ngu vãi nồi còn tự coi mình là cung gia nhị thiếu gia cơ đấy. Tao nói cho mày biết, tao là cung bọ cạp, một khi mày đã chạm tới lòng tự ái của tao, cho dù là ông già mày hôm nay tới đây, cũng không cứu được mày. Cung hút tức giận nhảy cỡn lên mắng chửi, ông già tao thì nhầm nhò gì. Tao còn miệng nó nói cho mày biết, hậu trường hiện tại của tao so với ông già nhà tao còn trâu bò hơn. Mày chờ đó, lão đại tao dẫn người tới, mày nhất định phải chết. Lúc đó tao sỏ mày lên làm bỏ cạp trên bơ. Diệp Mộ Phàm. Cái tên này, ông già hắn nếu như nghe được lời này, sợ là sẽ tức muốn chết. Trương Uy cười to không ngớt, ha 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 ha, ui dào, tao thật sợ mày đó nha. Đám côn đồ bên cạnh cũng cười đầy âm dương xú khí chế diếu, cung nhị thiếu gia, lão đại của cậu là ai? Chẳng lẽ lại là cái tên tiểu bạch kiểm gọi là Diệp Bạch đấy chứ? Ha 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 ha, quá khôi hài. Trương Uy đặt mông ngồi xuống ghế dựa mềm, được á, tao chờ, tao ngược lại muốn nhìn một chút xem, vị lão đại châu bò mà mày nói, có thể dẫn người nào tới để đối phó với tao. Biểu tình của Trương Uy hoàn toàn yên tâm, như có chỗ dựa vững chắc. Vào lúc này, Cách đó không xa bỗng chuyển tới tiếng kinh hô đầy hưng phấn của mấy người nhân viên, đến rồi, đến rồi. Diệp ca đến rồi, quá tốt rồi, chỉ cần là Diệp ca tới rồi, khẳng định sẽ không có việc gì. Nương theo thanh âm huyên náo của đám người, một chiếc xe màu trắng ở ven đường chậm chậm đi tới. Tất cả các nhân viên của đoàn làm phim đều kích động hướng về phía chiếc xe nhìn sang. Nhất là Lạc Thần, Cung Húc, Đông Tử, những người luôn một mực đi theo Diệp Bạch từ trước tới giờ. Diệp Bạch đối với bọn họ mà nói, cơ hồ không gì là không thể. Không có sự tình nào mà anh ta không thể giải quyết được cả. Cho nên, vừa nhìn thấy xe của Diệp Bạch xuất hiện, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Uy thấy vậy, Hai con người hít lại, trước kia Diệp Bạch làm cho quang diệu, cho nên hắn cũng coi như biết chút chút, nghe nói hắn ta quả thật là có mấy phần tà tính. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể mời được người lợi hại đến trợ giúp? Chương 984, đồ sát Tân Thủ thôn. Hồng Hoa tiểu lâu. Diệp Oản Oản sau khi phái Kiều Kiều đi, liền chuẩn bị quay trở lại lên lầu ngủ cùng với Đường Đường. Chẳng qua là, vẫn còn có chút lo lắng. Để Kiều Kiều đi một mình, có thể có vấn đề gì hay không? Diệp Oản Oản trầm ngâm. Bên cạnh, gã béo gật đầu liên tục có vấn đề. Cái gì? Diệp Oản Oản liền vội vàng hỏi. Đầu bếp béo ho nhẹ một tiếng, hít, có thể sẽ. Xảy ra án mạng. Xảy ra án mạng, Diệp Oản Oản nhất thời cao mày, không nhịn được lại nghĩ, dù cho kiều kiều lợi hại hơn nữa, nhưng dù sao bên đối phương người đông thế mạnh. Tống Cường nhắc nhở, chủ nhân, Kiều Kiều mỗi khi đánh nhau rất dễ mất khống chế, không thể thu tay lại được. Hải địch thử hỏi dò, đúng rồi chủ nhân, mấy người đối phương có lai like lịch gì? Nghe nói cầm đầu là huấn luyện viên tán thủ, những thứ khác đều là thành viên đội tuyển đã giải nghệ. Diệp Oản Oản trả lời. Bốn người nghe vậy, toàn bộ đều nghẹn ngào. Đây hoàn toàn là, mắc cấp, phun trang bị, lại đi đồ sát tân thủ thôn. Cùng lúc đó, nơi phim trường, mọi người không nhìn thấy Diệp Bạch, lại chỉ thấy có một cô bé từ trên xe đi xuống. Chỉ thấy trên người cô bé mặc một chiếc váy màu trắng như người hầu gái, cột hai bím tóc đuôi ngựa rất đáng yêu, rõ ràng là một tiểu loli đang cười tươi giói. Mọi người đợi nửa ngày, nghĩ rằng trong xe vẫn còn có người, kết quả chỉ có mỗi mình tiểu loli, không còn ai khác xuống xe. Đám người trương uy dùng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía tiểu loli kia, đang dở trò quỷ gì. Làm sao người tới lại chính là một tiểu cô nương đoán chừng là tới để chuyển lời, cao thủ còn đang ở phía sau đi. Nhìn thấy có người tới, Diệp Mộ Phàm vội vàng truy hỏi, em là ai? Diệp Bạch đâu? Là Diệp Bạch ca ca bảo tôi tới. Kiều Kiều trả lời. Diệp Mộ Phàm hạ thấp giọng hỏi, vậy cậu ấy mời. Mời người nào giúp vậy? Kiều Kiều nháy mắt một cái, anh nói là người tới tỏa chân sao? Diệp Mộ Phàm gật đầu liên tục, đúng vậy. Cung Húc đẩy Diệp Mộ Phàm ra, vội vội vàng vàng truy hỏi làm sao lại chỉ có một mình em nhân mã của lão đại nhà tôi đâu làm sao lại không thấy em có phải là người tới chuyển lời hay không ồ anh không phải là đã chết rồi hay sao nhìn thấy khuôn mặt của cung húc kiều kiều lộ ra vẻ đầy ngạc nhiên cung húc cái gì kiều kiều nghiêng đầu anh không phải là đã cùng thẩm đại tiểu thư cùng nhau chết vì tình rồi sao cung húc rốt cuộc đã hiểu ra nàng đang nói về cái gì nhất thời có chút thổn thức tiểu muội muội à. Đó là phim mà thôi, là phim, không phải là thật, em bao nhiêu tuổi rồi, ngay cả tivi và đời thực cũng không phân biệt được hay sao. Thật ra hắn cũng cảm thấy rất vui mừng, lần đầu tiên có người xem phim của hắn lại lộ ra vẻ mê mẩn đến như vậy. Thôi, nói chính sự, em rốt cuộc là ai vậy, người mà Diệp ca của anh mời tới giúp đâu rồi, cung húc vội vàng hỏi. Kiều Kiều trợn tròn mắt, cười tươi giói mà mở miệng, nếu như các anh muốn nói đến người tỏa chấn, vậy chính là tôi đó, không còn ai khác nữa đâu. Cung húc, diệp mộ phàm, lạc thần, phim trường bỗng yên lặng đầy quỷ dị một giây đồng hồ. Em, người tỏa chấn, em đang chọc anh phải không? Cung húc lòng tràn đầy chờ mong, đợi diệp ca của hắn chân cưới cân đầu vân, dẫn theo thiên quân vạn mã tới cứu hắn, đùng một phát rơi vào hầm băng lạnh giá, con tim tan vỡ. Diệp mộ phàm đưa tay lên chán, tiểu muội muội à, em đừng nói dỡn nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Oản oản rốt cuộc gặp chuyện gì, làm sao lại có thể phái một tiểu cô nương thoạt nhìn còn chưa tới tuổi vị thành niên, đi tới loại địa phương nguy hiểm này. Đám người trương uy nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cả đám đều cười rộ lên. Ha 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 ha, mới vừa rồi tiểu nha đầu kia nói cái gì? Con nhóc là người tới để tỏa chấn sao? Ha ha ha, cười chết ta rồi mời một người hầu gái trong nhà tới tọa chấn, thật là làm người ta mở rộng tầm mắt. chương 985, ông có bản lãnh thì đánh chết hắn đi. Một gã đàn ông tay đầy hình xăm cười lớn trêu chọc, này, tiểu nha đầu, ta nói ngươi mặc thành cái bộ dáng này, sẽ không phải là hầu gái trong nhà của Diệp Bạch đấy chứ. Kiều kiều vẻ mặt đầy kiêu ngạo gật đầu, đúng vậy. Ha 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 ha, miệng nó, hóa ra đúng là thật đám người trương uy nhất thời càng cười rộ lên mãi không dứt. Đừng nói là đám người trương uy, ngay cả diệp mộ phàm bọn họ đều mộng bức rồi. Chuyện này, cô bé này lại là hầu gái của nhà diệp bạch. Diệp ca làm sao lại có thể phái em tới trợ giúp. Cung hút quả thật là hận không thể kéo cổ áo của con bé lắc lắc lắc. Thần sắc tiểu lô ly càng thêm kiêu ngạo, dĩ nhiên là bởi vì tôi lợi hại nhất, nên chủ nhân mới chọn tôi. Cung hút, diệp mộ phàm nhức đầu không thôi, xoa xoa mi tâm vừa nãy hắn liền lập tức gọi điện cho diệp oản oản kết quả bên kia không gọi được cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là oản oản tìm người giúp trên đường tới đây đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn vậy tiểu nha đầu này là như thế nào xuất hiện diệp mộ phàm cũng không kịp suy nghĩ thêm nữa chỉ có thể cố gắng xoa dịu tình thế trương ca nói nhanh cho nó vuông đi rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào mới chịu buông tha trương uy cười lạnh một tiếng ha ha không phải mới vừa rồi còn ngung cuồng lắm sao? Không phải còn muốn tìm người đánh tao sao? Thế nào? Hiện tại xìu rồi à? Lại phải cùng tao thương lượng? Muốn thương lượng cùng tao cũng được. Trước hết để cho cung hút quỳ xuống cho tao, dập đầu ba cái, gọi tao một tiếng ông nội. Cung hút cắn răng, đệt, kêu cái con mẹ mày, mày gọi tao là ông nội còn tạm được. Tới đây, mày có bản lãnh thì đánh tao xem. Kiều Kiều nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ông có bản lãnh thì đánh chết hắn đi. Cố lên. Cung húp, Ếch hắn chỉ tùy tiện gào thét một chút mà thôi, đừng có nghiêm túc như vậy có được hay không, hắn cũng không muốn bị đánh à nha. Giờ phút này, trường uy đã mất đi chút nhẫn nại sau cùng, nơi đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hư, tiểu tử thúi, tao thấy là bọn bay cố ý trêu chọc tao đúng không? Lão tử hiện tại như các ngươi mong muốn, đánh cho tao, hung hăng đánh, một đứa cũng không bỏ qua cho. Vâng, lão đại, sau khi nhận được mệnh lệnh, mười mấy gã côn đồ cao to lực lưỡng nhất thời vây quanh gió thổi không lọt tất cả bảo vệ vào lúc này đều đã bị đánh gục chỉ còn lại đông tử và một vài nhân viên nơm nớp lo sợ ngăn cản ở phía trước đạo diễn ôm lấy những thiết bị đạo cụ vừa mới bị đập hỏng ánh mắt đầy đau lòng đến mức đỏ ngầu lên phim trường hỗn loạn tưng bừng tất cả mọi người mặt đầy kinh hoàng vốn cho là diệp bạch sẽ gọi người tới giúp ai ngờ đâu lại đen đủi như vậy trương uy lắc lắc cái cổ cười nham hiểm, từng bước từng bước đi về phía cung húc, a à, tiểu tử thúi, không phải mày nói ai làm nấy chịu hay sao? Có bản lĩnh thì đừng tránh. Trương Uy thường xuyên luyện tập võ công, trên người cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, thân cao tầm hơn 1m90, so với bọn họ, tựa như một tòa núi nhỏ. Không đợi cung húc mở miệng, kiều kiều liền hư lạnh một tiếng, bị thịt, ông có bản lãnh thì đánh chết hắn. Chủ nhân nói, không cho phép nàng giết người, phải có chừng mực, chủ yếu bảo vệ cái người tóc vàng này, cho nên nàng nhất định phải nghe lời của chủ nhân, phải nhẫn nại. Nếu như đối phương động thủ với cung húc, nàng mới có thể ra tay. Kiều Kiều nói xong, mở miệng nói với cung húc: Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh. Cung húc vào lúc này cũng đã muốn khóc ròng rồi. Người này con miệng nó rốt cuộc là tới bảo vệ hắn, hay là tới hại hắn? Tới đây, ông mau đánh hắn đi. Tỷ à, tôi gọi cô là tỷ tỷ có được không? Đừng có nói nữa mà xuống nha đầu, không muốn chết thì cút ngay cho lão tử, Người cho rằng lão tử đây là đang đùa nghịch cùng với ngươi à. Trương Uy nói xong, liền tung một quyền xé gió nhắm thẳng vào mặt của cung húc đập tới. chương 986, là có án mạng đấy. Nghĩa nó, con người của cung húc chợt co giúp lại, xong đời rồi, gương mặt tuấn tú của hắn, quá vô sỉ, lại nhắm vào mặt của hắn đánh tới đầu tiên. Trong lúc nhất thời, trong đầu của cung húc thoáng qua vô số ý nghĩ. Thôi xong, tèo rồi. Hắn phụ trách xinh đẹp như hoa, nếu khuôn mặt của hắn bị hủy đi, Diệp ca khẳng định là sẽ không cần hắn nữa. Trong nháy mắt khi Trương Uy ra tay, đôi mắt long lanh của Kiều Kiều trợt lộ ra vẻ hưng phấn, nơi cổ họng phát ra một tiếng tiếng cười duyên trầm thấp. Cung húc, Diệp mộ phàm giống to. Lạc thần cũng trong nháy mắt biến sắc, tất cả mọi người mặt đầy vẻ thất thố kinh hoàng. Một quyền này đánh xuống, bộ phim này của bọn họ e rằng sẽ không thể tiếp tục quay được nữa. Nhưng ngay tại thời điểm nắm đấm của Trương Uy chỉ còn cách cung hút có nửa đường, một giây tiếp theo, âm thanh thân thể va chạm vào nhau vang lên. Trước bao ánh mắt đầy hoảng hốt, chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, vững vàng chặn đứng quả đấm của Trương Uy giữa không chung. Làm, làm sao lại có thể? Chút nụ cười còn sót lại trên mặt Trương Uy bỗng trở nên cứng đơ, cúi đầu liếc nhìn quả đấm bị chặn lại của mình. Ngươi, khí lực của tiểu nha đầu này, tại sao lại lớn như vậy? Trương Uy bên này còn chưa kịp phản ứng, sau đó lại là một tiếng, uy, cực lớn, Trương Uy như diều đứt dây, bị người ta nắm bàn tay nhấc lên, ném ra ngoài, thân thể nặng nề nện thẳng vào trên một cây cột nhà tại phim trường. Sau đó hắn từ trên cây cột té xuống như một tấm rẻ rách. Phụt, đầu của Trương Uy nghẹo sang một bên, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Tất cả mọi người cứ như vậy, trơ mắt nhìn một tiểu lô ly mặc đồ hầu gái đem một người đàn ông cao to lực lưỡng còn sống sờ sờ ném ra ngoài quả thật cứ như xem kỹ xảo điện ảnh chỉ trong phim mới có miệng của cung Húc lập tức há hốc thành hình chữ o diệp mộ phàm theo bản năng rội rội hai mắt của mình không cách nào tin được khục khục ho khan khục mãi đến khi nghe tiếng ho khan vô cùng suy yếu của trương uy những thủ hạ xung quanh hắn mới phản ứng lại được cuống quyết chạy về phía hắn lão đại lão đại, ngài không sao chứ? Đệt, đây rốt cuộc là tình huống gì? Một con nhóc hầu gái lại có thể một chiêu đem lão đại đánh bay. Vẻ mặt của mọi người nhìn cô bé kia đều có chút kinh sợ, vạn vạn không ngờ tới, cô bé này lại có thể khủng bố đến như vậy. Trương Uy che ngực, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Làm, làm sao có thể? Hắn lại có thể bị một tiểu nha đầu đánh bại. Hắn làm sao có thể chịu đựng được loại khuất nhục này? Bắt lấy cho tao bắt lấy con nha đầu chết tiệt, tất cả đều lên cho tao. Dù thân thủ con nhóc không tệ, nhưng cũng chỉ có một người mà thôi. Nghịa, con nhóc chết tiệt này, cùng tiến lên. Đám côn đồ cùng hô hào, nhất thời cùng nhau nhào về phía kiều kiều. Phút, tên có hình xăm trên cánh tay đấm thẳng một đấm về phía tiểu lô ly. Tiểu lô ly nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm được cổ tay hắn, một giây kế tiếp. À, à, à. không bao lâu sau trong phim trường, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, cùng với đó là tiếng xương vỡ vụn không ngừng làm cho người ta giận cả tóc gáy, một trong số những cây cột nhà bị đập vào mạnh đến mức bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đám người diệp mộ phàm thấy hễ cứ ai lao đến liền bị đánh văng, ban đầu là kinh sợ, dao động, cuối cùng đã biến thành kinh hoàng. Cung hút càng nhìn càng sợ hãi, nhất thời giống to, con, chấm con miệng nó. Chuyện này, em gái à, à không, lão đại, đừng đánh, đừng đánh nữa, đủ rồi, đánh tiếp nữa là có án mạng đấy. Có điều đối phương đã hoàn toàn không nghe được, trong trạng thái này, bên trong ánh mắt cuồng bạo kia là sự khát máu đến mức đầy hưng phán, quả thật khiến cho người ta giận cả xương sống, giống như xem phim kinh dị ngoài đời thật vậy. chương 987, bị treo lên đánh. Mười mấy người hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, toàn bộ đều y như là bao cát, bị đối phương treo lên đánh. Tất cả mọi người trong phim trường đều đã trợn tròn hai mắt, Ai ngờ đâu, một bé gái nhìn qua hiểu điệu đáng yêu, lại có thể sẽ đáng sợ như thế, ra tay tàn nhẫn đến mức làm người ta giận cả tóc gáy. Đây đã vượt quá nhận thức theo lẽ thường của bọn họ rồi. Giờ phút này, hai cổ tay của Trương Uy đều đã bị đập nát. Chính là bị đập cho nát vụn. Cung hút bùn rùn cả người, ôm lấy cánh tay của lạc thần ở bên cạnh. Má ơi, hù chết hắn. Chỉ thấy tiểu lô cười hì hì, từng bước từng bước một hướng về Trương Uy đi tới, không phải là đã sớm nói với ngươi rồi sao? chủ nhân chọn tôi tới đây là bởi vì tôi lợi hại nhất. trương uy vốn hung hăng càn quấy, vào lúc này đã sợ đến xón cả da quần, bởi vì đau nhức mà sắc mặt trắng bệch, lăn lộn dưới mặt đất. thấy tiểu loli ép tới gần, hắn vội vàng run rẩy mở miệng, giả, giả giả giả, bà cô, ngài lợi hại nhất, tiểu nhân có mắt không nhìn thấy thái sơn, cầu xin ngài tha cho tôi lần này. bóng của tiểu loli rơi vào trên mặt trương uy tỏ vẻ khó xử mở miệng không được à nha dưới tay tôi còn chưa lưu lại người sống bao giờ đâu đấy tương đương cái gì sát khí nơi đáy mắt đối phương khiến cho trương uy hoàn toàn tin tưởng nàng ta đang nói thật đây rốt cuộc là chuyện gì đế đâu làm sao lại có thể xuất hiện một quái vật như vậy đừng đừng giết tôi đừng giết tôi van ngài tôi sai lầm rồi tôi thực sự biết lỗi rồi tôi quỳ xuống cắn răng cắn cỏ lại ngài Trương Uy toàn thân run như cầy sấy, co giật trên mặt đất. Tiếp đó là một mùi khai ngấy bốc lên, hắn lại có thể sợ đến mức đái ra quần. Dưới luồng sát khí khủng bố này, dù cho hắn là một người luyện võ, cũng không đỡ được. Hắn cũng có thể xem như là có vài phần nhãn lực, vào giờ phút này đã phát hiện ra có gì đó sai sai, đối phương tuyệt đối không phải là người bình thường. Bởi vì hắn đã biết Diệp Bạch xảo trá, cho nên không chỉ đích thân đến, mà còn hưng sư động chúng. Dẫn theo nhiều nhân thủ như vậy, nghĩ kiểu nào cũng không đoán ra được kết quả lại sẽ như thế này. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Không chỉ riêng Trương Uy, mấy người diệp mộ phàm cũng hoàn toàn hoảng hồn. Nếu như xảy ra án mạng, đoàn làm phim bọn họ cũng không tránh được liên đới. Bọn họ muốn ngăn cản, nhưng giờ phút này tiểu loli kia thật sự là quá đáng sợ, không có một ai dám lên trước. Về phần những thủ hạ của Trương Uy, đã sớm lết lết ra xa trốn đi rồi tiểu muội muội đủ rồi mà dạy dỗ hắn một chút là được rồi diệp mộ phàm lo lắng khuyên nhủ nhưng giờ phút này tiểu loli đã hoàn toàn chìm vào trong thế giới của riêng mình a à, chủ nhân nói không thể để xảy ra án mạng cho nên để tôi nghĩ xem làm sao nhỉ lưu lại cho ngươi nửa cái mạng vậy trương uy cũng không chịu được nữa bò dậy bỏ chạy tiểu loli hì hì cười duyên một tiếng nhanh như tia chớp đuổi theo móng tay nhọn của nàng ta đưa ra định đâm thẳng vào mệnh môn của trương uy thôi xong tèo rồi vẻ mặt diệp mộ phàm đầy kinh hoàng ngay tại thời điểm sắc mặt mọi người đều bị hù dọa đến trắng hếu đột nhiên một bóng người vào tới giữa tiểu lô ly và trương uy phanh một tiếng trước khi tay của tiểu lô ly đánh trúng trương uy đã bị một trưởng đỡ lấy sau đó âm thanh của diệp oản oản truyền tới được rồi kiều kiều a à, chủ nhân người đã đến rồi vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, con người của tiểu lô lập tức sáng lấp lánh, khôi phục lại dáng vẻ thiên chân vô tà. Diệp Oản Oản nghẹn ngào không nói nên lời, cũng may là nàng không yên tâm nên tới xem sao. Trước khi đi không phải là đã dặn đi dặn lại không được gây ra án mạng, chẳng qua chỉ tới tỏa chấn thôi sao. chương 988, tọa kiểu này, chấn cũng muốn sụp. Nhìn thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, hơn nữa còn dùng một chiêu đỡ lấy đòn đánh hung tàn đáng sợ kia của tiểu lô ly, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm tại chỗ. Trương Uy thiếu chút nữa trực tiếp bị hù đến ngất đi, trên trán đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, vẻ mặt khi nhìn Diệp oản oản giống như đang nhìn chúa cứu thế. Diệp Bạch, cô bé kia đáng sợ như vậy, nhưng tên tiểu bạch kiểm Diệp Bạch này lại có thể dùng một tay chặn tiểu cô nương này lại. Wow, Diệp ca thật là đẹp trai nha. Thật là đẹp trai, thật là đẹp trai quá đi các nhân viên của đoàn làm phim thấy vậy cũng trở nên kích động rít gào. Diệp ca ca, anh rốt cuộc đã tới. Gào, hù chết người ta rồi. Cung hút kích động không thôi quấn lấy, kết quả sợ ý một chút, không biết đã vấp phải cái gì, ôm chân kêu thảm một tiếng. Diệp oản oản cũng bó tay với hắn, vội vươn tay đỡ lấy hắn, cẩn thận một chút. Đứa nhỏ này, có thể chứng chạc hơn một chút được hay không? Diệp ca, chuyện này cô em này thật sự là hầu gái của nhà anh à. cung hút lòng đầy sợ hãi hỏi do diệp oản oản không sai vẻ mặt cung hút đã không cách nào tưởng tượng nổi hích không phải đâu đầu năm nay dịch vụ cho thuê người giúp việc đã đáng sợ như vậy sao ngay cả loại người giúp việc như thế này cũng có thể mướn được nào để cho đông tử giúp cậu bôi ít thuốc diệp oản oản bất đắc dĩ gọi đông tử sang đỡ hắn sau đó diệp oản oản hỏi diệp mộ phàm mới vừa rồi có ai bị thương không? Diệp mộ phàm mở miệng trả lời, trừ dụng cụ bị hư hại ra, không có một ai bị thương, à không, trừ cung hút. Diệp oản oản, được rồi. Cho nên, hôm nay bọn họ bên này không có một ai bị thương cả, người duy nhất bị thương, lại chính là tên yêu tinh cung hút tự mình vấp té. Kiều Kiều hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như là khá ổn, mặc dù có chút hơi lố. Diệp oản oản nhìn đám côn đồ lăn lộn quằn quại trên mặt đất, vô cùng thê thảm, lại còn có Trương Uy lúc này hai tay đã gấy, sợ đến đái trong quần. Nàng đau đầu không thôi, dai dai cái chán, kiều kiều, tôi không phải đã nói, chẳng qua chỉ là đi tỏa chấn hay sao. Hiện tại, tỏa kiều này, thì e rằng chấn cũng muốn sụp luôn rồi. Chứ ở đó mà tỏa với trả chấn. Hả, kiều kiều, cái cô em hung tàn đáng sợ đến dọa người này, lại có thể gọi là kiều kiều. Tất cả mọi người nghe thấy cái tên này, vẻ mặt đều trở nên đặc sắc hơn. Kiều Kiều cẩn thận từng ly từng tí lẩm bẩm, "Chủ nhân, em đã tính toán rồi, để lại cho hắn còn nửa cái mạng." Diệp Oản Oản, "Nửa cái mạng, đúng thật là nửa cái mạng mà." Diệp Oản Oản bất đắc dĩ đi về phía Trương Uy. "Trương ca, xin lỗi, đắc tội rồi." Diệp Oản Oản nói xong, liền đưa tay ra, muốn kéo hắn lên. Kết quả, Trương Uy giống như gặp phải quỷ thần, vội lăn một vòng tránh đi, đừng ngươi đừng tới đây diệp oản oản sờ lỗ mũi một cái thu tay về có vẻ hòa nhã mở miệng nói trương ca tôi chỉ là một người làm ăn người không phạm ta ta không phạm người vừa rồi lỡ xuống tay nặng một chút quả thực xin lỗi trương uy một đám côn đồ ngay cả các nhân viên của đoàn làm phim cũng đã nghẹn ngào không biết nói gì nặng một chút cái này cái này mà chỉ gọi là nặng một chút đúng đúng thật xin lỗi diệp lão bản là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Đắc tội rồi, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, thật ra thì tôi căn bản không muốn gây sự với ngài, là là tên nhãi Thái Dũng thắng khích bác, xúi dục tôi. Trương Uy trực tiếp bán đứng Thái Dũng thắng. Đáy mắt Trương Uy tràn đầy vẻ kiêng kỵ, nếu như không phải là những thế lực có lai lịch vô cùng lớn, không có khả năng có thể phái tới loại cao thủ ở cấp bậc này. Tên Diệp Bạch này, nhìn như không quyền không thế nhưng trên thực tế căn bản lại không hề đơn giản như vậy. Mới vừa rồi chính hắn đỡ một chiêu kia của tiểu lô nhìn như phong khinh vân đạp, nhưng chỉ có hắn mới biết có bao nhiêu đáng sợ. Thứ hắn ta vừa đỡ, chính là một sát chiêu. chương 989, tôi là người của chủ nhân. Từ khi Diệp Oản Oản bắt đầu nghiêm túc rèn luyện, khôi phục thể năng, thân thủ của nàng liền tiến bộ từng ngày, tốc độ tiến bộ có thể dùng từ tiến triển cực nhanh để hình dung cũng không quá đáng chỉ là thực lực của nàng lúc cao lúc thấp, vẫn còn không mấy ổn định. Ở dưới sự uy hiếp của tiểu lô ly, trường uy dẫn theo tất cả thủ hạ đến nhận lỗi, thề thốt không dám lại một lần nữa đến gây phiền toái, sau đó lết lết đi thu dọn phim trường cho bọn họ, đồng thời cung kính hứa sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại. Diệp, Diệp lão bản, ngài yên tâm, đồ vật tôi nhất định sẽ đền, ngày mai, ngày mai tôi sẽ bảo người ta đưa tới toàn bộ. Chỉ cần là địa bàn của tôi, ngài, ngài đều có thể thuê miễn phí toàn bộ. Trương Uy nơm nớp lo sợ nói xin lỗi, một đám thủ hạ sau lưng cũng co rúm vào một chỗ. Diệp Oản Oản cười một tiếng, vậy thì xin đa tạ trước. Không dám không dám, Diệp Lão Bản khách khí. Khách khí rồi, vậy, chúng tôi đây có thể đi được chưa? Trương Uy nuốt nước miếng. Dĩ nhiên, Trương Uy chợt thở vào nhẹ nhóm, tựa như sống sót sau tai nạn, mặt đầy vẻ kiêng kỵ nhìn về phía tiểu Loli, xin hỏi đại danh vị tiền bối này là từ tổ chức nào? Bối cảnh của cô bé này nhất định hoặc là xuất từ võ quán đỉnh cấp hoặc xuất thân từ võ học thế gia. Từ thủ đoạn tàn nhẫn của nàng mà xem, thậm chí cũng có thể là người của tổ chức lính đánh thuê quốc tế. Muốn mời được loại thủ hạ cấp bậc này tỏa chấn, không phải chỉ có tiền là được. Kiều Kiều đứng ở bên cạnh Diệp oản oản, tôi không phải thuộc tổ chức nào cả, tôi là người của chủ nhân. Trương à, Uy thần sắc lúng túng không dám tiếp tục dò hỏi lai lịch của đối phương. Ở trong góc tối, trợ lý riêng do Thái Dũng Thắng phái đi tìm hiểu tình hình, sau khi xem xong chuyện gì đã xảy ra từ đầu tới cuối, thấy đám người trương uy toàn bộ đều chạy thục mạng, mãi một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng chạy đi, lái xe rời đi. Một màn hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc, các nhân viên đoàn phim cũng lần lượt rời đi. Diệp mộ phàm một mình gọi Diệp Oản Oản sang một bên. Oản Oản, Cô bé kia rốt cuộc là ai? Mới vừa rồi có quá nhiều người, không tiện hỏi, vào lúc này Diệp Mộ Phàm rốt cuộc không nhịn được, hỏi dò. "A, à, thật ra là người mà bạn trai em giúp em tìm, nói là thân thủ rất lợi hại." Diệp Oản Oản trực tiếp bán cái. Diệp Mộ Phàm nghe vậy hơi nhíu mày, trước đây từng nghe Oản Oản nói bạn trai nàng làm việc tại tập đoàn Tư thị, có thể là có quen với người của Tư gia, nhờ vào quan hệ của Tư gia để tìm người nhưng còn thân thủ của Oản Oản thì lại là thế nào? Mới vừa rồi Oản Oản đỡ một chiêu của cô gái kia, hắn cũng thấy rõ. Thân thủ của em từ lúc nào tốt như vậy, thân sắc Diệp Mộ Phàm có chút phức tạp. Diệp Oản Oản trái lại cảm thấy không có gì kỳ quái, trả lời, thân thủ của em vốn là rất tốt nha, anh quên khi trước cha mời sư phụ dạy chúng ta, em cũng học rất nhanh. Sư phụ còn khen em có thiên phú cao, có điều lúc đó là em lười vận động. Chẳng qua là nửa năm gần đây, em bỗng cảm thấy có chút thân thủ phòng thân cũng rất cần thiết, cho nên vẫn luôn tự rèn luyện. Diệp mộ phàm nghe vậy, nơi đáy mắt thoáng qua một vẻ thương xót, sờ sờ đầu của cô gái, là ca ca vô dụng. Nếu như hắn đủ mạnh mẽ để giúp em gái che gió che mưa, cần gì phải khiến nàng khổ cực cố gắng như vậy? Thật ra thì Diệp mộ phàm từ một công tử bột con nhà giàu có thể tiến bộ như thế này, đã là thay đổi long trời lỡ đất. Hoàn hoàn phần lớn thời gian đều ở tại tư gia, còn phải đến trường hoàn thành một số bài tập và bài kiểm tra. Từ sau khi sáng tạo nên công ty, những việc thường ngày của công ty cơ bản đều do hắn quản lý. Nhiều công việc phức tạp như thế, hắn đều có thể sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Chương 990, đánh cho tè ra quần. Làm việc gì không quan trọng, mà quan trọng là dùng mấy phần tâm để làm. Sự thay đổi của Diệp Mộ Phàm, nàng đều có ghi nhận. Diệp Oản Oản khẽ cười, không đâu ca ca là người ca ca tốt nhất trên đời. Oản oản, mắt diệp mộ phàm bỗng thấy cay cay, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải liều mạng đoạt lại hết thảy mọi thứ vốn nên thuộc về bọn họ. Đêm khuya, biệt thự tư nhân của Thái Dũng Thắng. Thái Dũng Thắng ôm lấy một nữ nghệ sĩ tươi non mơn mởn trong ngực, hưng phấn đắc ý chờ đợi tin tốt. Suốt cuộc, điện thoại của hắn vang lên, là trợ lý gọi tới. Thái Dũng Thắng nhấp một miếng rượu, thần sắc thản nhiên mở miệng hỏi, thế nào? Đám khốn kiếp diệp bạch và cung húc, hẳn là bị đánh cho tè ra quần chứ gì. Người trợ lý yên lặng một hồi mới mở miệng, "Thái tổng, chuyện này có có một chút ngoài ý muốn." Thái Dũng thắng hờ hững mở miệng, "Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn?" "Trợ lý, hắn phải trả lời thế nào mới tốt? Chẳng lẽ nói là những người cuối cùng bị đánh cho tè ra quần là mấy người Trương lão tam hay sao?" "Thế nào, mau nói đi." Thái Dũng thắng không nhịn được thúc giục trợ lý chỉ có thể kể đúng sự thật, Diệp Bạch sớm đã có chuẩn bị, mời người tỏa trấn Trương Lão Tam và đàn em, tất cả đều bị đánh cho một trận. Thái Dũng Thắng nhất thời kinh hãi, cậu nói cái gì? Trương ca đích thân đi cơ mà. Đúng là đích thân đi, Trương Lão Tam cũng bị đánh gãy tay chân, thậm chí thiếu chút nữa bỏ mạng tại chỗ, sợ đến tẻ ra quần. Trợ lý trả lời, đánh giám, chuyện này làm sao có thể? Khi đó tôi ở ngay bên cạnh, là chính mắt tôi nhìn thấy. Diệp Bạch mời nổi lương hâm Đông sao? sắc mặt Thái Dũng thắng đầy âm vụ. Không, không phải là người của lương hâm Đông bên kia, bên phía đối phương. Từ đầu tới cuối người ra tay cũng chỉ có một nữ nhân. Nữ nhân kia đặc biệt tả ác, một mình một ngựa làm thịt tất cả đám người trương lão tam. Tôi nghĩ lai lịch hả à ta không nhỏ. Diệp Bạch rõ ràng đã sớm có chuẩn bị. Trợ lý vừa lau mồ hôi vừa nói. Thích, hắn biết rõ tên Diệp Bạch này có chút tà tính ngờ đâu vẫn quá xem thường hắn. Sớm biết vậy đã không đưa ra cái chủ ý cùi bắp này rồi. Thái Dũng thắng giận đến mức ném ly rượu trong tay, hỗn đản. Lai lịch không nhỏ, một đám giang hồ mà không đánh lại một nữ nhân, tôi thấy trương lão tam này đúng là hết thời rồi. Trợ lý dù sao cũng là tận mắt chứng kiến, vào lúc này vẫn còn bị dọa sợ không hề nhẹ, không nhịn được khuyên nhủ, thái tổng, hay là thôi đi, bất kể là Diệp Bạch dùng phương pháp gì tìm người lợi hại trợ giúp, phương pháp này hiện tại e rằng không thể thực hiện được nữa. Tôi thấy Diệp Bạch cũng chỉ có chút thông minh vật mà thôi, chứ thực ra cũng chẳng có gì hay ho. Nếu như hắn thực sự có bản lãnh, sau khi rời khỏi hoàn cầu, tại sao lại không đi tìm một núi dựa vững vàng hơn cơ chứ? Sau khi rời khỏi hoàn cầu chúng ta, lại cùng đại thiếu gia phế vật bị vứt bỏ của Diệp ra lăn lộn chung một chỗ. Người nào không biết Diệp ra bây giờ đang là Diệp Hiệu An nắm quyền, Diệp Mộ Phàm muốn trở mình, chính là nằm mơ giữa ban ngày. Thái tổng coi như là ngài không động thủ thì tên Diệp Bạch đó cũng không có quả ngon để ăn. Sự tình không thể được như ý, Thái Dũng thắng nổi giận trong lòng, nghe đến đó, sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Hừ, võ, không được, vậy thì dùng văn đấu với bọn chúng là được rồi. Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần không có sơ hở gì, nhưng lợi dụng cung hút để đả kích không phải là nhẹ nhàng thoải mái sao? Thái Dũng thắng tức giận không thôi. Ngày mai cậu giúp tôi liên lạc với văn phòng của lôi tử, mục tiêu nhắm vào cung húc, tôi cũng không tin. Đầu kia điện thoại, trợ lý đáp lời, vâng, Thái Tổng. Audio điện tử võ tấn bền. chương 991, ngoan như vậy, ôn thuận như vậy. Sau khi trở lại hồng hoa tiểu lâu, Diệp Oản Oản cùng 5 người kia mở một buổi tiệc nhỏ. Diệp Oản Oản dặn đi dặn lại bọn họ, hiện tại đang ở Hoa Quốc nàng là người làm ăn bình thường, nhất định phải khống chế bản thân, không thể cứ hở một chút là chém chém giết giết. Mãi đến khi tất cả năm người đều đã ghi nhớ kỹ, Diệp Oản Oản mới hơi yên lòng một chút. Nơi cửa, tiếng động cơ xe hơi vang lên, tư giả hàn mới vừa kết thúc xã giao trở về nhà. Bởi vì có đường đường, Diệp Oản Oản và tư giả hàn đã thương lượng qua một chút, yêu cầu hắn mỗi ngày đều phải đến hồng hoa tiểu lâu của nàng ngủ lại. Dù sao bọn họ hiện tại phải đóng vai một nhà ba người cũng còn may là tư giả hàn khá là phối hợp. a à cửu, anh đã về rồi. diệp oản oản nhìn thấy hứa dịch ở sau lưng tư giả hàn, trong tay sách rất nhiều túi lớn túi nhỏ. diệp oản oản nhìn lướt qua, phát hiện đều là những đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ. hi hi, những thứ này từ đâu tới vậy? tạ chiết chi tặng, tư giả hàn nhàn nhạt trả lời. diệp oản oản nghe vậy cảm thấy có chút kinh ngạc. lại là tạ chiết chi, không nghĩ tới tạ ảnh đế lại có lòng như vậy. bên cạnh hứa dịch muốn nói lại thôi, mặc dù một phần là do tả ảnh đế tặng, nhưng phần lớn đều là do cửu gia tự mình mua, có được hay không? Tư giả hàn thấy nàng trễ như vậy vẫn còn chưa ngủ, mở miệng hỏi, làm sao giờ này em chưa ngủ? Diệp oản oản gãi đầu một cái, bên phía đoàn làm phim có người đến quấy rối, bất quá không có việc gì, đã giải quyết xong rồi. Diệp oản oản nói xong, đơn giản giải thích qua một lần những chuyện đã xảy ra. Sau đó, Diệp Oản Oản không nhịn được ôm lấy cánh tay Tư Dạ Hàn, mở miệng sổ một chàng, hai, mấy người trong nhà phải giáo huấn thật tốt mới được. Làm việc cũng quá mức kích động, vọng động như vậy, hung hăng như vậy, nói đến đánh nhau một cái là kích động không thôi, không kiềm lại được, em biết làm thế nào đây. Sao chấp chấp sao? Tư Dạ Hàn nghe thấy lời này của thiếu nữ, nhìn nàng một cái, mặt ngốc ra tại chỗ luôn rồi. Ơ, ờ, mình mới nghe gì vậy? Nàng là đang nói nàng sao? diệp oản oản nháy mắt một cái sao 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 chẳng lẽ em nói không đúng sao tư giả hàn không có việc gì em nhớ kỹ lời này là tốt lắm rồi diệp oản oản tỏ vẻ không hiểu sao lời này lại cứ quái quái thế nào ấy nhỉ đường đường đâu rồi tư giả hàn thuận miệng hỏi đã ngủ rồi nha diệp oản oản nói xong ôm lấy tư giả hàn ngồi xuống trên ghế salon a à cửu em có chuyện muốn thương lượng với anh tư giả hàn chuyện gì diệp oản oản nháy mắt mở miệng thử thăm dò hai chúng ta thường ngày đều phải làm việc anh có thấy là đường đường bình thường ở nhà một mình sẽ rất cô đơn đúng hay không tư giả hàn liếc nàng một cái cho nên hí hí cho nên chúng ta hay để cho đường đường nuôi thú cưng đi thú cưng có thể bồi dưỡng lòng nhân ái của trẻ nhỏ còn có thể đi theo đường đường có phải là rất tốt hay không diệp oản oản hưng phấn đề nghị tư giả hàn mở miệng muốn nuôi con gì để anh nói hứa dịch đi mua giúp em diệp oản oản khoát tay lia lịa không cần không cần không cần phiền toái như vậy không phải là có sẵn rồi hay sao tư giả hàn nghe vậy đỉnh lông mày co lại lại một lần nữa nhìn kỹ thiếu nữ lém lỉnh này của mình diệp oản oản lập tức mở miệng chúng ta có đại bạch đó nha không bằng anh trực tiếp đem đại bạch qua đây để em à nhầm để đường đường chơi cùng đi mà đường đường nhất định sẽ rất thích tư giả hàn chuyện này là một âm mưu Diệp Oản Oản hưng phấn nói: "Anh xem, đại bạch đáng yêu như vậy, ngoan như vậy, ôn thuận như vậy. Để cho nó theo đường đường rất tốt đó nha." A à Cửu, cái chủ ý này của em có phải là rất đặc biệt hay không? Một bên đang bày đồ đạc ra hứa dịch, lại có thể để cho Sắt làm thú cưng. Oản Oản tiểu thư, định nghĩa của cô đối với hai chữ ôn thuận này, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Hắn cảm thấy Cửu gia chắc chắn sẽ không đáp ứng loại yêu cầu vô lý như tư giả hàn, hứa dịch, cậu mau đi chuẩn bị. Hứa dịch, vâng. chương 992, trong lòng hắn không thấy xấu hổ sao. Sáng ngày hôm sau, cung húc lại lên hot shot. Nội dung hot shot là thăng cung húc diễn xuất siêu nát thăng. Rất rõ ràng, đây cũng là một âm mưu có tổ chức, đồng thời còn đem sinh tử một đường dìm hàng. Đủ loại bình luận, dự đoán đều khẳng định đây sẽ là một bộ phim rất nát. Từ sau khi hình tượng của cung húc được Diệp Oản Oản tẩy trắng, phẩm chất đức hạnh và tính cách của hắn có chỗ nào chê, chỉ có kỹ thuật diễn xuất là. Tạm thời trước mắt, dù cho là Diệp Oản Oản cũng không thể cứu vãn, giúp hắn tẩy trắng. Những nghệ sĩ trong công ty, Hàn Thiên Vũ là phái thực lực và phái thần tượng cộng lại một cách hoàn mỹ, lạc thần khi xuất đạo chính là đóng phim Kinh Long do Tống Kim Lân đạo diễn, khi tái xuất lại chính là Kinh Long 2, hai bộ phim này đã khẳng định được thực lực của hắn. Chỉ có cung húc, từ đầu đến cuối đều không thoát khỏi cái mũ, bình hoa, này. Tuy nói đại đa số minh tinh đều dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, thực lực cũng không thành vấn đề, nhưng kỹ thuật diễn xuất của cung húc lại thật sự là quá nổi bật, quá vượt trội. Nói trắng ra là, nát đến mức khiến cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc, trong toàn bộ giới giải trí không có ai dám tranh phong cùng hắn vị trí diễn xuất nát số một này. Chỉ cần nhắc đến kỹ thuật diễn xuất cặn bã, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đến cung húc đầu tiên. Diệp Oản Oản vừa xem tin bát quái buổi sang, vừa đi xuống lầu, ánh mắt liếc xéo qua nhìn thấy Kiều Kiều lén lút dựa theo hot sắt tra cứu, đem toàn bộ tên những bộ phim do cung húc diễn đến nát bấy, đều ghi lại một lần. Đứa nhỏ này, khẩu vị cũng thật quá đặc biệt rồi. Cô bé đặc biệt thích chọn loại thể loại phim cầu huyết xến xúa để xem, cho nên phim của cung húc lại là những bộ phim được nàng yêu thích nhất. Hôm nay thứ hấp dẫn trừ hot sắt hãm hại cung húc ra, còn có tin cung húc trước đây không lâu đã viết ra một cái Weibo. Mọi người, suốt ngày chỉ xem mấy thứ vớ vẩn bêu xấu tôi, kỹ thuật diễn xuất tốt thì hay lắm sao, đó là vì đây không ke thôi nhé, nếu như tôi nghiêm túc, tôi đây còn sợ cả chính mình nữa là. Không phải chỉ là kỹ thuật diễn xuất thôi sao, không phải chỉ là thực lực thôi sao, bộ phim tiếp theo của Lão Tử liền đem giải thưởng ảnh đế kim lan ném trên mặt các người không làm được tôi con miệng nó dẫn theo lạc thần cùng nhau livestream trực tiếp ăn cứt. Đây là một lời thề, tuyệt đối không xóa. Cái Weibo này quả thực là khiến cho Diệp Oản Oản bó tay toàn tập. Cái con gấu con cung hút kia, thực sự là không chịu nổi một chút xíu đả kích, đụng vào là nổ banh xác. Mấu chốt là, nhà ngươi con miệng nó tự mình ăn cứt liền coi như xong, lại đem lạc thần kéo theo làm gì. Cái Weibo này của cung hút mới vừa công bố ra ngoài, Bình luận phía dưới tất cả đều bùng nổ theo hắn rồi Miệng nó ha 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 Ta còn miệng nó thấy được cái gì Nhất định là ngày hôm nay phương thức mở Weibo của ta có vấn đề Cung Húc lại còn nói hắn muốn rượt giải ảnh đế Đây là chuyện cười lớn nhất tôi nghe được trong năm nay Cung Húc có phải là bị điên rồi hay không Lời như vậy mà cũng nói được Hắn diễn xuất cái gì Trong lòng hắn không tự cảm thấy xấu hổ hay sao Bơi vào lại trọng điểm đi cung húc ngươi ăn cứt kệ ngươi, tại sao lại kéo theo lạc thần nhà chúng ta ăn cùng nhau? Ha 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 mặc dù lần chém gió này cũng quá lớn rồi, bất quá cũng không khỏi cảm thấy cung hút thật là đáng yêu nha. Cũng còn may nhân duyên cung hút coi như không tệ, bên dưới trừ một bộ phận tranh chua diễu cợt, phần lớn đều là thiện ý trêu chọc, còn có fan CP của hắn cùng lạc thần nói đùa, đẩy thuyền cho hai người. Diệp Oản Oản mới vừa lướt web xong, điện thoại di động liền vang lên. Đông tử vừa khóc vừa gọi điện thoại cho nàng, Diệp ca, thôi xong rồi, cung hút lại gây họa rồi. Diệp oản oản than thở, biết rồi, tôi đã xem rồi. Thật xin lỗi Diệp ca, tôi không ngăn được. Diệp ca, lần này làm sao bây giờ? Lời đã tuyên bố, hút ca lại còn sống chết không chịu xóa Weibo, chẳng lẽ đến lúc đó thật phải livestream trực tiếp ăn? Diệp oản oản khẽ cười một tiếng, đừng bi quan như thế, nói không chừng đến lúc đó cung hút thật đoạt giải ảnh đế thì sao? Âm thanh đông tử mang theo tiếng khóc nức nở, "Diệp ca, anh đừng đùa nữa mà." Kỹ thuật diễn xuất của nghệ sĩ nhà mình, trong lòng hắn còn không tự chấm điểm sẵn hay sao? Chương 993, lần này là kinh hỉ thật sự. "Diệp ca, hiện tại chúng ta rốt cuộc phải làm sao? Làm sao trả lời với công chúng bây giờ?" Đông tử bất đắc dĩ hỏi ý kiến. Diệp oản oản mở miệng nói, "Không cần trả lời bất cứ thứ gì, huống chi có thanh minh cũng vô dụng." kỹ thuật diễn xuất của cung húc nát bấy cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chuyện này, phương pháp giải quyết chỉ có một. Đông tử, hích, là cái gì? Nơi đáy mắt của Diệp oản oản lóe lên một ánh hào quang nhàn nhạt, nhạt, mở miệng nói, dùng thực lực để chứng minh. Diệp oản oản dừng một chút, tiếp tục mở miệng, để cho cung húc chuyên tâm quay phim, hết thảy dư luận bên ngoài, toàn bộ đều không cần để ý tới. Chỉ cần kỹ thuật diễn xuất của cung húc được khẳng định, hôm nay càng bị bôi đen bao nhiêu, thì tương lai cung hút sẽ càng đỏ đấy nhiêu. Đông tử mặc dù cũng không mấy hy vọng, nhưng suy nghĩ một chút, dường như cũng chỉ có thể làm như vậy. Vâng, tôi biết rồi Diệp ca. Sau lưng, Tư giả Hàn nhìn thấy ánh sáng tự tin trên khuôn mặt thiếu nữ, thần sắc có chút lo lắng. Nghe được tiếng bước chân sau lưng, Diệp oản oản theo bản năng quay đầu lại. A à cửu, đúng rồi, anh thấy đường đường ở đâu không? Tư giả Hàn thu hồi suy nghĩ, không thấy. Diệp oản oản đầy hoài nghi. Gãi đầu một cái, kỳ quái thật, đứa nhỏ này hôm nay dậy sớm như vậy, đi đâu được cơ chứ Diệp oản oản và tư giả hàn hai người cùng nhau hướng về phía phòng ăn đi tới Mới vừa đi tới phòng ăn, đột nhiên, tạch, một tiếng, trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một trận mưa hoa hồng lớn, bóng bóng bay đủ màu sắc bay đầy trần nhà của phòng ăn Thật là đẹp, cánh hoa hồng cùng bong bóng bay đủ màu bay đầy khắp phòng ăn, quả thật là một hình ảnh đẹp như trong mơ Ôi chuyện gì thế này? Diệp Oản Oản sau khi giật mình, vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tư giả hàn cũng đầy hoài nghi, hướng về phía phòng ăn nhìn sang. Sau đó, hai người chỉ thấy, trong ngực đường đường đang ôm lấy một bó hoa hồng còn lớn hơn cả người cậu nhóc, hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản mà đi tới. Mẹ, cậu bé hôm nay mặc một thân tiểu Âu phục trang trọng, bó hoa hồng suýt chút nữa đã che khuất mất khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc. Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc đường đường. con đây là trong ngực tiểu gia hỏa ôm lấy bó hoa, thần sắc hơi có chút ngượng ngùng mà mấp máy môi, đầy chờ mong ngẩng cái đầu nhỏ lên, mở miệng nói tặng cho mẹ. Diệp hoàn hoàn sững sốt một chút, sau đó vội vàng cầm lấy bó hoa hồng kia lên, vừa mừng vừa sợ, cảm ơn bảo bối, những những thứ này đều là do con chuẩn bị sao? cậu nhóc gật đầu một cái, vẻ mặt có chút khẩn trương, vâng ạ. bóng bay cùng cánh hoa là các ca ca tỷ tỷ giúp con làm hoa hồng là con bảo cậu chuyển trực tiếp từ trong nhà theo đường hàng không tới, cậu nói mẹ thích nhất là hoa hồng. Mẹ có thích không? Dĩ nhiên là thích, Diệp Oản Oản không chút do so dự, mở miệng trả lời. Gào, quả thật là quá tình cảm rồi có được hay không? Lại còn chuẩn bị kinh hỉ cho mẹ, hơn nữa lần này là kinh hỉ chân chính. Một cậu con trai ấm áp như vậy, đốt đèn tìm đỏ mắt cũng không thấy đâu nha, đúng là tiện nghi cho mẹ Oản Oản quá rồi mà đột nhiên cảm thấy thật ra thì mình cũng không thiệt thòi. Sau đó, Diệp Oản Oản lại suy nghĩ một chút, bất quá. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Cậu bé nghe vậy, thần sắc nghiêm túc mở miệng, vâng, là một ngày đặc biệt. Là ngày đặc biệt thật à? Nhưng mà, Diệp Oản Oản suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nhớ ra được rốt cuộc là ngày gì. Đường đường mở miệng trả lời, hôm nay là ngày thứ bảy đường đường tìm được mẹ, mỗi một ngày đường đường ở cùng mẹ, đều là một ngày đặc biệt. Diệp Oản Oản nghe xong, quả thật là cảm động đến rơm rớm nước mắt, cúi người, một tay đem cậu bé ôm vào trong ngực, "Cảm ơn bảo bối. Mẹ yêu con nhất rồi." Ánh mắt cậu bé sáng lấp lánh, "Đường đường cũng yêu mẹ nhất." Sau lưng hai mẹ con, Tư Giả Hàn. Chương 994, đại bạch đáng yêu như thế. Nhìn tận mắt, nam nhân khác có những hành vi đầy lãng mạn với, vợ của mình, lại còn tặng hoa, tỏ tình mà còn không được phép tức giận, đây lại là cảm giác gì? Tâm tình của tư giả hàn giờ phút này, có thể tạm hình dung là, một lời khó nói hết. Cậu nhóc đầy dựa dẫm mà giúp vào lòng mẹ, mẹ. Mẹ sau này sẽ còn bỏ rơi đường đường sao? Diệp oản oản xoa xoa đầu của tiểu gia hỏa, dĩ nhiên là sẽ không. Diệp oản oản vừa cảm động, nhưng tâm tình lại có chút phiền muộn, những thứ này vốn không phải thuộc về nàng. Rồi sẽ có một ngày, Đường đường tìm ra được mẹ ruột của mình và sẽ không còn đối xử với nàng như vậy nữa. Gào, thật sự là muốn giấu đi, tự mình nuôi riêng quá đi. Diệp Oản Oản thậm chí đều đã và đang suy nghĩ triển khai kế hoạch này rồi đó nha. Sau khi tỉnh táo lại, một nhà ba người ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Diệp Oản Oản nâng cằm lên nhìn hai cha con, nhìn đến mức mặt đầy thỏa mãn. Khi, nhân sinh như thế này, còn cầu mong gì hơn? diệp oản oản vừa suy nghĩ vừa gắp một miếng trứng rán đang với về phía trước kết quả đồng thời đối diện với hai đạo ánh mắt quen thuộc ạc à, đôi đúa của diệp oản oản bỗng đóng băng ở trên không trung khao khát cầu sinh mãnh liệt khiến diệp oản oản theo bản năng lại dùng tay trái gắp lên một miếng trứng rán khác cứ như vậy một trái một phải hai miếng trứng rán đồng thời đặt vào trong dĩa của hai cha con sau khi hai miếng trứng rán đồng thời hạ xuống hai ánh mắt ở phía đối diện mới thu về Diệp Oản Oản âm thầm lau mồ hôi. Hích, những cái khác đều rất hoàn mỹ. Chỉ có một chỗ hơi sai sai chính là, hai cha con nhà này sống chung, không hiểu sao lại cứ luôn tranh sủng với nhau vậy chứ. Đúng rồi đường đường à, bởi vì ba mẹ bình thường đều phải đi làm, không có cách nào ở nhà cùng với con, cho nên mẹ đã tìm được một con thú cưng rất đáng yêu để cùng con chơi đùa. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Đường đường đương nhiên là rất hy vọng mẹ có thể ở cạnh mình, nhưng cũng càng không hy vọng đem lại thêm phiền toái cho mẹ. Mặc dù đối với chó con, thỏ con, mèo con, cậu bé cũng không mấy hứng thú, nhưng vẫn nhu thuận gật gật đầu, "Cảm ơn mẹ." "Ngoan ngoan." Diệp Oản Oản xoa xoa đầu của tiểu gia hỏa, "Chờ lát nữa con thấy, nhất định sẽ yêu thích." Đang nói chuyện, nơi cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. "Oản Oản tiểu thư, hứa dịch tối hôm qua sau khi nhận được mệnh lệnh, sáng sớm liền chạy tới." "Hứa quản gia" Anh đã đến rồi, Đại Bạch đâu, Đại Bạch đâu?" Diệp Oản Oản lập tức hướng về phía sau lưng hứa dịch nhìn lại. Hứa dịch ho nhẹ một tiếng, ngập ngừng nhìn về phía ông chủ của mình. Vốn định nói chuyện với ông chủ nhà mình, nhưng nghĩ lại, ông chủ mình trong tình huống này cũng không dùng được. Vì vậy, hứa dịch vô cùng sáng suốt, trực tiếp nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói, "Oản Oản tiểu thư, cô nhất định phải mang Đại Bạch tới sao?" chuyện đó có thể sẽ hù tiểu thiếu ra một trận hay không? Diệp Oản Oản lập tức cau mày, làm sao lại như vậy được? Đại Bạch đáng yêu như thế, Đại Bạch đâu, mau dẫn tới đây nhanh lên một chút nào. Thật sự là nhớ Đại Bạch mà. Hứa dịch, được rồi, vậy tôi đi ngay. Lại nói, làm sao hắn cứ có cảm giác là Oản Oản tiểu thư muốn gọi Đại Bạch đến để chơi đùa cùng nàng mới đúng. Một bên đường đường nghiêng đầu nhìn sang, Đại Bạch. Diệp hoàn oản gật đầu, đúng vậy, là tên của nó. Là thỏ sao? Đường Đường hỏi. Hai mẹ con còn đang nói chuyện, lúc này, Hứa Dịch đã quay trở lại. Lần này, đi theo phía sau Hứa Dịch là một con quái vật khổng lồ, toàn thân trắng như tuyết. Giống, trong tiếng gầm nhẹ của dã thú, một con hổ lớn màu trắng bạc chậm rãi đi vào. Chương 995, cực đáng yêu, cực đáng yêu. Bộ lông bạch hổ óng ánh tỏa sáng hình thể cường tráng, thần thái uy nghiêm, hoàn toàn bất đồng với loại hổ thông thường nuôi nhốt trong vườn thú hoặc là gánh xiếc, mà lại toát nên một luồng khí tức đầy hoang dã và tràn ngập vẻ khát máu. Chẳng qua là, giờ phút này trên cổ của đại bạch được cột một chiếc nơ bướm màu hồng, làm hỏng hết cả hình tượng ngầu lòi của người ta à nha. À, hình như chiếc nơ bướm này có vẻ quen quen, hình ảnh này cũng có vẻ quen quen. Hứa dịch xoa hai mắt thâm quầng của mình, đứng ở một bên lau mồ hôi. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn thức trắng một đêm tìm ở sau núi, lại mạo hiểm tính mạng, mới thành công cột xong chiếc nơ bướm này một lần nữa. Trong nháy mắt khi đường đường nhìn thấy đại bạch hổ, vẻ hoài nghi ban đầu trong đôi mắt nhất thời phát ra hào quang chói lóa, giống như là hoàn toàn không hề ngờ tới, thú cưng mà mẹ nói lại có thể sẽ là thế này. Đường đường, lại đây chào hỏi đại bạch đi nào, đừng sợ, đại bạch đặc biệt đáng yêu, đặc biệt ôn thuận. Diệp Oản Oản mở miệng, tiếp trước nàng luôn rất sợ hãi đại bạch bởi vì nhìn đại bạch thật sự là quá hung hãn quá dọa người nàng trung quy là sợ đại bạch sẽ nổi hứng cắn chết mình mãi tới sau này mới phát hiện đại bạch cũng giống như tư dạ hàn chẳng qua là tỏ vẻ đáng sợ bên ngoài mà thôi hứa dịch nghe vậy cũng cạn lời đừng dụ dỗ trẻ em như vậy mà giống hứa dịch mới vừa nghĩ như thế quả nhiên bên tai vang lên một tiếng thú giống đầy giận dữ chấn động mặt đất trong phòng bếp, đầu bếp béo run cầm cập, ôi trao miệng nó. Con cọp này chính là thú hoang sao. Một bên, đường bân chật chật chắt lưỡi, là bạch hổ Bangladesh, là hổ Bangladesh biến dị, một trong những chủng loại hung tàn nhất. Đường đường gật đầu một cái, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, đi về phía đại bạch hổ, có thể là do có chút nôn nóng, thời điểm cậu bé nhảy xuống, chân không cẩn thận vấp một cái. Đường đường, không sao chứ, Diệp oản oản vội vàng khẩn trương nói. Mẹ, con không sao. Cậu bé tập tính đi tới trước mặt Đại Bạch Hổ, xin chào, ta gọi là Đường Đường. Giống, Bạch Hổ trả lời lại bằng một tiếng gầm to, đôi mắt màu xanh nhạt mang theo sự cảnh giác cùng hiếu kỳ, đang đánh giá tiểu bao sữa ở trước mặt mình. Đường Đường đứng ở trước mặt Đại Bạch Hổ, nghiêng đầu nhìn nó một chút, chỉ chỉ vào cái nơ bướm trên cổ nó, cái này không thoải mái sao? Giống, Đại Bạch gầm nhẹ. Vì vậy, cậu nhóc đưa bàn tay nhỏ ra, trong ánh mắt kinh hoàng của hứa dịch, vòng qua cổ của đại bạch hổ, gỡ cái nơ trên cổ của nó xuống. Khá hơn chút nào không? Tiểu tử hỏi. Giống, lần này, tiếng gào thét của bạch hổ dường như trầm thấp hơn mấy phần so với vừa nãy. Đường đường lộ ra nụ cười rạng rỡ đại bạch, thanh âm của người thật là êm tai. Hứa dịch, êm tai. Đứa nhỏ này ở trên phương diện nào đó quả thật là giống oản oản tiểu thư như đúc. Mẹ, còn có thể dẫn Đại Bạch đi trong sân chơi đùa sao? Đường Đường đầy mong đợi nhìn về phía Diệp Oản Oản. Dĩ nhiên là có thể á, mau đi đi, đi thôi. Thấy Đường Đường rất thích bạn mới, Diệp Oản Oản khỏi phải nói là có bao nhiêu vui vẻ. Đường Đường hướng về phía Đại Bạch nhìn lại, Đại Bạch, chúng ta cùng đi chơi trong sân được không? Đại Bạch gầm nhẹ một tiếng, đi đến bên người của Đường Đường, đột nhiên lại nằm sát xuống bên chân cậu nhóc. Đại Bạch, sao vậy? Đường Đường tỏ vẻ không hiểu, hướng về Đại Bạch hổ nhìn lại. "Giống, sau khi Đại Bạch hổ nằm xuống, lại dùng cái đầu lớn lông xù của mình cọ sát vào chân cậu bé, tựa hồ là ra hiệu cho nhóc leo lên người mình." "Đại Bạch, cảm ơn ngươi." Đường Đường cẩn thận leo lên. Chờ sau khi Đường Đường đã ngồi vững vàng, Đại Bạch hổ liền đứng lên, chậm rãi mang theo tiểu bao sữa đi vòng quanh sân rồi. Giờ phút này, Hứa Dịch đã ở một bên vừa xem vừa trợn mắt hốc mồm. Bản lĩnh thuần hóa thú này, chẳng lẽ cũng có thể di truyền sao? Không đúng, đứa bé này cũng không phải là ruột thịt của Oản Oản tiểu thư. Chương 996, điên đảo chúng sinh. Đừng nói là hứa dịch, ngay cả chính Diệp Oản Oản cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ rằng Đường Đường và Đại Bạch lại sẽ hòa hợp với nhau đến như vậy. Trong vườn hoa, Đại Bạch vững vàng đi tới, thời điểm đi đến dưới một gốc cây đại thụ, mới một lần nữa nằm xuống, đem Đường Đường để xuống đường đường đưa tay nhỏ ra, ôm lấy cổ của đại bạch, cảm ơn bằng cách hôn một cái trên cái đầu xù của đại bạch hổ. Diệp Oản Oản nhìn thấy hình ảnh tiểu bao sữa và đại bạch hổ yêu thương nhau, cũng đã bị vẻ đáng yêu kia đốn tim rồi, lập tức vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp hình, vừa thốt lên đầy kích động. Quá tốt rồi, em biết ngay là đường đường sẽ thích Đại Bạch mà. Hơn nữa tư giả hàn à, anh có thấy không, Đại Bạch cũng rất thích đường đường, vừa nãy khi thấy đường đường bị chặt chân, còn chủ động đi cõng nó tương đương gào tương đương làm sao bây giờ. Em muốn đại bạch, cũng muốn đường đường. Tư giả hàn nghe vậy. Muốn đại bạch thì cũng có thể, muốn đường đường. Này, cậu nhóc là con của người khác đấy. Diệp oản oản hoa 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 mà rút vào ngực tư giả hàn, em không muốn đem đường đường trả lại đâu. Ngón tay của tư giả hàn luồn vào mái tóc mềm mại của thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt ve, không phải nói là không thích trẻ con sao. Diệp oản oản bị nghẹn một cái, sau đó nói như đúng rồi không không giống nhau em chỉ không thích trẻ con nhưng đường đường chính là con trai em nha em sinh đấy tư giả hàn diễn quá nhập tâm rồi diệp oản oản thở dài thật ra thì đường đường giống anh như vậy em suýt chút nữa đã hoài nghi đường đường là con riêng của anh bất quá hôm nay xem lại em mới phát hiện là em đã suy nghĩ nhiều quá rồi tư giả hàn nhìn nàng một cái tại sao diệp oản oản trợn chừng hai mắt nói nếu như đường đường là con của anh, có tình thương cao như vậy cũng quá là không khoa học rồi. Lần thứ N bị chỉ trích về tình thương, tư dạ hàn. Diệp Oản Oản lại suy nghĩ một chút, ngay sau đó trầm ngâm, à, trừ phi là di truyền từ em còn tạm được. Không hổ là con trai của em. Diệp Oản Oản nói xong, bày ra vẻ mặt đầy oán thán mở miệng nói, anh xem, đường đường còn biết tặng hoa cho em, vậy mà là bạn trai, chẳng lẽ anh không có gì muốn bày tỏ hay sao? Tư giả hàn nghe vậy, đôi con người điên đảo chúng sinh kia lướt qua khuôn mặt của cô gái, Phong khinh Vân Đạm mở miệng nói em đã cho anh chỗ trống để phát huy sao. Diệp Oản Oản nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời sướng sờ. À, thật giống như, cho tới nay đều là cô tặng hoa cho anh, là cô hẹn anh đi xem phim, là cô chuẩn bị cho anh bữa tiệc đêm lãng mạn lung linh ánh nến. Những việc bạn trai nên làm, tất cả đều bị nàng dành làm hết thật là như sấm sét giữa trời quang. Quá là thiệt thòi mà, Diệp oản oản gào thét bi thương. Ngay từ đầu là bởi vì bất đắc dĩ, phải vuốt lông đại ma vương, cuối cùng về sau lại thành thói quen mất, thật là bi kịch mà. Tư giả hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ảo não của cô nàng, đáy mắt lóe lên một nụ cười, chợt chậm rãi nghiêng người sang, ngón tay thon dài giữ lấy đôi môi của thiếu nữ, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi kia, tiếp đó là một nụ hôn sâu triền miên, Mãi đến khi Diệp Oản Oản thở hồng hộc, suýt chút nữa là không thể thở nổi, nụ hôn này rốt cục mới kết thúc. Trong tiếng hô hấp, thanh âm của người đàn ông mới vang lên bên tai thiếu nữ, thiệt thòi sao. Diệp Oản Oản nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang lùi lại, như hoa đào tháng ba, mê người tới cực hạn, đầu tiên là thoáng hoảng hốt, sau đó lắc đầu như đánh trống trầu, không thua thiệt, không thua thiệt, không thua thiệt. Đệt, tư dạ hàn giải trừ phong ấn rồi hay sao? lại còn nói không dính khói bụi trần gian nữa chứ. Đây quả thực, đây quả thực là, nam hồ ly tinh. Có giá trị nhan sắc cao như thế này, còn cần cái gì mà tình thương nữa cơ chứ? chương 997, Phương thức kiếm tiền đặc biệt. Trước khi chính mình không kiềm chế được, Diệp Oản Oản liền như một làn khói trốn lên lầu. Nàng quả thực là quá bội phục mình kiếp trước rồi, ôi một khuôn mặt đẹp như vậy, lại còn có thể kiên quyết một lòng đối với cố Việt Trạch. Ôi nàng quả thực là một cao tăng mà, định lực đáng sợ đến vậy sao? Diệp Oản Oản mới vừa vào phòng, điện thoại di động bỗng vang lên thanh âm huy chát nhắn tới. Là tin nhắn của nhiếp vô danh. Nhiếp đào hố, hữu danh muội muội, đường đường hôm nay thế nào, có khỏe không? Diệp Oản Oản liếc màn hình điện thoại di động, không thèm để ý đến. Nhiếp đào hố, chúc mừng phát tài, đại cắt đại lợi bao tiền lì xì. Diệp Oản Oản thấy có bao tiền lì xì, đưa ngón tay ra nhấn nhận ngay sau đó lúc này mới trả lời diệp hữu danh tốt vô cùng nha tôi tìm một con thú cưng chơi cùng với nó nhiếp đào hố à thú cưng quên nhắc nhở cô rồi đường đường nó không thích động vật nhỏ nha nhất là động vật nhỏ lông xù lại nhỏ yếu bởi vì khi còn bé nó nuôi một con gà vàng nhỏ đã chết rồi sau đó liền không bao giờ nữa nuôi động vật nhỏ nữa cô cho nó nuôi con gì thế Nhiếp Vô Danh sau khi nhắn xong những lời này đi, tự giác lại tặng thêm một hồng bao. Diệp Oản Oản nhận bao tiền lì xì, phát hiện lại là một số tiền lớn, vì vậy tiếp tục trả lời. Diệp Hữu Danh, không ngờ nha, thấy Đường Đường thích thật mà. Không tin thì anh tự nhìn đi. Diệp Oản Oản sau khi gõ những dòng này, liền gửi đi một tấm hình của Đường Đường và Đại Bạch sang. Đầu kia của điện thoại di động yên lặng mất mấy giây, sau đó mới nhận được tin nhắn trả lời của Nhiếp Vô Danh nhiếp đào hố cái này là đồ chơi gì nhiếp hữu danh anh không nhận ra sao nhiếp đào hố nói nhảm tôi đương nhiên nhận ra đây không phải là con hổ sao đóng ngoặc vuông diệp hữu danh đúng vậy nhiếp đào hố lại có thể tìm cho đường đường một con cọp làm thú cưng hắn cũng thật quỳ bất quá nhìn nụ cười của đường đường trong hình dường như rất thích thật lâu rồi không thấy đường đường vui vẻ như vậy hắn rất thích động vật nhỏ nhưng lại sợ bọn chúng quá nhỏ yếu quá dễ dàng rời bỏ chính mình cho nên cũng không hề thân cận với chúng diệp hữu danh đúng rồi anh làm sao lại đột nhiên hào phóng như vậy từ đâu lại có nhiều tiền như vậy diệp oản oản tò mò hỏi nhiếp đào hố dĩ nhiên là kiếm tiền bằng bản lĩnh đấy ai cần đắc ý diệp oản oản nhìn thấy nhiếp vô danh nhắn ai cần biểu thị dương dương đắc ý tỏ vẻ khá là hoài nghi diệp hữu danh anh kiếm nhiếp đào hố dĩ nhiên lần trước từ vai diễn quần chúng kia tôi được giới thiệu tham gia một chương trình hoàn toàn là bằng thực lực không tin thì tự cô xem đi video diệp oản oản nhất thời cảm thấy càng không có khả năng chỉ bằng kỹ thuật diễn xuất kia của hắn còn có thể tham gia một tiết mục diệp oản oản hoài nghi mở đoạn video của nhiếp vô danh gửi tới kết quả sau khi xem xong cả người đều rơi vào mộng bức rồi trong video lại có thể thật sự là một chương trình một tiết mục ngoài trời gần đây rất hot, BTC chương trình bố trí hơn 10 cửa ải trên mặt nước, người tham gia ai có thể dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua các cửa ải này, người đó sẽ có thể thu được tiền thưởng cùng phần quà. Diệp Oản Oản chỉ thấy trong đoạn video là hình ảnh đủ loại người dự thi khác rơi xuống nước, nhanh nhất cũng phải mất mấy phút, thời điểm nhìn thấy người cuối cùng ra sân. Người nam nhân toàn thân áo đen đó nhanh như một cơn gió. Quần chúng vây xem cùng với MC đều không thấy rõ được động tác của hắn là như thế nào, tên kia đã như đi trên đất bằng, vào tới điểm cuối, nhấn chuông, tạo thành kỷ lục hạng nhất. Diệp Oản Oản không cần đoán cũng biết, cái tên này chính là nhiếp vô danh. Còn miệng nó, phương thức kiếm tiền này, quả thật là cạn lời rồi. Lại có thể dùng loại thân thủ nghịch thiên này đi tham gia loại thử thách ngoài trời dễ ẹc như dành cho trẻ con, lại còn lấy làm tự hào. Tiền này kiếm được, lương tâm của anh không thấy xấu hổ sao? Anh đã từng nghĩ đến phải đối mặt như thế nào với các cao thủ khác từng đối đầu với anh sao? Diệp Oản Oản quả thật là nghẹn ngào không biết nói gì, vừa che chán vừa gõ chữ gửi đi. Diệp Hữu danh, anh thắng rồi, ca ca thân ái của tôi ơi. chương 998, đẹp trai tăng lên tầm cao mới. Ca ca thân ái của tôi ơi. Nhiếp vô danh nhìn thấy mấy chữ trên WeChat này, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Lúc này, trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh, một cái bánh trôi nước nhỏ trắng nõn đáng yêu, loạn tròa loạn trọng mà đi tới trước mặt hắn, dùng thanh âm bập bà bập bẹ bi bô tập nói từng chữ một, nhõng nhẽo gọi hắn là ca ca. Nếu như hắn biết đây là lần gặp mặt cuối cùng của mình và muội muội khi đó nhất định sẽ nắm lấy tay nhỏ của nàng, cùng chơi đùa với nàng thật tốt, mà không phải là không nhịn được gạt tay nàng chạy ra ngoài. Sau khi trầm ngâm một lát, nhiếp vô danh mới thở dài, đem ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện vừa rồi, gửi đi. Bên cạnh, ngoại quốc rời gạch thấy đội trưởng lộ ra vẻ đầy sâu sắc một cách hiếm thấy như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên, đội trưởng, sao vậy? Nhất chi hoa vuốt vuốt bông hoa nhỏ gắn trên tóc mình, than thở, còn có thể làm sao nữa, nhớ muội muội chứ sao? Thần sắc ngoại quốc rời gạch có chút hoài nghi, trước đây chưa từng nghe đến việc nhiếp ra còn có một cô con gái, muội muội của đội trưởng, tại sao không lớn lên ở nhiếp gia? Nhất chi hoa nhún vai một cái, không biết, nếu như không phải là nghe đội trưởng nhắc tới, tôi cũng không biết anh ấy còn có một muội muội. Sau khi nhắn tin xong, Diệp Oản Oản đem điện thoại di động để sang một bên, sau đó mở tủ quần áo ra bắt đầu lựa chọn đồ. Lịch trình cả ngày hôm nay nàng đã sắp xếp rất vẹn toàn, buổi sáng đi tới đoàn làm phim, buổi chiều đi học ở trường, có một buổi giảng quan trọng. Người giảng chính của chiều nay là vị giáo sư lý nhạc của Đại học Truyền thông Đế Đô, là bạn thân của ông nội nàng, Diệp Hồng Duy. Ban đầu ở tại Thảo Yến của ông nội, nàng và Lý Nhạc từng gặp qua. Lý Nhạc có biết đến nàng, nếu như buổi giảng của ông ta cũng không đi, đến lúc đó lỡ như bị phát hiện, vậy thì sẽ rất xấu hổ. Cuốn chi lý giáo sư giảng bài, có vẻ cũng rất hữu ích. Diệp Oản Oản thay nam trang, sau đó lại mang theo một bộ y phục nữ để dành thay khi đến lớp. Tư Dạ Hàn phải đi sắp xếp yến hội buổi tối, tiếp đãi mục tiên sinh. Sau khi tạm biệt Đường Đường, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn cùng đi ra cửa, đợi sau khi mỗi người đều làm xong việc của mình mới gặp nhau, cùng đi yến hội. Hai người chia nhau làm việc, rất nhanh Diệp Oản Oản đã đi đến phim trường. Học viện điện ảnh Đế Đô. Cảnh quay ngày hôm nay của bọn họ lấy bối cảnh ở Học viện điện ảnh Đế Đô, đối diện trường của Diệp Oản Oản, cho nên nàng mới chuẩn bị đồ nữ theo buổi chiều thay đổi y phục là có thể trực tiếp đến trường nghe giảng bài. Thời điểm Diệp Oản Oản đến nơi, mọi người đang quay cảnh của Cung Húc và Lạc Thần. Hàn Thiên Vũ theo kịch bản sẽ đóng vai ca ca của Cung Húc, nghề nghiệp là giáo sư đại học, hôm nay ở trường học bên này cũng có một cảnh quay, cho nên cũng có mặt. Bởi vì nhân khí của các diễn viên chính, mặc dù phim trường cũng đã được phong tỏa rồi, nhưng vào lúc này vẫn là thời gian đi học, chung quanh vẫn có không ít học sinh và fan cùng vây xem, À à, à, à à cung húc, cung húc, cung húc. Lạc thần em yêu anh. Thiên vũ, thiên vũ, nhìn bên này. À, 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 à trời ạ. À. Dáng vẻ đeo mắt kính của tiểu thiên sứ thiên vũ thật sự là quá đẹp trai à nha à, 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 à Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh Hàn Thiên Vũ, nhìn về phía chàng trai đang đọc kịch bản. Ừ thì là, Hàn Thiên Vũ hôm nay mặc một thân Âu phục nho nhã màu xám cho, đeo mắt kính, ăn mặc như một giáo sư, đúng là thật đẹp trai. Nếu không phải là do nhan sắc của hai vị nam chính cung hút và lạc thần cũng rất hot, nàng sẽ không dám mời Hàn Thiên Vũ tới diễn cái vai phụ này, nếu không danh tiếng sợ là sẽ bị hắn đoạt hết. Đến rồi à, Hàn Thiên Vũ thấy Diệp Bạch đã đến, lên tiếng chào hỏi cùng nàng. Sau khi phát hiện tầm mắt của nàng, Hàn Thiên Vũ theo bản năng sờ mặt mình một cái, sao vậy? Tôi trang điểm bị sao à, da mặt có vấn đề. Diệp oản oản bật cười, không có gì. Chỉ là phát hiện hôm nay vẻ đẹp trai của cậu lại tăng lên một tầm cao mới, khó trách tiểu Yên Nhiên nhà tôi lại mê cậu như vậy. Chương 999, phương thức biểu hiện đặc biệt. Diệp Oản Oản thường xuyên nhắc đến Giang Yên Nhiên ở trước mặt Hàn Thiên Vũ, trước đó còn giúp nàng xin chữ ký bản giới hạn, cho nên Hàn Thiên Vũ cũng có ấn tượng. Là người bạn học kia của cậu à?" Hàn Thiên Vũ hỏi. Diệp Oản Oản than thở, "Đúng vậy, thật là thương cảm cho bạn trai nàng." vĩnh viễn cũng chỉ có thể xếp hàng thứ hai. Diệp Oản Oản đang đùa, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, quả nhiên là điện thoại của một fan cuồng nhiệt nào đó. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nhún vai, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, fan não tàn của cậu gọi đến, cậu làm việc trước đi, tôi đi nghe điện thoại. Đi thôi, Hàn Thiên Vũ bật cười. Diệp Oản Oản đi tới chỗ không người, nhận điện thoại, alo, yên nhiên. A a a, Oản Oản, Oản Oản, Oản Oản, Hàn Thiên Vũ hôm nay tới trường học của chúng ta bên này quay phim cậu có biết không? Thật là đáng tiếc, buổi sáng mình có giờ học không thể đi. Quả nhiên, đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh kích động không thôi của Giang Yên Nhiên. Diệp Oản Oản bất đắc nói với đầu dây bên kia, tỉnh táo lại một chút. Cậu như vậy, người nào đó sẽ ghen đó nha. Diệp Oản Oản mới nói xong, đầu kia điện thoại di động lại truyền tới một thanh âm quen thuộc, Oản Oản tỷ. Thì... Oản Oản tỷ thì... Tôi không có lớp, tôi có thể tới, chờ tôi tới chụp ảnh, có thể chia sẻ cho tỷ cùng Yên Nhiên. Trang thiết bị của tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Diệp Oản Oản nghe được âm thanh của Sở Phong so với Giang Yên Nhiên còn phấn khởi hơn, không còn gì để nói. Được rồi, coi như nàng không nói. Hai, nàng thật là đáng thương mà, nhìn bạn trai nhà người ta kìa. Diệp Oản Oản nói chuyện điện thoại xong, quay trở lại, Cung Húc và Lạc Thần cũng đã hóa trang xong. Cung Húc đang đầy tự luyến cầm lấy gương soi, nhìn chằm chằm chính mình trong gương, hi, cũng không biết sau này cô nương nào có phúc như vậy, có thể gả cho tôi. Diệp Oản Oản, này, đủ rồi. Cung Húc vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, lập tức hưng phấn chạy đến tranh sủng, a. À, Diệp ca ca anh đã đến rồi, mau nhìn mau nhìn xem, tôi ngày hôm nay có phải là đẹp trai ngất trời hay không? Có phải là tất cả các cô em nhìn thấy đều sẽ muốn lấy hay không? Hay là anh chụp cho tôi một tấm hình? gửi cho mứt hoa nhỏ xem một chút đi. Nói không chừng mứt hoa nhỏ xem xong sẽ trở thành fan não tàn của tôi luôn ấy chứ. Vai diễn trong phim của Cung Húc là sinh viên đại học năm ba, hiện tại đang mặc đồ bóng rổ, mái tóc ngắn màu vàng nâu thời thượng, sức sống bắn ra bốn phía, 10 phần có cảm giác như một thiếu niên. Cho dù hình tượng nhân vật của hắn trong bộ phim là một thiếu niên nhà giàu ngang ngược càn rỡ, tiểu bá vương học đường, nhưng cũng làm cho người ta hoàn toàn không ghét nổi. Nhìn thấy tạo hình của cung húc, Diệp Oản Oản không khỏi phải thừa nhận, quả thực là tốt vô cùng. Cung húc quả nhiên rất thích hợp với nhân vật này, trong nháy mắt đã khiến nàng tưởng như là nhân vật Tiết Thiếu Dương trong kịch bản đi tới trước mặt mình. Mà Lạc Thần lại càng không để cho nàng thất vọng, từ khi bắt đầu đi theo nàng, vẫn luôn trau rồi thân thủ và rèn luyện thể lực, giờ phút này trên người lúc này đang mặc áo ba lỗ màu đen, tạo hình một người đang luyện võ, tinh khí thần rõ ràng khác hẳn người thường, nhìn giống như một con báo săn mồi vô cùng có tính lấn át. Diệp Oản Oản trực tiếp bỏ quên câu nói sau cùng của cung húc, sau đó hài lòng nhìn về phía hai người, không tệ, đều rất thích hợp. Cung húc bất mãn lầu bầu, Diệp ca ca, anh khen tôi thì phải nghiêm túc khen chứ, làm sao lại kéo cả hắn theo. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm đảo mắt nhìn hắn một cái, vậy cậu muốn ăn phân thì tự mình mà ăn phân, tại sao lại cũng kéo lạc thần theo. Vẻ mặt cung húc nhất thời trột dạ, bất quá vẫn gắng ngượng chống chế, mở miệng nói như đúng rồi, không phải là Diệp Ca bảo tôi và hắn trước mặt công chúng không được có mâu thuẫn gì, mà phải biểu hiện ra là có quan hệ rất tốt hay sao? Diệp hoàn hoàn, phương thức biểu hiện của cậu thật đúng là đặc biệt. Chương một nghìn kỹ thuật diễn xuất bùng nổ, Cung hút cười hì hì, khoác vai lạc thần, hảo huynh đệ nên có phúc cùng hưởng, không cần cảm ơn tôi đâu. Lạc thần lặng lẽ đẩy bàn tay của người nào đó ra. Diệp Oản Oản xua xua tay đầy ghét bỏ, đừng có giỡn nữa, đi chuẩn bị đi, chuẩn bị quay ngay đấy. Sau khi hai người rời đi trước chuẩn bị, Diệp Oản Oản mới quay trở lại bên cạnh Hàn Thiên Vũ ngồi xuống, chờ đợi buổi quay phim bắt đầu. Trong phim, vai diễn của Cung Húc là một đại thiếu gia con nhà giàu tiết thiếu dương, Lạc Thần đóng vai là một tay súng bắn tỉa bộ đội đặc trùng, thẩm nhạc. Nội dung cốt truyện bắt đầu từ lúc Tiết Thiếu Dương coi trọng muội muội của Thẩm Nhạc, dùng đủ mọi cách để quấn lấy, cuối cùng kết thù với thẩm nhạc. Sau đó tiết ra thấy tiết thiếu dương suốt ngày không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi đàn đúng, quả thực là không thể chịu đựng được nổi, mới cho hắn nhập ngũ. Sau khi đi bộ đội, tiết thiếu dương lần nữa tái ngộ cùng với thẩm nhạc. Nếu như bộ phim này dựa theo mô tích thanh xuân thần tượng, với đội hình diễn viên của bọn họ, doanh thu phòng vé sẽ không kém. Bất quá, giã tâm của nàng không chỉ dừng lại ở phòng bán vé. Thời điểm kiếp trước, vì doanh số phòng vé, Đàm Trấn Tân đã bỏ đi phần lớn nội dung sau khi Tiết Thiếu Dương đi bộ đội, chỉ còn lại có phần nội dung tình cảm yêu đương ở phía trước, cho nên nhân vật chính là Tiết Thiếu Dương và muội muội của thẩm nhạc. Mà Diệp Oản Oản lại hoàn toàn giữ nguyên kịch bản như cũ, đi theo con đường chính kịch, hơn nữa còn là hai nhân vật nam chính, trong khi đó nữ chính chẳng qua chỉ là làm nên. Phần quan trọng của bộ phim chính là sự thay đổi của Tiết Thiếu Dương sau khi nhập ngũ, từ một công tử con nhà giàu trở thành một bộ đội đặc trùng bảo vệ tổ quốc, đây cả là một quá trình trưởng thành. Nội dung cốt truyện của cảnh quay hôm nay chính là Tiết Thiếu Dương cung húc cùng một đám bạn xấu quấy rối, dây dưa cùng với một em gái lớp dưới, mà cô nàng này tình cờ lại chính là em gái của thẩm nhạc Lạc Thần. Thẩm nhạc hôm nay trùng hợp về nhà thăm người thân, tới trường học đón muội muội của mình, vừa đúng lúc gặp phải bọn Tiết Thiếu Dương trêu chọc em gái mình, vì vậy song phương xảy ra mâu thuẫn thẩm nhạc giận dữ che chở cho muội muội ở sau lưng mình ngay sau đó liền muốn lao lên đánh người mà tiết thiếu dương lại tỏ vẻ bất cần đời cười như không cười hướng về thẩm nhạc nhìn sang này dù cho anh là ca ca của thẩm anh cũng không thể chi phối tư tưởng của nàng được lỡ như nàng thích tôi thấy tôi thuận mắt thì sao anh đánh tôi nàng sẽ đau lòng đấy tiết thiếu dương cưỡng từ đoạt lý cực kỳ vô sỉ khiến cho thẩm nhạc chán nổi gân xanh cùng lúc này Tiết Thiếu Dương đột nhiên nhìn về phía thẩm anh, khẽ cười một tiếng, học nguội, em thật sự. Không thích anh sao? Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa bay lất phất, thiếu niên đưa môi cười khẽ, hình ảnh quả thật là lãng mạn như trong mộng cảnh. Làm sao một thiếu nữ có thể chống lại được hình ảnh hấp dẫn như vậy, thẩm anh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hai gò má thiếu nữ đỏ bừng, cúi thấp đầu, nắm lấy tay ca ca ngăn lại, không cho hắn lao lên đánh người, cùng nhau rời đi. Thời điểm Thẩm Anh đi được một nửa, ấy vậy mà vẫn không nhịn được, quay đầu lại. Mà rõ ràng trong nháy mắt quay đầu lại nhìn, nàng đã bị một tên nào đó đánh cắp mất trái tim. Tiết Thiếu Dương tỏ vẻ bất cần đời, dường như đoán được cô bé sẽ quay đầu lại, nhất thời tặng cho nàng một nụ cười đáp trả. Trong cảnh quay này đặc tả nội tâm của Tiết Thiếu Dương và tính cách của hắn, cung húc có thể nói là đã tạo ra một Tiết Thiếu Dương ngang ngược càn rỡ, bất cần đời một cách đầy tinh tế rõ ràng hắn cũng không để ý tới, hắn hết lần này tới lần khác còn có thể có bản lĩnh đổi trắng thay đen, vô cùng tự nhiên thay đổi lời thoại cùng thẩm anh, khiến cho trái tim thiếu nữ đập rộn ràng, má hồng ửng đỏ. Trên màn ảnh, thiếu niên mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng luôn nhiệt tình hăng hái, đối xử tốt với bạn bè, bộ dáng đẹp trai người người hoàn toàn khiến cho người ta không thể nào rời mắt nổi. Ngay cả Diệp Oản Oản ở một bên quan sát cũng đều hài lòng gật đầu. Không uổng công khoảng thời gian này nàng tốn nhiều tâm tư như vậy ở trên người cung húc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1000.